MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến thần bất tử tập 205. Vương Vũ mặt mũi tràn đầy kinh dị quét mắt Diệp Trần. Diệp Trần tự nhiên đoán được Vương Vũ trong lòng hồ nghi, cười lắc đầu, Diệp Trần đạo, Vương Vũ sư tỷ, chúng ta mới đến, đối với âm dương thành nội tình huống. Hai mắt đen thui, cái gì cũng không tin tưởng, cho nên còn xin sư tỷ nhiều hỗ trợ giới thiệu một chút âm dương thành nội tình huống. Cái này đơn giản, Vương Vũ gật đầu một cái, ngữ khí biến trịnh trọng thêm vài phần đạo, âm dương thành là tụ tập trong tiên mộ hơn 9 thành sinh linh chỗ, nguyên bản ở vào trong tiên mộ 3.000 đại tông, 10 vạn nhỏ yếu giáo phái, tại trong tiên mộ xảy ra thôn phệ thú dị biến sau đó, tất cả đều tụ tập đến rồi trong tiên mộ. Những thứ này cái gọi là đại tông cùng nhỏ yếu giáo phái. Tuy không có cái gì cường giả đỉnh cao, người thật mạnh số lượng càng là thưa thớt đến đáng thương tình cảnh, nhưng mà nếu là bọn họ liên thủ ở chung với nhau, cũng không cho coi thường, lại thêm, muốn cùng những cái kia thôn phệ thú đối kháng, tuyệt đối không thể thiếu bọn hắn xuất lực, bởi vậy, chúng ta Thông Thiên Tông thái độ đối với bọn họ, chính là lôi kéo cùng chèn ép cùng tồn tại. Lôi kéo là muốn nhường đại gia hòa buộc chung một chỗ, cùng xuất lực đối kháng những thứ này thôn phệ thú, chèn ép nhưng là vì phòng ngừa bọn gia hòa này phát sinh nội chiến. Dẫn đến tự thân thương vong thảm trọng, bởi vì thôn phệ thú hạo kiếp, bây giờ trong tiên mộ võ giả số lượng, liền trong tiên mộ nhân số thời điểm tột cùng nhất kỳ một phần vạn cũng chưa tới, cho nên mỗi tử vong một danh vũ giả, đối với chúng ta mà nói, cũng là tổn thất vô cùng lớn. Âm dương thành nội, tổng cộng có 64 tòa chủ phong, bên trong thành 9 thành võ giả, cũng là bám vào cái này 64 tòa chủ phong mà sinh tồn, để cho tiện quản lý, ta Thông Thiên Phong ở nơi này 64 tòa chủ phong phía trên. Cố ý thiết lập 64 vị phong chủ, mỗi một vị phong chủ, đều do người thật mạnh đảm nhiệm. Bây giờ từ ta Thông Thiên Tông người thật mạnh gánh nhâm phong chủ phong, tổng cộng còn có 32 tòa, còn dư lại mặt khác 32 tòa chủ phong, thì phân biệt từ những thứ này nhàn tản người thật mạnh đảm nhiệm, những thứ này người thật mạnh cao cao tại thượng, tự nhiên không có tâm tư gì đi cẩn thận quản lý những thứ này trên chủ phong tục sự, bởi vậy bình thường quản lý chủ phong nhiệm vụ, phần lớn rơi vào trên người chúng ta. Chúng ta bình thường muốn quản lý trong võ giả, thậm chí không thiếu tu vi đạt đến vĩnh sinh cảnh tồn tại. Vương Vũ đứng tại Diệp Trần bên cạnh, thấp giọng nói âm dương thành nội tình huống. Nàng nói ra, nhượng Diệp Trần bọn người, thầm cười khổ không thôi. Diệp Trần bọn người đến đây trong tiên mộ, thế nhưng là vì cái gì mau chóng tu hành, để thăng thực lực bản thân. Đối với Vương Vũ trong miệng cái gọi là quản lý chủ phong, bọn hắn căn bản không hứng thú gì. Loại chuyện này, ngược lại sẽ trì hoãn bọn hắn tu hành. Vương Vũ nhìn ra Liễu Diệp Trần mấy người thần sắc dị thường, hơi kinh ngạc đạo, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi đến đây ở đây phía trước, Quách Tùng Dương tiền bối không cùng các ngươi nói rõ ràng tình huống? Không có, Diệp Trần rất thẳng thắn đạo, chúng ta tới đây phía trước, tới âm dương thành đến cùng bộ dáng gì cũng không biết, chớ nói chi là âm dương thành nội tình huống. Vương Vũ sừng sốt một chút, chợt bất đắc dĩ cười khổ nói, chư vị sư đệ, mặc kệ các ngươi có phải hay không biết được âm dương thành nội tình huống, nhưng mà ta phải khuyên các ngươi một câu, từ các ngươi đi theo Quách Tùng Dương tiền bối tới chỗ này giờ khắc này, liền đã xem như Thông Thiên Tông nhân, Thông Thiên Tông ba chữ này, ở đây mang ý nghĩa quy tắc người chấp hành, cùng âm dương thành nội tuyệt đại bộ phận võ giả, tự nhiên đối lập, chúng ta phải làm, chính là để bọn hắn tuân thủ Thông Thiên Tông quy tắc. Mà ngay trong bọn họ không ít người, lại muốn vi phạm những quy tắc này, vì thế thậm chí không tiếc âm thầm đối với chúng ta ra tay. Bởi vậy, từ các ngươi bước vào âm dương thành nội bắt đầu, nhất định phải chú ý cẩn thận, phòng ngừa bị người hại. Diệp Trần mấy người, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ gật đầu một cái. Từ Vương Vũ trong khẩu khí, bọn hắn đã nghe được, tại âm dương thành nội, Thông Thiên Tông nhân, tựa hồ cũng không phải rất được hoan nghênh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng là chuyện bình thường. Âm dương thành nội, võ giả vô số. Liền thiên nhân cấp võ giả, số lượng cũng rất nhiều, những ngày này nhân cấp võ giả, thực lực cường đại, tự nhiên chịu không được bị người quản thúc. Hết lần này tới lần khác Diệp Trần bọn người lần này tới, chính là làm cái này quản thúc giả, sẽ bị người nhằm vào cũng là tự nhiên sự tình. Quách Tùng Dương cùng cái kia ba vị trí cường giả đứng chung một chỗ, thấp giọng nói chuyện vài câu, chợt thân ảnh nhoáng một cái, hướng về phía trước âm dương thành nội bay đi. Cái này ba vị trí cường giả sau lưng một đám thiên nhân vũ giả, cũng đi theo bay đi. Vương Vũ cười đối với Diệp Trần mấy người đạo, chư vị sư đệ, chúng ta cũng đi thôi,
Nếu như ta sở liệu không sai, thiên thuật phong thượng võ giả, hẳn là bây giờ đã cho các ngươi chuẩn bị xong nghênh đón yến. Nói, Vương Vũ hướng về phía Diệp Trần trước chớp mắt, hạ giọng nói, cái này nghênh đón yến, cũng là ra oai phủ đầu, các ngươi cần phải có một chuẩn bị tâm lý. Đa tạ, Diệp Trần hướng về phía Vương Vũ gật đầu một cái, chợt một trận hướng về thiên thuật phong bay đi. Nhìn từ đằng xa, Âm Dương Thành nội cái này 64 ngọn núi, từng cây giống như trụ trời đồng dạng, xuyên thẳng tận trời. Nhưng mà càng đến gần, thì càng để cho người ta cảm thấy rung động. Tòa này Âm Dương Thành cùng Thông Thiên Phong một dạng, cũng đã tự thành một giới, bị một tầng giới màng ngăn cách. Chờ Diệp Trần bọn người đột phá tầng này giới màng, 64 tòa chủ phong xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thời điểm, lập tức để bọn hắn khiếp sợ sững sốt một lát. Ở đây một tòa chủ phong, diện tích khổng lồ, thế mà không giống như ngoại giới một chỗ vũ trụ thế giới kém bao nhiêu. Giống như là Diệp Trần bọn người bây giờ muốn đuổi đi qua tòa này thiên thuật phong, tất cả không gian chung vào một chỗ, chỉ sợ so tiềm long thế giới đều lớn hơn rất nhiều. Cho nên, nơi này 64 tòa chủ phong, chẳng khác nào là 64 cái cỡ lớn vũ trụ thế giới. Ở tòa này thiên thuật phong thượng, có thể nhìn thấy, có lít nha lít nhít vô số kiến trúc. Quách Tùng Dương chờ 4 vị trí cường giả, không có ngừng lại, trực tiếp tiến vào liễu thiên thuật phong đỉnh cao nhất tòa kia cung điện chi nội. Tại thiên thuật phong bốn phía, từng đạo khí tức cường đại, tu vi đều ở đây vĩnh sinh cảnh võ giả, nhao nhao xuất hiện, hướng về tòa cung điện này chạy tới, tiến đến bái kiến tân nhiệm thiên thuật phong phong chủ. Tại nhất tôn trí cường giả trước mặt, những võ giả này liền xem như to gan, cũng không dám quá mức làm càn. Mà Diệp Trần bọn người, mới vừa vặn đi tới thiên thuật phong biên giới, một đám không chết cảnh võ giả, liền chủ động đón. Mấy vị này hẳn là theo mới nhâm phong chủ tới trước Thông Thiên Tông sư huynh A, chúng ta tất cả đều là thiên thuật phong võ giả, sau này còn nhiều hơn nhiều dựa dẫm chư vị. Một cái trên mặt mang nụ cười mập mạp, chủ động lại gần đảo chư vị sư huynh, thiên thuật phong thượng các tiền bối, bây giờ đang tại bái kiến phong chủ, hồi báo thiên thuật phong tình trạng, trong thời gian ngắn, căn bản không khoảng không để ý tới chúng ta xem như thiên thuật phong bản thổ võ giả, đã chuẩn bị yến hội, còn xin chư vị sư huynh cho chút thể diện. Quá khứ cùng đại gia quen biết một phen. Giao ai phủ đầu thật vẫn tới. Diệp Trần nhếch nhếch miệng, cùng một bên Vương Vũ liếc nhau một cái. Diệp Trần sau lưng Man Vương, nói khẽ với Diệp Trần đạo, Diệp Trần, chúng ta đi qua nhìn một chút, những người này có thể có thủ đoạn gì, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng đều là đi theo Quách Tùng Dương tiền bối tới chỗ này, bọn hắn không dám đối với chúng ta làm cái gì chuyện khác người tình. Đi, vậy thì đi qua nhìn một chút, Diệp Trần gật đầu một cái. Chính như trước mặt mập mạp này nói tới, Diệp Trần bọn hắn mới đến, thật vẫn cho đối phương một chút mặt mũi, bằng không, về sau lưu tại nơi này e rằng đều không được sống yên ổn. Chư vị, mời tới bên này, mắt thấy Diệp Trần đáp ứng mời mọc của mình, cái này béo tử Vũ giả ý cười đầy mặt, chủ động dẫn đường, hướng về thiên thuật phong một tòa cao lớn cung điện chỗ bay đi. Tòa này cao lớn cung điện chi nội, bây giờ đã có lần lượt từng thân ảnh, đang tiến vào cung điện chi nội. Bên trong tòa đại điện này, vô số võ giả, đang tại nối đuôi nhau mà vào. Mới nhâm phong chủ đi tới thiên thuật phong, hơn nữa mang đến Thông Thiên Tông đệ tử, tin tức này, đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên thuật phong, cho nên thiên thuật phong thượng vô số võ giả, tự nhiên hết sức tò mò, muốn biết, theo mới phong chủ tới chỗ này Thông Thiên Tông đệ tử là ai. Những cái kia tự kiềm chế thực lực cao cường, không đem Thông Thiên Tông để ở trong mắt võ giả, muốn nhờ vào đó làm rõ ràng mới tới người chấp pháp đội tình. Mà những thế lực kia không mạnh, ỷ lại lấy Thông Thiên Tông võ giả, càng là muốn nhờ vào đó tới làm rõ ràng, mới tới Thông Thiên Tông đệ tử, có hay không năng lực che chở ở bọn hắn. Cho nên bây giờ, chạy tới nơi này võ giả số lượng rất nhiều. Thiên thuật phong thượng, cơ hồ mỗi một cái hơi có chút thực lực thế lực, đều sẽ điều động nhân thủ tới. Hơn nữa điều động tới, hơn phần nửa cũng là thực lực cường hãn võ giả. Người thật nhiều, chỉ là tu vi và chúng ta không sai biệt lắm. Thời gian tu hành thậm chí so với chúng ta còn muốn ngắn thiên tài trẻ tuổi, số lượng liền vượt qua ngàn người. Diệp Trần mấy người, bây giờ đã ngồi ở tòa này đại điện chi nội, tùy ý uống lấy trên bàn rượu ngon, ánh mắt của bọn hắn, cũng tại không ngừng quét mắt những thứ này lần lượt tiến vào trong đại điện nhân. Tại Thông Thiên Phong Thượng, ngoại trừ những cái kia người thật mạnh bên ngoài, cấp thấp thiên nhân, bọn hắn cơ hồ không có được chứng kiến. Ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng chính là giống như hồ cảnh dạng này, đồng dạng bái sư tại người thật mạnh môn hạ thiên nhân. Mà hồ cảnh bọn người,
quanh năm chờ tại Thông Thiên Tông bên trong, không có trải qua bao nhiêu ma luyện, tuyệt đối không có cách nào đại biểu toàn bộ trong tiên mộ tu hành tiêu chuẩn. Bây giờ đi tới nơi này tòa Âm Dương Thành nội, Diệp Trần bọn người mới xem như chân chính thấy trong tiên mộ võ giả phong thái. Bây giờ xuất hiện những võ giả này bên trong, có không ít người, đơn thuần tương đối tiên phú, chỉ sợ không thể so với Man Vương bọn người kém bao nhiêu. Hơn nữa, bọn hắn từ nhỏ ngay tại tiên mộ nội tu hành, lại gặp tiên mộ đại biến, trải qua sự tình, không giống như Man Vương bọn người ít hơn bao nhiêu. Loại tình huống này, những ngày này tiêu thực lực, tuyệt đối tương đương khả sợ. Cho nên, nhìn xem càng ngày càng nhiều thiên nhân xuất hiện, Diệp Trần mấy người thần sắc, cũng bắt đầu biến ngưng trọng liễu khởi tới. Liền bồi tại Diệp Trần mấy người bên cạnh Vương Vũ, thần sắc cũng đồng dạng trịnh trọng thêm vài phần. Những thứ này thiên thuật phong võ giả, chắc chắn sẽ không muốn thử dò xét một chút Diệp Trần nhất đoàn người nội tình, nhưng mà bọn hắn một nhóm người này, thực lực mạnh nhất cũng mới thiên nhân tứ giai, thực lực tại không tử cảnh thiên nhân bên trong, chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại. Nếu là phía trước những ngày này nhân vũ giả, không để ý mặt mũi, ỷ vào tự thân tu vi so với Diệp Trần bọn người cao minh rất nhiều, áp chế một cách cưỡng ép Diệp Trần đám người lời nói, chỉ sợ ở đây ai cũng ngăn không được. Ha ha, chư vị Thông Thiên Tông sư huynh, ta tới cho ngươi nhóm giới thiệu một chút, vị này chính là thiên thuật phong thần lực cửa thiên kiêu Sở Kiểu Hùng, vị kia là trước hết nhất mang theo Diệp Trần bọn người đi vào nơi này người mập mạp kia, trên mặt cười híp mắt, bắt đầu vi Diệp Trần bọn người giới thiệu bây giờ đi tới những ngày này nhân cấp võ giả thân phận. Ước chừng hao tốn gần một canh giờ, mới đưa nơi này rất nhiều thiên nhân cấp võ giả, toàn bộ giới thiệu xong xuôi. Lấy Diệp Trần đám người ký ức năng lực, cái này mấy ngàn danh vũ giả, mặc dù chỉ là hơi giới thiệu một chút, nhưng cũng lập tức một mực nhớ ký mỗi một vị thiên nhân cấp võ giả xuất thân cùng bộ dáng. Cái tên mập mạp này vừa mới giới thiệu xong xuôi, trong đại điện liền lập tức truyền đến hừ lạnh một tiếng, Tô Khang lão ca, giới thiệu ngươi cũng giới thiệu xong, kế tiếp, có phải hay không nên giới thiệu một chút cái này mấy vị Thông Thiên Tông tới đại nhân? Người nói chuyện, là một tôn thực lực đạt đến liễu thiên nhân lục giai, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào vĩnh sinh chi cảnh thiên nhân. Lấy cảnh giới của hắn, như vậy hình dung Diệp Trần bọn người, lập tức cho nhân nhất loại hùng hổ dọa người cảm giác. Hơn nữa người này ánh mắt, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, tùy ý quét mắt Diệp Trần nhất người đi đường, phảng phất muốn tương Diệp Trần bọn người toàn bộ xem thấu. Loại này không cố kỵ chút nào ánh mắt, lập tức nhượng Diệp Trần bọn người, tất cả đều nhíu mày. Cái kia gọi Tô Khang mập mạp, nhếch miệng cười cười, đứng lên nói, cái này mấy vị đại người, đều là tới từ Thông Thiên Tông, sau này đại gia có rất nhiều cơ hội ở chung, sau này tự nhiên sẽ biết riêng mình nội tình, bây giờ hà tất nóng lòng nhất thời. Tô mập mạp, ngươi bớt nói nhảm, ngươi hiện nay ngày chúng ta tới đây, thật là vì nghênh đón mấy tên này. Không sai, chúng ta tới đây, chính là vì tìm kiếm mấy tên này nội tình, nếu là không có thực lực, mơ tưởng tại thiên thuật phong đặt chân. Bây giờ không thể so với trước kia, bây giờ liền xem như Thông Thiên Tông nhân, cũng đừng hòng ở đây một tay che trời, thật muốn để chúng ta nghe lời, liền lấy bản lãnh ra. Bốn phía, từng tiếng hừ lạnh âm liên tiếp xuất hiện. Những ngày này nhân vũ giả, căn bản không có đem Diệp Trần nhất người đi đường để vào mắt, cho nên nói chuyện cũng không kiêng nể gì cả. Cho dù đối với cảnh tượng như vậy, Diệp Trần bọn người sớm đã có đoán trước, nhưng mà bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn là lập tức sắc mặt khó coi. Bốn phía những võ giả này, đơn giản không chút nào che giấu đối bọn hắn địch ý. Loại hoàn cảnh này, về sau bọn hắn muốn yên tâm chờ tại Thiên Thuật Phong, gần như không có khả năng. Tính khí bốc lửa nhất Man Vương, trực tiếp từng bước đi ra, ánh mắt quét mắt bốn chu chư đa vũ giả đạo, chư vị, chúng ta lần này đến đây ở đây, chỉ là vì rèn luyện tự thân, đến nỗi khác, chúng ta căn bản không hứng thú, cho nên ta sớm nói cho các ngươi biết, chúng ta mấy người, cũng là người không phạm ta không phạm người, nhưng nếu là trêu chọc chúng ta cũng sẽ không khách khí. Hoa! Man Vương mà nói mở miệng, lập tức nhường bốn chu chư đa vũ giả, một mảnh xôn xao. Bọn hắn căn bản không có ngờ tới, đối mặt bọn hắn chư đa vũ giả, hơn nữa còn là thực lực so Diệp Trần bọn người mạnh rất nhiều võ giả, lại còn có người dám dạng này không khách khí nói chuyện. Diệp Trần, bây giờ loại thời điểm này, vẫn là điều thấp một chút tốt nhất. Vương Vũ ngồi tại Diệp Trần bên cạnh, trên mặt mang lo lắng nói. Diệp Trần sắc mặt bình tĩnh, khoát tay áo nói, ta cảm thấy Man Vương những lời này nói không sai, lại nói, chúng ta bây giờ còn có thể như thế nào điều thấp, lại điều thấp mà nói, bọn hắn thật muốn đặt ở trên đầu chúng ta, không đem chúng ta coi ra gì.
Vương Vũ thở dài một cái, đang muốn tiếp tục nói chuyện, lại không nghĩ trong đại điện Chư Đa Vũ Giả bên trong, đã có người trực tiếp nhảy ra, âm thanh lạnh như băng nói, mấy người các ngươi tự kiềm chế Thông Thiên Tông đệ tử thân phận, không đem chúng ta để vào mắt, vậy ta ngược lại là phải mở mang kiến thức một chút, các ngươi có bản lãnh gì, tu vi của ta, cũng chỉ là thiên nhân tứ giai, không tính khi dễ các ngươi, nếu là đánh bại ta, ta về sau thấy các ngươi, tự nhiên cúi đầu chịu thua. Vậy ta hôm nay đánh liền ngươi chịu thua. Man Vương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Bọn họ đều là một đời thiên kiêu, đối mặt loại tràng diện này, đương nhiên không chịu hạ cơn tức này. Ở vào tòa đại điện này bốn phía võ giả, cấp tốc tránh ra vị trí, thậm chí tại đại điện trung ương, bố trí một cái tầng tầng khoảng không gian nguyên trận, tránh giao thủ dư ba ảnh hưởng đến thiên thuật phong địa phương khác. Rõ ràng, tại thiên thuật phong võ giả chuẩn bị trận yến hội này phía trước, liền đã sớm làm xong muốn ở chỗ này giao thủ chuẩn bị. Rất Vương Hòa tên kia khiêu khích võ giả, thân ảnh nhoáng một cái, liền trực tiếp đấu tại Liễu Nhất Khởi. Loại tình huống này, cũng chỉ có dựa vào riêng mình nắm đấm nói chuyện. Không có thực lực, vậy thì đáng đời bị người khinh thị. Trong đại điện, bị từng tầng khoảng không gian nguyên trận bao khỏa độc đặc không gian bên trong, Man Vương giống như một đầu tóc giận cuồng sư, trên thân bộc phát ra từng vòng gợn sóng một dạng sức mạnh cuối cùng, nhường không gian bốn phía, cũng tại không ngừng rung động. Nhìn thấy Man Vương như thế uy thế, hắn tên kia đối thủ, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm, bây giờ cũng lập tức biến sắc mặt ngưng trọng. Có liên quan Diệp Trần đám người tư liệu, những thứ này thiên thuật phong võ giả, kỳ thực hầu hết đã biết được. Ngoại giới võ giả, vừa mới đột phá không lâu. Ở vào nơi này, cũng không phải là bọn họ bản thể. Các loại, những tin tức này, võ giả nơi này cơ hồ tất cả đều biết được. Cho nên, bọn hắn mới không đem Diệp Trần bọn người quá coi ra gì. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Trần bọn người, kỳ thực căn bản không thể xem như Thông Thiên Tông đệ tử. Hơn nữa, xem như kẻ ngoại lai, Diệp Trần đám người và Thông Thiên Tông lên người thật mạnh nhóm, quan hệ cũng không thấy được thân bao nhiêu bí mật. Dù sao Diệp Trần đám người đi tới tiên mộ bên trong, tổng cộng cũng mới đếm nguyệt thời gian mà thôi. Nhưng là bây giờ, nhìn xem Man Vương ra tay, bốn phía đại bộ phận võ giả, thần sắc tất cả đều ngưng trọng liễu khởi tới. Bọn hắn biết Man Vương bước vào thiên nhân tứ giai cũng không có bao lâu, thế nhưng là bây giờ Man Vương bộc phát ra sức chiến đấu, lại đủ để cùng những thứ này lão tư cách thiên nhân tứ giai võ giả so sánh. Điều này nói rõ cái gì? Chứng minh Man Vương thiên phú, 10 phần cường hãn, so với cái này bên trong tuyệt đại bộ phận người đều vô cùng cường hãn. Có lẽ bây giờ Man Vương thực lực không bằng bọn hắn, nhưng mà chỉ cần cho Man Vương đầy đủ thời gian, Man Vương chắc chắn có thể đuổi kịp bọn hắn. Đã các ngươi muốn xem bọn ta thực lực, vậy chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian, các ngươi tùy ý điều động đối thủ, ta tiếp nhận. Diệp Trần sau lưng, sắc mặt lạnh như băng Tuyết Thần, tung người nhảy ra. Tuyết Thần tính cách lạnh nhạt, thế nhưng là 10 phần mạnh hơn. Bây giờ đối mặt bốn Chu Chư Đa Vũ người khiêu khích, nàng thế mà ngược lại trực tiếp khiêu chiến đối phương, đào khách thành chủ, nhường bốn phía không thiếu võ giả tất cả đều sửng sốt. Bất quá, sửng sốt một chút sau đó, bốn phía lập tức nhảy ra một danh thiên nhân tứ giai võ giả, sắc mặt lạnh như băng nói, đã ngươi dạng này tự tin, vậy ta liền tới thỉnh giáo các hạ thực lực. Thân ảnh của hai người, đồng dạng trực tiếp nhảy vào trong đại điện độc đặc không gian bên trong. Tuyết Thần thân ảnh, cơ hồ hóa thành liễu nhất đạo đạo bông tuyết, không ngừng phiêu tán, đánh tới đối diện võ giả. Đối diện võ giả, hai con người đã biến thành đỏ bừng màu sắc, một cỗ nồng đậm tử khí, từ trên người tản ra. Có thể tu luyện tới thiên nhân tứ cấp võ giả, cơ hồ không có một cái là kẻ yếu. Cái này danh vũ giả, thế mà đem Tuyết Thần áp chế hoàn toàn xuống dưới. Tại hạ Đỗ Kiến, cái kia vị đại người chịu hạ chàng chỉ giáo. Ta là Vương Trọng, thiên nhân tứ giai võ giả, muốn kiến thức một chút, Thông Thiên Tông đại nhân thủ đoạn. Ngay sau đó, bốn phía những võ giả này, cơ hồ liên tiếp có người ra tay, tương Diệp Trần bên người mấy người, tất cả đều kích thích ra tay. Chỉ có Diệp Trần, không có ai khiêu chiến. Không có cách nào, Diệp Trần tu vi quá yếu, mới thiên nhân tam giai, thực sự có chút không đáng chú ý. Bốn phía những võ giả này, cũng như ngay từ đầu Vương Vũ như thế, căn bản không có đem Diệp Trần để vào mắt. Dưới loại trường hợp này, muốn cho Diệp Trần chờ nhân nhất cái ra oai phủ đầu, tự nhiên cần cảnh giới ngang hàng, thậm chí thấp hơn một cái cấp độ danh giới võ giả, tương Diệp Trần bọn người đánh bại, mới hữu hiệu quả. Bằng không, trực tiếp xuất hiện nhất tôn thiên nhân lục giai võ giả,
Tương Diệp Trần bọn người tất cả đều đánh bại, cái này không gọi ra oai phủ đầu, cái này gọi là lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Trần, sau trận chiến này, lai lịch của các ngươi, bọn hắn nhưng là tất cả đều rõ ràng, về sau các ngươi tại Thiên Thuật Phong ngược lên chuyện, nhất định muốn cẩn thận. Vương Vũ nhìn chằm chằm phía trước giao thủ Man Vương bọn người, nhỏ giọng nói. Diệp Trần điểm một chút đầu đạo, cái này ngươi yên tâm, liền xem như không có chuyện hôm nay, chúng ta cũng đồng dạng sẽ cẩn thận. Nếu là ngươi biết, Thiên Thuật Phong thượng một đời phong chủ, cái kia vị trí cường giả, chính là bị Thiên Thuật Phong thượng những võ giả này hại tới chết lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Vương Vũ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhưng lại chưa đem những lời này nói ra. Bây giờ nói những thứ này, không thể nghi ngờ sẽ cho Diệp Trần bọn người, mang đến áp lực thực lớn, cho nên còn không bằng không nói, về sau Diệp Trần bọn người, tự nhiên sẽ biết những thứ này. Tại đại điện một bên khác, vài tên sắc mặt khác nhau võ giả, nhìn chằm chằm trong đại điện giao thủ đám người, trong đôi mắt phần lớn mang theo hồ nghi thần sắc. Kỳ quái, mới nhâm phong chủ đến đây Thiên Thuật Phong, theo lý thuyết, hẳn là mang thượng nhất phê đủ cường đại giúp đỡ, nhưng mà hắn mang tới cái này một quần vũ giả, như thế nào đều chỉ có chút thực lực ấy. Đúng vậy à, những bọn tiểu bối này tiềm lực có lẽ không tệ, có trở thành vĩnh sinh chi cảnh cường giả có thể, nhưng mà ở tại bọn hắn bước vào vĩnh sinh cảnh phía trước, có thể căn bản không năng lực gì đến giúp vị này mới nhâm phong chủ. Đừng quản nhiều như vậy, vị này mới nhâm phong chủ sự tình, tự nhiên có những cái kia vĩnh sinh cảnh tiền bối đi để ý tới, chúng ta bây giờ phải làm, chính là hung hăng dạy dỗ một chút trước mặt mấy tên này, miễn cho bọn hắn về sau ỷ vào thân phận của mình, tại Thiên Thuật Phong tùy ý mà làm. Mới nhâm phong chủ người mang tới, xem như phong chủ dòng chính, dựa theo lệ cũ, Diệp Trần bọn người thế nhưng là có thể trưởng khống Thiên Thuật Phong quản lý đại quyền, nơi này tất cả mọi người, trên lý luận, đều muốn bị Diệp Trần bọn người quản thúc. Chính là bởi vì tinh tường điểm ấy, cho nên giờ phút này chút võ giả, mới có thể thừa dịp Diệp Trần bọn người, chưa chân chính đến phong chủ phủ, không có chân chính nắm giữ Thiên Thuật Phong quyền hành phía trước tiên cho Diệp Trần chờ nhân nhất cái ra oai phủ đầu, nhượng Diệp Trần bọn người, về sau không dám tùy ý mà làm. Những người này nội tình, chúng ta đã xem thấu, không cần không mè nheo nữa, nhường Tiểu Vũ ra tay, hung hăng ngược bọn hắn một cái. Cơ hồ trong nháy mắt, những võ giả này liền làm ra quyết định. Bọn hắn trong miệng Tiểu Vũ, gọi là võ phi thuyền, là Thiên Thuật Phong thượng, một tôn thực lực cường đại thiên tài nhân vật, thực lực của hắn, tuyệt đối đủ để nghiền ép hôm nay Man Vương bọn người. Siêu. Theo những người này âm thầm điều khiển, đang cùng Man Vương giao thủ cái kia danh vũ giả, đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái, từ trong cuộc chiến thoát ly. Đám người chung quanh bên trong, một cái dáng người thấp bé võ giả, trong nháy mắt xông vào chiến cuộc, đứng ở Man Vương trước mặt. Cái này thấp bé võ giả, chính là võ phi thuyền. Man Vương sắc mặt băng lãnh, đối với đối thủ thay đổi sự tình, cũng không có quá để ý. Phía trước cùng cái kia danh thiên nhân tứ giai võ giả giao thủ, hắn hao tổn cũng không lớn. Thế nhưng là, ở vào Diệp Trần bên người Vương Vũ, nhìn thấy võ phi thuyền ra tay, lại lập tức hơi biến sắc mặt, hướng về phía Diệp Trần đạo, không xong, võ phi thuyền thực lực, tại Thiên Thuật Phong thiên nhân tứ giai võ giả bên trong, thế nhưng là đủ để xếp hạng thứ 100, hắn xuất thủ, người vị đồng bạn này, không có phần thắng. Diệp Trần giá nhìn chân mày hơi nhíu lại. Bốn phía những võ giả này, muốn chèn ép Man Vương đám người dụng ý, đã không che giấu chút nào, thế mà tại thắng bại chưa phân dưới tình huống, trực tiếp thay đổi thay thế nhân thủ. Đã như vậy, Diệp Trần thân ảnh bỗng nhiên đứng lên, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp sát nhập vào phía trước trong cuộc chiến. Đã cùng Man Vương rằng có ở chung với nhau võ phi thuyền, đang muốn ra tay, lại không nghĩ Diệp Trần hoành sáp đi vào. Man Vương, ngươi trước đi về nghỉ một chút, tất nhiên đối phương đổi nhân thủ, chúng ta bên này, cũng tự nhiên phải thay đổi thay thế một chút nhân thủ. Diệp Trần nhếch nhếch miệng, hướng về phía Man Vương cười nói. Man Vương quét mắt một mắt bốn phía, thấp giọng nói, ngươi cẩn thận. Hắn đối với Diệp Trần thực lực, vẫn là tương đối bồi phục. Diệp Trần gật đầu một cái, nhìn về phía đối diện võ giả đạo, ta biết ngươi, ngươi gọi võ phi thuyền, tựa hồ cũng là Thiên Thuật Phong thượng một tôn khó lường thiên tài nhân vật, kế tiếp, chúng ta giao đấu một phen như thế nào. Võ phi thuyền chau mày, trong đôi mắt lóe lên mấy phần vẻ khinh thường. Chậm rãi dao động đầu đạo, ngươi mới vạn thọ cảnh tu vi, ta liền xem như đánh bại ngươi, cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng mà không võ, loại chiến đấu này, quả thật vô vị. Ánh mắt chầm chầm tại Diệp Trần trên thân, võ phi thuyền tiếp tục nói, ta Thiên Thuật Phong thiên tài cường giả vô số, liền xem như vạn thọ cảnh trong võ giả,
đủ để đánh bại ngươi cũng không ít, căn bản không có tất yếu ta ra tay, cho nên, cùng ngươi giao thủ, hẳn là bọn hắn, chỉ có đánh bại bọn hắn, ngươi mới có tư cách khiêu chiến ta. Thiên thuật phong thượng, võ giả số lượng rất nhiều. Võ phi thuyền xem như thiên nhân tứ giai trong võ giả cường giả, ở dưới hắn, vạn thọ cảnh võ giả bên trong, đồng dạng có không ít thiên tài cường giả. Cái này gọi Diệp Trần tiểu tử, chỉ vẻn vẹn có vạn thọ cảnh, thế mà cũng có thể theo những thứ này không chết cảnh võ giả, đi tới nơi này, chuyện này ngược lại có chút cổ quái. Cổ quái sợ cái gì, coi như lại cổ quái, hắn cũng là vạn thọ cảnh thực lực, chờ chúng ta bên này võ giả, hung hăng ngược hắn một cái sau đó, nhìn hắn còn có thể hay không bảo trì bây giờ loại ý này khí phong phát tư thái. Vậy liền để Đoạn Lửa ra tay, lấy Đoạn Lửa thực lực, hẳn là đủ để đánh bại người này. Đoạn Lửa tại thiên thuật phong thiên nhân tam giai trong võ giả, thực lực đủ để xếp hạng thứ 10, bất quá lý do ổn thỏa, vẫn là để Phương Hoa ra tay. Phương Hoa thế nhưng là chúng ta thiên thuật phong thượng, vạn thọ cảnh võ giả bên trong không nghi ngờ chút nào đệ nhất cường giả, liền xem như đối mặt không chết cảnh võ giả, hắn cũng có sức đánh một trận, nhưng hắn xuất thủ, nói không chừng mấy chiêu liền có thể đánh bại cái này gọi Diệp Trần tiểu tử. Bốn phía, một quần vũ giả lặng yên nói thầm vài tiếng, chợt liền để một tôn vạn thọ cảnh thiên tài, tung người nhảy ra. Tôn này tên là Phương Hoa võ giả, sắc mặt băng lãnh, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, nhìn qua khí độ xâm nghiêm. Lại là Phương Hoa, xem ra những lão gia hỏa kia đối với tiểu tử này vẫn đủ xem trọng, lấy Phương Hoa thực lực, đánh bại tiểu tử này, tuyệt đối không có vấn đề. Đứng tại Diệp Trần trước mặt võ phi thuyền, nhìn xem mới xuất hiện võ giả, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, chợt quay người liền đi. Tại hắn sau lưng, một cỗ mãnh liệt sóng sức mạnh truyền đến. Rõ ràng, tại Phương Hoa xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Trần đã ngang tàng ra tay, giao thủ với hắn cùng một chỗ. Cỗ này mãnh liệt ba động chưa tán đi, võ phi thuyền liền nghe được, bốn phía truyền đến một hồi chấn kinh âm thanh. Sắc mặt kinh ngạc hắn, vừa định muốn quay người xem xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy, vừa mới nhảy ra Phương Hoa, giống như một khỏa cục đá đồng dạng, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Bại, Phương Hoa nhanh như vậy liền bại. Võ phi thuyền giật nảy cả mình, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Không chỉ là võ phi thuyền, bốn chu chư đa vũ giả, cơ hồ suýt chút nữa quai hàm đều rơi mà. Vừa rồi, Phương Hoa nhảy ra, Hòa Diệp Trần căn bản liền một câu nói đều không nói, cũng đã riêng phần mình ngang tàng ra tay, giao phong cùng một chỗ. Phương Hoa thực lực, tại vạn thọ cảnh trong võ giả, xem như tuyệt đối cường hãn, một tay trung cực kiếm đạo chi lực, lang lệ vô cùng. Nhưng mà, Diệp Trần thủ đoạn, lại càng đơn giản hơn thô bạo trực tiếp. Trong lòng bàn tay thánh văn tự hư ảnh lấp lóe, Diệp Trần tay trưởng, thế mà ngạnh sinh sinh bắt được cái này bén nhọn trung cực kiếm đạo chi lực bên trong, đem Phương Hoa trường kiếm trong tay, trực tiếp cào thành hai khúc, nhiên hậu nhất trưởng đập vào Phương Hoa trên thân, đem Phương Hoa đánh bay ra ngoài. Cái này vị thiên thuật phong vạn thọ cảnh ngày đầu tiên tài vũ giả, tại Diệp Trần trước mặt, liền một cái thời gian trong nháy mắt đều không thể đủ tiếp tục kiên trì. Tình cảnh như vậy, tự nhiên nhường bốn phía tất cả võ giả, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Đây cũng không phải là mưu cầu gì, là thiên thuật phong vạn thọ cảnh ngày đầu tiên tài vũ giả Phương Hoa. Đã một lần nữa trở lại một bên trên chỗ ngồi Man Vương, bây giờ nhếch miệng cười to nói các ngươi những tên ngu xuẩn này, Diệp Trần tu vi mặc dù chỉ hữu thiên nhân tam giai, nhưng mà hắn nhưng là chúng ta nhóm người này đội trưởng, các ngươi thật sự cho rằng, những cái kia người thật mạnh mù mắt, sẽ để cho một cái thực lực người yếu nhất, trở thành chúng ta đội trưởng. Hắn là đội trưởng. Cùng Vương Vũ phía trước một dạng, bốn chu chư đa vũ giả, cảm giác đầu tiên phải không tin. Một danh vạn thọ cảnh võ giả, làm sao có thể so ra mà vượt không chết cảnh võ giả. Nhưng mà sướng sốt một lát sau đó, bọn hắn nhưng lại không thể không tin. Diệp Trần vừa rồi đánh bại Phương Hoa thủ đoạn, thực sự quá vu chấn hám nhân tâm, khiến người ta cảm thấy, liền xem như đối mặt một tôn không chết cảnh võ giả, Diệp Trần chỉ sợ cũng có thể dễ dàng thủ thắng. Vương Vũ ngồi ở Man Vương bên cạnh, trong đôi mắt cũng đồng dạng lộ vẻ rung động thần sắc. Diệp Trần thân phận, nàng là đã sớm biết, nhưng mà trong nội tâm nàng lại vẫn có chút hồ nghi, đối với Diệp Trần vì này vạn thọ cảnh võ giả, có thể trở thành một đám không chết cảnh võ giả đội trưởng mà cảm thấy hồ nghi. Bây giờ, nàng mới xem như lý giải, vì cái gì Quách Tùng Dương sẽ nhượng Diệp Trần trở thành đội trưởng. Trong đại điện, Diệp Trần tiện tay đánh bại Phương Hoa, chợt mới sắc mặt đạm nhiên, nhìn về phía trước mặt đi ra ngoài không xa võ phi thuyền đạo, ngươi mới vừa nói, đánh bại thiên thuật phong thượng vạn thọ cảnh võ giả, mới có tư cách khiêu chiến ngươi, bây giờ,
ta có tư cách sao? Nếu là không có, còn có bao nhiêu vạn thọ cảnh võ giả, tất cả đều để bọn hắn ra tay tốt. Diệp Trần mà nói, nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cứ việc những thứ này thiên thuật phong võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy tức giận, thế nhưng là cũng không thể nói gì hơn. Không có cách nào, liền Phương Hoa tại Diệp Trần trước mặt, cũng không thể chống nổi một chiêu, đổi thành khác vạn thọ cảnh võ giả đi lên, căn bản chính là tìm tai vạ. Thật chẳng lẽ muốn để không chết cảnh võ giả đi lên, mới có thể đánh bại kẻ này, nếu là như vậy, liền xem như chúng ta đánh bại hắn, cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ rơi xuống một cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Nhưng bây giờ nếu là không đánh bại hắn, chẳng phải là càng thêm mất mặt, cho dù là rơi cái lấy lớn hiếp nhỏ, cũng so với chúng ta bị một cái vạn thọ cảnh võ giả toàn bộ chấn nhiếp danh tiếng muốn tốt hơn nhiều. Bốn phía chư đa vũ giả, trong lòng người phần biệt khuất. Lúc này, trừ phi ngay trong bọn họ, cũng có một tôn có thể áp chế Diệp Trần vạn thọ cảnh thiên nhân. Nếu không, hôm nay trận này ra oai phủ đầu, xem như triệt để thất bại. Nhường võ phi thuyền ra tay, tất nhiên hôm nay mặt mũi này đã mất hết, vậy liền để võ phi thuyền hung hăng chà đạp tiểu tử này, nhường trong lòng của hắn lưu lại ám ảnh, về sau gặp được võ phi thuyền đều kinh hãi run sợ tốt nhất. Bốn phía trong võ giả, có người thấp giọng hừ lạnh một tiếng. Thuyết pháp này, rất nhanh liền lấy được tán thành. Lúc này, cũng chỉ có loại biện pháp này, mới có thể lấy lại danh dự. Nguyên bản vốn đã chuẩn bị rời đi võ phi thuyền, dừng bước lại, trên mặt mang mấy phần tức giận thần sắc, nhìn hướng Diệp Trần. Thân là không chết cảnh hắn, nếu là cùng Man Vương giao thủ, ngược lại là còn có mấy phần hứng thú. Nhưng là bây giờ cùng Diệp Trần giao thủ, hắn liền hứng thú thiếu thốn, không có cách nào, đã đạt đến không chết cảnh hắn, liền xem như đánh bại Diệp Trần, cũng không cái gì có thể vinh quang. Bất quá, nếu có thể đem vị này tự kiềm chế thiên tài tiểu tử đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chàng diện kia tình cảnh kia chắc chắn rất thú vị. Võ phi thuyền trong đôi mắt lóe lên mấy phần tàn khốc. Chợt, một cái tay của hắn, lăng không hướng về Diệp Trần bắt tới. Võ phi thuyền vậy mà ra tay, đối phó một danh vạn thọ cảnh võ giả. Một màn này, lập tức hấp dẫn bốn phía ánh mắt mọi người, liền Tuyết Thần bọn người, bây giờ cũng cảm thấy ra tay chậm mấy phần, bắt đầu chú ý Diệp Trần tình huống bên này. Võ phi thuyền tay trưởng, chưa rơi tại Diệp Trần trước mặt, liền có một cỗ lực lượng, trói buộc Diệp Trần, tương Diệp Trần thân thể, không ngừng đè thu nhỏ. Đợi đến võ phi thuyền bàn tay ngả vào Diệp Trần trước mặt thời điểm, Diệp Trần thân ảnh, đã bị cỗ này lực lượng đáng sợ, đè chỉ còn lại có lớn chừng ngón cái. Mà võ phi thuyền tay trưởng, lại biến phô thiên cái địa đồng dạng, giống như thương khung treo ngược, hướng về Diệp Trần đè ép xuống. Chỉ có lớn chừng ngón tay cái Diệp Trần, sắc mặt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn phía trên cái này bàn tay to lớn. Một tay thành đao, Diệp Trần tay trưởng, hướng về phía trước đâm tới. Bàn tay của hắn đâm tới chỗ, thế mà phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch âm, thật giống như đâm nát vô số như đổ sứ. Trên thực tế, tan vỡ chính là võ phi thuyền ngưng tụ ra sức mạnh cuối cùng. Những thứ này sức mạnh cuối cùng, giống như vũng bùn bên trong vũng bùn, đem Diệp Trần gắt gao gò bó ở đây. Mà Diệp Trần bây giờ lại ngạnh sinh sinh chui thấu những thứ này vũng bùn, bàn tay xuất hiện ở võ phi thuyền ngón tay của trước mặt. Trực tiếp đưa tay bắt lấy võ phi thuyền tay trưởng, Diệp Trần trên thân, một cỗ đáng sợ sức mạnh cuối cùng, chợt bạo phát ra. Võ phi thuyền thực lực, tại thiên nhân tứ giai bên trong, cũng coi như là cường giả, so với vừa mới bước vào thiên nhân tứ cấp Man Vương, mạnh hơn rất nhiều. Cho nên hắn vừa ra tay, lập tức mang cho Liễu Diệp Trần cảm giác áp bách mãnh liệt. Loại cảm giác này, liền xem như Diệp Trần đồng thời đối mặt Man Vương 10 danh thiên nhân tứ giai võ giả thời điểm, cũng không có bực này cảm thụ. Ngang nhau tu vi phía dưới, võ giả thực lực sai biệt, cũng đồng dạng tương đương cực lớn. Giống như là Diệp Trần, thân cư sinh tử tan hợp chi lực, cùng với thánh văn tự thứ chí bảo này, dù là tu vi so với Diệp Trần cao một cái cấp độ, cũng không nhất định là Diệp Trần đối thủ. Mà những võ giả khác, không có bực này cơ duyên, rất khó vượt cấp mà chiến, đối mặt tu vi so với tự thân cao minh võ giả, có thể đánh hòa nhau, đã tương đương hiếm thấy. Cho nên đối với Vu Thiên Nhân võ giả mà nói, tranh đấu thời điểm, đại bộ phận cũng là cùng giai phía dưới võ giả tranh đấu. Gặp phải tu vi so với tự thân cao minh võ giả, đồng dạng Metropolis sớm bỏ chạy. Giống như là Diệp Trần dạng này, lấy vạn thọ cảnh tu vi, trực tiếp đối cứng không chết cảnh thiên người tình huống, liền xem như tại trong tiên mộ, cũng tương đương hiếm thấy. Diệp Trần bắt lấy võ phi thuyền tay trưởng,
Một cỗ lực lượng đáng sợ chợt bộc phát. Oanh! Một cỗ sức mạnh cuối cùng phong bảo tại hai người cánh tay ở giữa bảo phát ra. Ở vào đại điện chi nội, những cái kia không gian bích lũy thế mà trong nháy mắt bị xé nứt mấy chục tầng nhiều. Bên cạnh xem cuộc chiến một chút thiên nhân vũ giả nhao nhao ra tay, một lần nữa bố trí càng nhiều không gian bích lũy, lúc này mới tránh Liễu Diệp Trần hòa Vũ Phi Chu giao thủ dư ba tiết lộ ra ngoài. Trong thời gian ngắn, Võ Phi Thuyền thế mà không làm gì được tiểu tử này, hắn mới vạn thọ cảnh mà thôi. Vạn thọ cảnh võ giả, tại sao có thể có biến thái như vậy thực lực, chẳng lẽ tiểu tử này là vị cao nhân nào giả vờ? Bốn phía đại điện, chư đa vũ giả nhìn xem đang tại giao thủ Diệp Trần hòa Võ Phi Thuyền hai người, sắc mặt cổ quái vô cùng. Kỳ thực đối với bọn hắn chính giữa không ít người tới nói, Diệp Trần bây giờ cho thấy thực lực, cũng không tính quá mạnh. Dù sao, bất kể là Diệp Trần vẫn là Võ Phi Thuyền, tu vi đều quá yếu. Bốn phía những võ giả này bên trong, thế nhưng là có không ít thiên nhân lục cấp tồn tại, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt đến vĩnh sinh cảnh. Nhưng mà Diệp Trần cho thấy tiềm lực, nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh. Rất Vương Hòa Tuyết Thần bọn người, đã coi như là khó được thiên tài nhân vật, vừa mới bước vào thiên nhân tứ giai, liền nắm giữ đủ để cùng lâu năm thiên nhân tứ giai võ giả đối địch thực lực. Lấy Man Vương bọn người cho thấy thiên tư, tấn thăng đến không chết cảnh cực hạn, cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay, đột phá vĩnh sinh cảnh cũng không phải là không thể được. Nhưng mà Diệp Trần bây giờ cho thấy thực lực và nội tình, đã đủ để chứng minh, Diệp Trần tương lai trở thành vĩnh sinh cảnh cường giả, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa, nếu là bước vào vĩnh sinh cảnh, Diệp Trần thực lực, vẫn tương ngộ làm cường hãn. Tương lai càng là có rất lớn cơ hội, đột phá đến người thật mạnh cấp độ. Chỉ là loại tiềm lực này cùng nội tình, liền để bốn phía võ giả, không dám khinh thị Diệp Trần. Võ Phi Thuyền, dừng tay a. Đang lúc Diệp Trần hòa Võ Phi Thuyền lần nữa đánh ra một chiêu, va chạm đến cùng nhau thời điểm, một danh thiên nhân lục cấp võ giả, đột nhiên tung người nhảy ra. Cái này danh thiên nhân lục giai võ giả, trên thân tinh quang lấp lóe, thân ảnh nhoáng một cái, liền cắm vào Liễu Diệp Trần hòa Vũ Phi Chu ở giữa. Hai tay của hắn phía trên, phân biệt ra hiện Liễu Nhất Đoàn không ngừng xoay tròn sức mạnh cuối cùng, giống như hai cái vòng xoáy màu đen đồng dạng. Diệp Trần hòa Võ Phi Thuyền đánh ra sức mạnh cuối cùng, trong nháy mắt liền bị vòng xoáy này toàn bộ hút đi. Võ Phi Thuyền chịu đến phản phệ, liên tiếp lui về phía sau, mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng mà Diệp Trần bên này, bàn tay hắn lên Thánh Văn Tự, trong nháy mắt bắt đầu phản kháng cỗ lực lượng này, một cỗ cường hãn hơn thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt từ Diệp Trần tay trên lòng bàn tay truyền đến. Cái này danh thiên nhân lục giai võ giả trong tay vòng xoáy, lập tức bị xé nát bấy. À, cái này danh thiên nhân lục giai võ giả, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn hướng Diệp Trần. Hắn nhưng là thiên thuật phong thượng nổi danh cường giả, cơ hồ có thể tính là vĩnh sinh cảnh cường giả phía dưới một trong mấy người mạnh nhất. Cho nên hắn đối với mình ra tay, vẫn là tương đối hữu tự tin. Ai biết, hiện tại hắn đánh ra pháp thuật cấp võ giả, lại bị Diệp Trần trực tiếp phá giải hết. Kẻ này chỉ sợ còn có ẩn giấu thực lực không có thi triển đi ra. Trong nháy mắt, cái này danh thiên nhân lục giai võ giả trong đầu, nhiều hơn một cái ý niệm. Lắc đầu, cái này danh vũ giả trên mặt tươi cười đạo, đại gia có thể dừng tay, chúng ta lần này ở đây thiết yến, chính là vì nghênh đón mới Nhâm Phong chủ đại nhân cùng với chư vị, mới vừa tỉ thí, chỉ là hơi luận bàn một chút, nhường đại gia chứng minh thực lực bản thân mà thôi, dù sao tại Âm Dương Thành loại địa phương này, không có thực lực, căn bản không biện pháp sống sót. Hiện tại các ngươi mấy vị thực lực, đã đủ để nhận được mọi người tán thành, lại giao đấu xuống, cũng không ý nghĩa gì. Diệp Trần nhìn xem trước mặt cái này danh vũ giả, cũng không nói chuyện. Mà bốn phía chư đa vũ giả, từng cái hai mặt nhìn nhau sau đó, thế mà cũng tất cả đều trầm mặc lại. Bị cái này danh vũ giả đỡ được Võ Phi Thuyền, càng là trực tiếp quay người, về tới bốn phía võ giả bên trong. Một màn này, nhượng Diệp Trần lập tức minh bạch. Bây giờ xuất hiện cái này danh thiên nhân lục giai võ giả, tại thiên thuật phong bên trên, tuyệt đối rất có uy vọng. Hắn tựa như là chính Dương Môn Lê Văn, Diệp Trần tâm trung thầm hô một tiếng. Phía trước Tô Khang Tô Mập Mạp hỗ trợ giới thiệu đại điện nội chúng nhân thời điểm, đã từng giới thiệu qua cái này danh vũ giả, Diệp Trần ngược lại là còn nhớ rõ thân phận của đối phương tên. Bất quá tại Âm Dương Thành loại địa phương này, xuất thân cái gì, kỳ thực đã không trọng yếu, quan trọng là thực lực bản thân. Lê Văn xuất thân chính Dương Môn, chỉ là một không đáng chú ý môn phái nhỏ, không có người sẽ để ý. Nhưng mà tứ chu chúng nhân,
Đối với hắn dạng này kiêng kỵ, rõ ràng là bởi vì Lê Văn thực lực đủ mạnh. Lê Văn đứng ra nói chuyện, vừa rồi trốn ở một bên Tô Khang cũng nhanh chóng cười nói, không sai, đại gia dĩ hòa vi quý, dù sao về sau nói không chừng thì có sự tình, cần tìm cái này mấy vị Thông Thiên Tông đại nhân hỗ trợ. Hỗ trợ cũng không dám nói, chỉ cần bọn hắn về sau bứt hành hạ chúng ta, liền đã xem như thiêu cao hương, cái này mấy vị đại người bản sự, ta đã được chứng kiến, cho nên không có hứng thú ở đây tiếp tục chờ đợi, cáo từ. Tô Khang tiếng nói không rơi, bốn phía cũng đã có võ giả, mặt lạnh trực tiếp đứng dậy, quay người liền đi ra ngoài, không chút nào cho Diệp Trần mấy người mặt mũi. Theo những võ giả này rời đi, trong đại điện những võ giả khác, thế mà cũng không ít người thần sắc do dự liễu khởi tới. Bất quá cuối cùng, bọn hắn vẫn là lưu tại trong đại điện, tựa hồ cũng không muốn bởi vì này chút ít chuyện, liền triệt để đắc tội Diệp Trần bọn người. Man Vương ngồi tại Diệp Trần bên cạnh, thấp giọng nói, Diệp Trần, ngươi có phát hiện hay không, bốn phía những người này, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ chúng ta, thực lực của bọn hắn rõ ràng so với chúng ta cao, nhưng mà ngoại trừ một số nhỏ nhân chi bên ngoài, phần lớn người, đều cũng không muốn cùng chúng ta vạch mặt. Diệp Trần điểm một chút đầu đảo, điểm ấy ta cũng phát hiện, bất quá lần này chúng ta tới quá vội vàng, có liên quan Âm Dương Thành tư liệu, căn bản không kịp điều tra, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước tiên làm quen một chút ở đây lại nói. Man Vương bíu môi nói đi, vậy kế tiếp ta sẽ không nổi tiếng, ngươi là đội trưởng, lại có phiền phái gì, ngươi nhưng phải đỉnh trước bên trên. Đối với Diệp Trần, hắn bây giờ là vừa chịu phục, lại không phục. Phục tùng là, Diệp Trần thực lực xác thực mạnh hơn hắn, không thể không thừa nhận. Nhưng mà không phục là, hắn cùng Diệp Trần thế nhưng là cùng thời đại thiên tài nhân vật, bây giờ tu vi của hắn càng là vượt qua Liễu Diệp Trần một đầu, nhưng mà hết lần này tới lần khác thực lực so Diệp Trần yếu, vô luận cái nào người tâm cao khí ngạo đụng tới loại tình huống này, chỉ sợ đều sẽ lòng sinh không phục. Cũng may Man Vương mặc dù tính cách táo bạo, nhưng mà làm người lại đầy đủ bằng phẳng, có cái gì thì nói cái đó, sau lưng sẽ không làm cái gì tiểu động tác. Diệp Trần bọn người cho thấy thực lực và tiềm lực, tựa hồ đã chân chính lấy được bốn phía võ giả tán thành, cho nên kế tiếp, Diệp Trần bọn người ngược lại là không tiếp tục đụng tới phiền phái gì, bốn phía không thiếu thiên nhân, thay nhau tiến lên chủ động mời rượu, trận này nghênh đón yến, một mực chiều khai gần một cả ngày thời gian, mọi người mới dần dần tán đi. Yến hội kết thúc, bốn phía chư đa vũ giả, bắt đầu nhao nhao rời sân, trong đó không ít người, thậm chí chủ động hòa Diệp Trần mấy người chào hỏi cáo biệt, hoàn toàn nhìn không ra phía trước địch ý nặng nề bộ dáng. Diệp Trần bọn người, đối với loại tình huống này, trong lòng tương đương không hiểu, nhưng mà ở trước mặt mọi người, lại không tốt hỏi thăm bên người Vương Vũ vấn đề này, chỉ có thể tạm thời đem các loại mê hoặc chôn ở đáy lòng. Mắt thấy đại điện nội chúng nhân đã tán đi, Tô Khang cười đi tới đảo, chư vị đại người, các ngươi tại Thiên Thuật Phong nơi ở, ngay tại phong chủ đại nhân phủ đệ bên cạnh, ta lập tức mang các ngươi đi qua. Làm phiền, Diệp Trần gật đầu một cái, đứng liễu khởi tới. Cái này Tô Khang tu vi mặc dù không cao, nhưng mà khéo léo, ai cũng không đắc tội, đối với Diệp Trần bọn người, càng là kiệt lực nịnh bợ. Diệp Trần mấy người bây giờ mới đến, bên cạnh có một người như thế, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Vương Vũ sư tỷ, phía trước ngươi nói chúng ta cũng là quy tắc người chấp hành, ta rất hiếu kỳ, sư tỷ tu vi, so với chúng ta cũng không cao hơn bao nhiêu, lấy thực lực của chúng ta, tại Âm Dương Thành nội, tựa hồ cũng không tính quá mạnh, chúng ta phải làm như thế nào quy tắc này người chấp hành. Vừa đi, Diệp Trần bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm Vương Vũ. Vương Vũ trên mặt mang mấy phần kinh dị, tựa hồ vẫn tại vì Diệp Trần phía trước cho thấy thực lực mà giận mình. Nghe được Diệp Trần hỏi thăm, nàng mới mỉm cười, giải thích nói, Diệp Trần sư đệ, xem ra các ngươi trước khi tới nơi này, căn bản không có nhiều hiểu rõ có liên quan Âm Dương Thành tin tức a. Bất quá bây giờ đã các ngươi lập tức phải đi tới Thiên Thuật Phong hình phạt điện đường, vậy ta cũng không có tất yếu nói thêm cái gì, chờ các ngươi đi qua sau đó, tự nhiên là biết rõ chuyện gì xảy ra. Vương Vũ ở thời điểm này thế mà bắt đầu bán cái nút, nhượng Diệp Trần lập tức có chút bất đắc dĩ. Một đoàn người tại Tô Khang dẫn đầu dưới, rất nhanh liền đã đến cơ hồ ở vào Thiên Thuật Phong đỉnh cao nhất một tòa nguy nga kiến trúc trước mặt. Tòa kiến trúc này, ngoại hình thế mà hiện lên hình kiếm, thật giống như thật sự một thanh trường kiếm đâm vào dưới mặt đất đồng dạng. Tại dài kiếm chi bên trên, càng rõ ràng khắc lấy hai cái chữ to. Hình phạt. Hình phạt điện đường, nơi này chính là Diệp Trần bọn người, về sau tại Thiên Thuật Phong nơi ở. Đồng thời, đến nơi này sau đó, liền cũng mang ý nghĩa, Diệp Trần bọn người về sau,
sẽ trở thành Quách Tùng Dương Phong chủ thân tín, thay thế hắn quản lý toàn bộ Thiên Thuật Phong. Một mặt Hồ Nghi Diệp Trần bọn người nhanh chân đi hướng về phía trước hình phạt điện đường. Hình phạt điện đường muôn miệng, từng đạo lớn lôi đình không ngừng lập lòe, một cỗ bức nhân khí tức từ nơi này chút lôi đình bên trên tán phát đi ra. Rõ ràng, những thứ này lôi đình chính là một tôn nắm giữ Liễu Trung Cực lôi đình lực cao thủ tự mình bố trí ra. Tô Khang trên mặt mang mấy phần e ngại, trở về đầu đạo, chư vị đại người, các ngươi sau này sẽ là căn này hình phạt điện đường chủ nhân, cho nên nơi này hết thảy cũng chỉ có thể các ngươi trưởng khống, không có các ngươi cho phép, chúng ta những người ngoài này, căn bản không biện pháp tiến vào hình phạt điện đường bên trong. Ta tới thử xem, Diệp Trần đi về phía trước một bước. Tới gần đến tòa này hình phạt điện đường trước mặt, chuyện thần kỳ xảy ra, Diệp Trần thế mà thật cùng tòa này hình phạt điện đường sinh ra liên hệ. Thậm chí, theo Diệp Trần nhất cái ý niệm, ngăn tại trước mặt bọn hắn những thứ này lôi đình, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hưu, một cái màu vàng kim thánh kiếm, hình phạt kèm theo phạt trong điện phủ, chợt bắn ra, đi thẳng tới Liễu Diệp Trần trước mặt. Vương Vũ hai mắt tỏa sáng đạo, Diệp Trần sư đệ, đây là hình phạt thánh kiếm, chỉ có cầm trong tay hình phạt thánh kiếm chi nhân, mới có thể nắm giữ tòa này hình phạt điện đường, người trước đem hình phạt thánh kiếm nhận chủ lại nói. Diệp Trần phất tay đem trước mặt cái này kim hoàng sắc thánh kiếm bắt được trong tay, cái này kim hoàng sắc thánh kiếm, lập tức hóa thành liễu nhất đạo lưu quang, chui vào Liễu Diệp Trần thể nội. Một loại cảm giác cổ quái, tại Diệp Trần toàn thân tràn ngập ra. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất hóa thân trở thành tòa này Thiên Thuật Phong một dạng, Thiên Thuật Phong các nơi phát sinh rất nhiều sự tình, hắn thế mà tất cả đều có thể thấy rõ. Liền một chút cường đại thiên nhân lục giai võ giả, bế quan tràng cảnh, Diệp Trần cũng có thể thấy rõ. Thật thần kỳ, loại cảm giác này, liền phảng phất ta có thể trưởng khống toàn bộ Thiên Thuật Phong một dạng. Diệp Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vương Vũ cười nói, sư đệ, hiện tại biết ngươi vừa rồi hỏi vấn đề kia đáp án à, tòa này Âm Dương Thành, là chúng ta Thông Thiên Tông tu kiến đi ra ngoài, tại trước đây tu kiến Âm Dương Thành mới bắt đầu, liền đã tại 64 tòa chủ phong phía trên, bố trí cái này 64 tòa hình phạt điện đường. Hình phạt điện đường trưởng khống giả, có thể mượn dùng Âm Dương Thành sức mạnh, chỉ cần là ở vào Âm Dương Thành trong phạm vi, những thứ này trưởng khống giả, liền nắm giữ gần với người thật mạnh thực lực đáng sợ. Loại thực lực này, mới là chúng ta những người này, trở thành Âm Dương Thành nội quy tắc người chấp hành sức mạnh chỗ. Hơn nữa không chỉ có Diệp Trần sư đệ ngươi có thể nắm giữ lực lượng như vậy, hình phạt điện nội đường còn có một loại hình phạt đặc lệnh, ngươi có thể đem chi cho bốn phía khác chư vị sư đệ. Bọn hắn cũng đồng dạng sẽ có được bộ phận điều động Âm Dương Thành lực lượng năng lực, đến lúc đó, thực lực của bọn hắn chỉ sợ không thể so với Vĩnh Sinh Cảnh võ giả yếu bao nhiêu. Chỉ dựa vào lấy mượn nhờ Âm Dương Thành sức mạnh, liền có thể nắm giữ bực này thực lực đáng sợ. Càng để cho người khiếp sợ là, loại này vô khổng bất nhập dò xét năng lực. Bây giờ cầm trong tay hình phạt thánh kiếm Diệp Trần, toàn bộ Thiên Thuật Phong, đoán chừng ngoại trừ người thật mạnh Quách Tùng Dương bên ngoài, những người khác căn bản ngăn không được Diệp Trần dò xét. Thân là thiên nhân cấp võ giả, ai có thể không có một chút bí mật. Liền xem như Diệp Trần tự mình, cũng tuyệt đối không muốn có người mỗi ngày đều có thể tùy thời giám sát chính mình. Hiện tại Diệp Trần xem như minh bạch, vì cái gì bọn hắn chưa đi tới Thiên Thuật Phong, liền bị Thiên Thuật Phong thượng chư đa vũ giả, cưỡng ép ngăn lại, hơn nữa muốn cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Cái này căn bản là tại khuyên bảo Diệp Trần, về sau chấp trưởng hình phạt, phải chú ý phân tất, nếu không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm bị Diệp Trần dễ dàng khống chế. Quả thật, mượn nhờ cái này hình phạt thánh kiếm, Diệp Trần tại Thiên Thuật Phong thượng, có thể xưng vô địch. Nhưng mà Diệp Trần không có khả năng vĩnh viễn chờ tại Thiên Thuật Phong bên trên, hắn đi tới nơi này, chủ yếu thế nhưng là vì tu hành, khẳng định muốn đi ra ngoài lịch luyện tự thân, nếu là Diệp Trần tại Thiên Thuật Phong thượng làm quá phận, một khi rời đi Thiên Thuật Phong, những võ giả khác nhất định sẽ nhằm vào Diệp Trần tiến hành trả thù. Cái này cái gọi là hình phạt trưởng khống giả, thật đúng là không dễ làm. Diệp Trần tâm trung cười khổ một tiếng. Loại chuyện này, thực sự rất dễ dàng đắc tội với người, hơn nữa đắc tội vẫn là thiên nhân. Một bên Man Vương bọn người, cũng người người sắc mặt khó coi. Bọn hắn đang tu hành phương diện, cũng là thiên tài, nhưng mà tại quản lý hình phạt phương diện, nhưng đều là tiểu bạch, còn không bằng Diệp Trần. Huống chi, bọn hắn cũng không có tâm tư của phương diện này, căn bản không thèm để ý những thứ này. Diệp Trần, ngược lại chúng ta cái này hình phạt trưởng khống giả thân phận, cũng là bị cái kia vị trí cường giả bất đắc dĩ, buộc tới, chúng ta dứt khoát tiết kiệm một chút chuyện, mặc kệ ngoại giới chuyện gì phát sinh,
chúng ta nên tu hành liền tu hành, mặc kệ nhiều như vậy tục sự. Man Vương tại Diệp Trần sau lưng hừ lạnh một tiếng. Diệp Trần gật đầu cười. Hoàn toàn chính xác, mặc dù cái này hình phạt trưởng khống giả tương đối khó làm, nhưng mà cũng may, bọn hắn trên đầu, không có người bức bách bọn hắn. Liền xem như vị kia Quách Tùng Dương người thật mạnh, đối bọn hắn cũng không khắc nghiệt, bọn hắn nếu là tập trung tinh thần tu hành, không để ý tới chuyện phương diện này mà nói, cái kia vị trí cường giả đoán chừng cũng sẽ không quá khó xử bọn hắn. Một bên Vương Vũ, nghe được Diệp Trần mấy người đối thoại, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng là khắc đỉnh hình phạt trưởng khống giả, cho nên khi nhiên biết, rất nhiều chuyện, không phải ngươi không muốn quản liền thật sự có thể thoát thân ra. Bất quá những thứ này, bây giờ nói ra đến cũng không có tác dụng gì, cho nên Vương Vũ cũng không nói tỉ mỉ nữa cái gì. Diệp Trần mang theo đám người, đi vào tòa này hình phạt điện đường, vừa đi, đột nhiên thần sắc cổ quái, nhìn về phía Vương Vũ đạo, Vương Vũ sư tỷ, ta còn có một chuyện, muốn hướng ngươi trưng cầu ý kiến một chút. Diệp Trần sắc mặt cổ quái, nhìn về phía Vương Vũ đạo, Vương Vũ sư tỷ, chúng ta lần này sở dĩ sẽ đến nơi đây, là bởi vì thượng nhất nhâm phong chủ chết đi, nhưng mà phong chủ bị giết, hắn nguyên bản những cái kia thủ hạ, phụ trách trưởng khống hình phạt những ngày kia người, sẽ không tất cả đều bị giết à, sao bây giờ ở đây lại ngay cả một người đều không thấy được. Nghe Diệp Trần nâng lên cái này, Vương Vũ thần sắc lập tức ngưng trọng mấy phần đạo, cái này cũng là ta muốn khuyên bảo các ngươi, thiên thuật phong thượng nhất nhâm phong chủ, chết thực sự quá kỳ hoặc, hắn nhưng là một tôn chân chính người thật mạnh, phía trước thế mà đột nhiên mang theo tất cả hình phạt trưởng khống giả, rời đi Âm Dương Thành, nhiên hậu nhất không đi trở về, các ngươi có biết, thượng nhất nhâm phong chủ danh hạ những cái kia hình phạt trưởng khống giả, cũng là tu vi bực nào? Chẳng lẽ là vĩnh sinh cảnh cường giả? Diệp Trần sắc mặt kinh ngạc đạo. Vương Vũ điểm một chút đầu đạo, không sai, thượng nhất mặc cho thiên thuật phong phong chủ, chính là Âm Dương Thành nội, cường giả hiếm có, hắn danh hạ rất nhiều hình phạt trưởng khống giả, đồng dạng thực lực kinh người, hơn nữa nhân số cũng không ít, chừng 18 vị nhiều, cái này 18 người, trong đó 3 người là vĩnh sinh cảnh cực hạn, liền xem như không tá trợ hình phạt thánh kiếm, thực lực của bọn hắn cũng gần bằng với người thật mạnh. Còn dư lại 15 người, cũng có ước chừng 10 người là vĩnh sinh cảnh cường giả, chỉ có cuối cùng 5 người, thực lực hơi yếu, nhưng cũng là bất tử cảnh bên trong cường giả, chính là bởi vì những thứ này hình phạt trường khống giả thực lực đủ mạnh, cho nên thiên thuật phong phong chủ ra ngoài, thường xuyên sẽ mang bọn hắn đồng hành, ai biết, mãnh liệt như vậy một chi đội ngũ, thế mà lại tại lần này ra ngoài bên trong, triệt để mất tích. Diệp Trần có chút không dám tin mở to hai mắt nhìn. Một bên Man Vương bọn người, cũng tất cả đều như thế. Không có cách nào, Vương Vũ nói tới nội dung, thực sự quá tải dọa người. Nhất danh trí cường giả, cộng thêm ước chừng 13 danh vĩnh sinh cảnh cường giả, thế mà lại tại Âm Dương Thành bên ngoài, không hiểu thấu mất tích. Chẳng lẽ tiên mộ bên trong, cũng có thực lực vượt qua người thật mạnh tầng thứ tồn tại. Diệp Trần trong đầu, lập tức liên tưởng đến Liễu Thiên Đế bọn người mất tích sự tình. Trước đây bắt đi thượng đế đám người người, chính là một tôn thực lực vượt qua người thật mạnh tầng thứ tồn tại. Nếu là trong tiên mộ cũng có một tôn đáng sợ như vậy tồn tại lời nói, ngược lại là có thể dễ dàng đem chi đội ngũ này cho diệt sát đi. Nhưng mà vấn đề là, loại này cường giả, cũng không phải mưu cầu gì, tùy tiện sẽ xuất hiện. Lại thêm nơi này chính là tiên mộ, ngăn cách, người ngoại giới, tu vi càng là cường hãn, tiến vào tiên mộ lực cản lại càng lớn. Thần sắc chấn kinh phút chốc, Diệp Trần mới lắc đầu, đem trong đầu những tạp niệm này khu trừ. Trong tiên mộ nếu là thật sự có cấp độ kia cường giả lời nói, buồn dầu cũng nên là Quách Tùng Dương chờ người thật mạnh, còn chưa tới phiên Diệp Trần một cái như vậy vạn thọ cảnh thiên nhân tới vì thế phát sầu cái gì. Thiên thuật phong mới nhâm phong chủ đến, cùng với Diệp Trần chờ tân nhiệm hình phạt trưởng khống giả vào ở hình phạt điện đường tin tức, rất nhanh liền tại Âm Dương Thành các nơi truyền bá ra ngoài. Nhưng mà rất nhanh, liền lại bị người đem quên sạch sành sanh. Vẹn vẹn chỉ là mới tới một vị phong chủ, đối với Âm Dương Thành tới nói, cũng không tính là gì khó lường đại sự. Phải biết, hôm nay Âm Dương Thành nội, chỉ là người thật mạnh tầng thứ phong chủ, thì có ước chừng 64 vị nhiều, lại thêm khác nhàn tản người thật mạnh, toàn bộ Âm Dương Thành nội người thật mạnh, nhân số vượt qua 100 người. Cho nên Âm Dương Thành nội mới tới một vị trí cường giả, căn bản không đủ lấy làm cho cả Âm Dương Thành chấn động. Mà Diệp Trần đám người tình huống, càng là chỉ hữu thiên thuật phong thượng võ giả để ý, khác 63 tòa chủ phong phía trên, căn bản không người sẽ để ý Diệp Trần đám người tình trạng như thế nào. Thậm chí, liền thiên thuật phong võ giả, đối với Diệp Trần đám người trình độ chú ý, cũng càng ngày càng yếu.
Bởi vì thiên thuật phong thượng chư đa vũ giả phát hiện, Diệp Trần bọn người mặc dù vào ở hình phạt thánh điện, thế nhưng là cũng không chân chính chấp trưởng hình phạt, đối với ngoại giới phát sinh sự tình, cũng cơ hồ mắt điếc tai ngơ, một bộ không để ý tới thế sự bộ dáng. Loại thái độ này, ngược lại để thiên thuật phong thượng vô số võ giả, tất cả đều an tâm lại. Có dạng này nhất quần hình phạt trưởng khống giả, cần phải so có vài tên nghiêm khắc hình phạt trưởng khống giả thoải mái hơn. Giống như là thượng nhất đảm nhiệm thiên thuật phong hình phạt trưởng khống giả, đó là thuộc về tuyệt đối nghiêm khắc loại kia, hơn nữa thực lực bọn hắn đủ mạnh, cơ hồ đè thiên thuật phong thượng chư đa vũ giả liền lớn tiếng thở dốc cũng không dám. Thiên thuật phong chân núi, Diệp Trần đám người thân ảnh, xuất hiện ở đây. Tô Khang sắc mặt ngưng trọng, nhìn hướng Diệp Trần mấy người đạo, chư vị đại người, các ngươi thật sự dự định rời đi thiên thuật phong, ra ngoài sông sáo, đây cũng quá nguy hiểm, các ngươi lưu tại thiên thuật phong bên trên, dựa vào hình phạt thánh kiếm, cơ hồ vô địch, không có người có thể làm bị thương các ngươi, nhưng nếu là các ngươi rời đi liễu thiên thuật phong, cái kia hết thảy liền đều nói không cho phép. Diệp Trần cười khoát tay áo nói, chúng ta tới đến thiên thuật phong, đã không sai biệt lắm có 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, chúng ta đối với thiên thuật phong thượng hết thảy, cũng coi như là có một chút cơ bản hiểu rõ, một mực lưu tại thiên thuật phong bên trên, đối với chúng ta tu vi tinh tiến nhưng không có bao nhiêu chỗ tốt, huống chi, âm dương thành trước kia thiết lập mục tiêu, chính là vì đối kháng một bên khác thôn phệ thú, bây giờ chúng ta cũng là âm dương thành một phần tử, tự nhiên muốn ra ngoài kiến thức một chút. Tô Khang thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy ta chỉ có thể chúc chư vị đại người an toàn trở về. Diệp Trần mấy người nhếch miệng cười cười, chợt trực tiếp đi xuống liễu thiên thuật phong, bay thẳng hướng về phía nơi xa. Rất nhanh, Diệp Trần đám người thân ảnh, liền từ thiên thuật phong giới màng bên trong chuyển kiếp ra ngoài. Sau lưng, Tô Khang mắt thấy Diệp Trần đám người thân ảnh biến mất, nụ cười trên mặt tiêu thất, ngược lại lộ ra mấy phần âm u lạnh lẽo thần sắc. Quay người trở lại thiên thuật phong thượng, Tô Khang rất mau tới đến rồi một tòa kiến trúc bên trong. Thời khắc này tòa kiến trúc này bên trong, thình lình đã có ước chừng mười mấy vị thiên nhân võ giả ở vào ở đây. Tô mập mạp, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, mấy vị kia rời đi thiên thuật phong sao? Nhìn thấy Tô Khang đi tới, bốn phía lập tức có người vội vàng nói. Tô Khang điểm một chút đầu đảo, không sai, cái này mấy vị đại người đã rời đi liễu thiên thuật phong, đoán chừng trong thời gian ngắn, sẽ không trở về. Cầu thí đại nhân, chỉ bằng bọn hắn chút thực lực ấy, ta nếu là ra tay, lập tức liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Bên cạnh một cái không chết cảnh thiên người hừ lạnh một tiếng. Tô Khang đạo, Trác huynh, mấy vị kia dù sao cũng là chúng ta thiên thuật phong thượng hình phạt trưởng khống giả, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn cùng bọn hắn nổi lên va chạm tốt nhất, bằng không, chuyện chúng ta muốn làm, chỉ sợ sẽ phiền phức rất nhiều. Một cái dáng người to con võ giả cười nói, Tô mập mạp nói không sai, lần này chúng ta thiên thuật phong thật vất vả tới mấy cái không có thực lực gì cùng nội tình hình phạt trưởng khống giả. Chúng ta cũng không thể phá hủy loại này cục diện thật tốt, vạn nhất mấy người bọn họ xảy ra chuyện, Thông Thiên Tông lại phái tới mấy danh vĩnh sinh cảnh cường giả làm cái này hình phạt trưởng khống giả, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta, e rằng lại phải về đến trước đó. Tô Khang giao động đầu đảo, không nói cái này, còn là nói chính sự, chúng ta lần này cần việc làm, can hệ trọng đại, có thể muôn ngàn lần không thể ra chỗ sơ suất, nếu không, chỉ sợ sẽ khiêu khích chúng nộ, ta muốn các ngươi chuẩn bị đồ vật, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Lời mới vừa nói cường tráng thiên nhân vũ giả đạo, đương nhiên, cái này còn cần ngươi Tô mập mạp chính mình nói, vì lần này có thể qua đem nghiện, ta là ước chừng chuẩn bị hơn mấy chục năm thời gian. Bốn phía những võ giả khác, cũng tất cả đều cười vang liễu khởi tới đạo, chúng ta cũng là, thượng nhất mặc cho thiên thuật phong phong chủ bọn hắn ở thời điểm, thực sự quá cường thế, có thể nín chết chúng ta, lần này nhất định phải thật tốt thống khoái một lần, bằng không, lại như thế nghẹn xuống, chỉ sợ ta ngay cả tâm ma đều sẽ đản sinh ra. Tô Khang hơi hơi điểm đầu đảo, đã như vậy, vậy chúng ta lập tức động thủ. Thiên thuật phong phía dưới, Diệp Trần bọn người, đã một lần nữa đứng ở hoàn toàn hoang lương trên mặt đất. Đây là âm dương thành bên ngoài khu vực. Quét mắt bốn phía, Man Vương sắc mặt thấp thỏm nói, Diệp Trần, chúng ta mới đi đến âm dương thành 3 ngày thời gian, hơn nữa còn phụ trách trưởng khống âm dương thành nội hình phạt, cứ như vậy trực tiếp rời đi, có phải hay không có chút quá không cho Quách Tùng Dương tiền bối mặt mũi. Lần này, Diệp Trần bọn người thế nhưng là dốc hết toàn lực, toàn bộ rời đi liễu thiên thuật phong. Cho nên liền Man Vương thần sắc cũng có chút thấp thỏm. Phải biết, bọn hắn dù sao cũng là đi theo Quách Tùng Dương cái này vị trí cường giả cùng tới đến nơi đây, hơn nữa còn bị Quách Tùng Dương trực tiếp trao tặng trưởng khống hình phạt quyền hành.
Nhưng mà Diệp Trần bọn hắn thời khắc này hành vi lại đồng đẳng với trực tiếp quẳng đi gánh. Loại hành vi này, cho dù là tính cách phóng khoáng nhất Man Vương, cũng có chút trong lòng không chắc. Nếu là sau này Quách Tùng Dương tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn hắn có thể tất cả đều muốn ăn không được ôm lấy đi. Đây chính là nhất danh trí cường người phẫn nộ, hoàn toàn không phải bọn hắn những ngày này nhân vũ giả có thể tiếp nhận. Diệp Trần quét mắt một mắt bốn phía mấy người, dao động đầu đạo: các ngươi phía trước không phải đều đồng ý, chúng ta không nhúng tay vào Thiên Thuật Phong sự tình, miễn cho gây phiền toái, bây giờ chúng ta trực tiếp rời đi Thiên Thuật Phong, mới xem như chân chính không nhúng tay vào Thiên Thuật Phong bất cứ chuyện gì, bằng không, chỉ cần chúng ta ở tại Hình Phạt Thánh Điện chi nội, liền sớm muộn sẽ bị Thiên Thuật Phong rất nhiều sự tình dây dưa kéo lại. Tuyết Thần chậm rãi điểm đầu đảo: Diệp Trần nói không sai, ta đây mấy ngày tháo qua, Thiên Thuật Phong thượng, tựa hồ đã có không ít thiên nhân, lẫn nhau xảy ra mâu thuẫn, chuẩn bị để chúng ta tới vì bọn họ bình phán cái công đạo, loại này bình phán, bất kể thế nào phán quyết, đều sẽ đắc tội đến phe thua. Man Vương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói: cái này Thông Thiên Tông cũng là, tu kiến âm dương thành liền tu kiến âm dương thành, nhất định phải đem người ở bên trong, tất cả đều xem như người bình thường tới quản lý, còn thiết trí cái gì Hình Phạt Thánh Điện, nếu là đổi thành tại chúng ta thì không trường trong sông, đụng tới loại tình huống này, đơn giản chính là xem ai thực lực càng mạnh hơn mà thôi. Diệp Trần mấy người tất cả đều nhếch miệng cười liễu khởi tới. Man Vương mà nói ngược lại có chút đạo lý, bọn hắn những người này, cũng đã quen thuộc mạnh được yếu thua, không có đầy đủ thực lực, muốn cùng người giảng đạo lý, căn bản chính là một cái chê cười. Nhưng mà ở nơi này âm dương thành nội, cũng không phải dạng này. Loại quy tắc này, tự nhiên để bọn hắn cảm thấy tương đương không thích ứng. Diệp Trần lắc lắc đầu đảo: không nói những thứ này, chúng ta thế nhưng là thật vất vả rời đi âm dương thành, kế tiếp, chúng ta phải đối mặt, nhưng chính là những cái kia đáng sợ thôn phệ thú, chúng ta hay là trước thương nghị một chút, chúng ta sau này thế nào hành động lại nói. Cái này còn có gì có thể thương nghị, chúng ta cũng là ý thức thể ở đây, căn bản không cần sợ chết, đương nhiên là riêng phần mình làm việc, xem riêng mình cơ duyên như thế nào. Man Vương hừ lạnh một tiếng đảo. Bọn hắn những người này, mặc dù tạm thời ghé vào Liễu Nhất Khởi, nhưng mà trên thực tế, lẫn nhau tương chi gian quan hệ cũng không tính quá tốt, mười mấy người bên trong, cũng liền Diệp Trần hòa Man Vương Tuyết Thần mấy người, miễn cưỡng xem như có chút giao tình. Nhưng là chỉ là như thế mà thôi, những người khác đối với Diệp Trần mấy người, càng là lạ lẫm, bởi vậy từ đầu đến cuối, bọn hắn cơ hồ không có như thế nào hòa Diệp Trần trao đổi qua. Bây giờ Man Vương đề nghị, ngược lại là vừa vặn hợp tâm ý của bọn hắn. Ở đây nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng mà Diệp Trần mấy người cùng trong tiên mộ võ giả khác biệt. Bọn hắn hiện tại cũng là ý thức thể ở vào ở đây, bởi vậy, cho dù là chết ở chỗ này, ý thức thể cũng sẽ trở lại thực tế, nhiều lắm là chính là trong thời gian ngắn, không có cách nào trở lại tiên mộ nội tu hành mà thôi. Cho nên, bọn hắn đối với nơi này hung hiểm, cũng không như thế nào quan tâm, càng thêm quan tâm là nơi này cơ duyên. Muốn có được nơi này cơ duyên lời nói, vậy cũng chỉ có thể riêng phần mình tách ra hành động. Bằng không, đụng tới cơ duyên làm sao bây giờ, vẫn phải là lẫn nhau động thủ tranh đoạt. Cho đến lúc đó, những cơ duyên này, e rằng cuối cùng vẫn phải rơi tại Diệp Trần trong tay. Ai nhượng Diệp Trần thực lực bây giờ là bọn hắn chính giữa người mạnh nhất, hơn nữa còn cầm trong tay hai cái thiên thần binh, những người khác cùng Diệp Trần căn bản không biện pháp so. Diệp Trần điểm một chút đầu đạo: hảo, vậy chúng ta liền tách ra hành động, riêng phần mình nhìn riêng mình vận khí, một năm sau đó, trở về Thiên Thuật Phong một chuyến, sau đó lại tùy thời mà động. Chợt, mười mấy người riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, trực tiếp tung người bay đi. Một mảnh tối om om sơn mạch, một quần vũ giả, tiềm phục tại nơi này một tảng đá lớn dưới bóng mờ. Diệp Trần núp ở nơi này chút trong võ giả ương, lộ ra không chút nào thu hút. Bốn phía những võ giả này, tu vi đạt đến không chết cảnh thì có mấy cái, còn dư lại cũng tất cả đều là giống như hắn vạn thọ cảnh võ giả. Thiên nhân tại ngoại giới, là đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại, nhưng mà tại trong tiên mộ, lại có vẻ tuyệt không đáng tiền, tương đương phổ thông. Nhất là bây giờ, trong tiên mộ đủ để cho nhân sinh bình thường lưu hoàn cảnh, cơ hồ đã bị phá hư hầu như không còn, cơ hồ tất cả tu vi không đạt được thiên nhân cảnh giới sinh linh, đã chết đi hơn phân nửa, còn dư lại bộ phận kia sinh linh, hoặc là trốn ở Thông Thiên Phong ở dưới vạn giới trong biển, hoặc là trốn ở âm dương thành nội 64 tòa chủ phong phía trên, kéo dài hơi tàn. Cùng những thứ này phổ thông sinh linh tướng so, ngược lại là thiên nhân cường giả số lượng, biến rất nhiều. Tiên mộ kể từ xuất hiện sau đó,
Liền có như thế một tôn tôn vũ giả tu luyện thành là thiên nhân, một khi đạt đến thiên nhân cảnh giới sau đó, tuổi thọ cơ hồ vĩnh hằng. Cho nên, bây giờ trong tiên mộ vô số thiên nhân, thế nhưng là vô số năm thời gian tích lũy lại tới. Những ngày này nhân vũ giả, đối mặt cường đại thôn phệ thú, có thể không phải là đối thủ, nhưng mà đối mặt vậy thôn phệ thú, lại có thể tới đấu lực lượng ngang nhau, thậm chí chém giết. Dưới mắt Diệp Trần bên người những võ giả này, bắt đầu từ âm dương thành nội đi ra, ra ngoài săn giết thôn phệ thú thiên nhân vũ giả tiểu đội. Không có cách nào, âm dương thành nội mặc dù hoàn cảnh không tệ, nhưng là bởi vì võ giả số lượng thực sự quá nhiều, cho nên tu hành tài nguyên kỳ thực tương đương thiếu thốn. Muốn thu được số lớn tu hành tài nguyên, thậm chí rèn luyện tự thân, đều cần rời đi âm dương thành, ra ngoài săn giết những thứ này thôn phệ thú. Diệp Trần sở dĩ sẽ lẫn vào dạng này một chi trong tiểu đội, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vài ngày trước, hắn cùng Man Vương bọn người sau khi tách ra, rất nhanh liền phát hiện, nơi này thôn phệ thú, phảng phất ủng hữu tự mấy trí tuệ đồng dạng, bình thường căn bản liền tìm cũng không tìm tới. Tựa hồ muốn đụng tới những thứ này thôn phệ thú, nhất thiết phải nắm giữ nhất định kỹ xảo mới có thể. Thế là, Diệp Trần chỉ có thể trước tiên tìm được như thế một chi võ giả đội ngũ, hao phí không tiểu lực khí, mới rốt cục làm cho đối phương tiếp nhận chính mình. Gia nhập vào chi tiểu đội này sau đó, Diệp Trần hoàn toàn chính xác học tập đến rồi không ít thứ. Tỷ như nói, muốn ở chỗ này săn giết thôn phệ thú, hoàn toàn chính xác cần xem trọng một chút kỹ xảo, những kỹ xảo này bao quát như thế nào tìm kiếm thôn phệ thú, như thế nào theo dõi thôn phệ thú, như thế nào phân biệt thôn phệ thú thực lực các loại. Loại này tiểu kỹ xảo, cùng mỗi người tu luyện sức mạnh cuối cùng có liên quan, cho nên dù cho đến bây giờ, Diệp Trần giá không có thể triệt để nắm giữ những kỹ xảo này, chỉ có thể theo chi tiểu đội này hành động chung. Mấy người các ngươi tiểu tử đô nghe cho kỹ, tu vi của các ngươi không cao, liền không chết cảnh cũng không có đạt đến, cho nên chờ sau đó nếu là đụng phải bốn cái sừng trở lên thôn phệ thú, các ngươi có bao xa liền trốn xa hơn, tuyệt đối đừng trộn lẫn loại tranh đấu này. Diệp Trần bên cạnh, một cái mọc ra râu quai hàm không chết cảnh võ giả, đang trừng to mắt, thấp giọng khuyên bảo Diệp Trần bọn người. Diệp Trần bên người mấy danh vạn thọ cảnh võ giả, mặt mũi tràn đầy khẩn trương gật đầu một cái. Đang lúc Diệp Trần có chút bất đắc dĩ thời điểm, cái này đại hồ tử vũ giả, con mắt trừng liễu Diệp Trần một cái nói, mới tới, ta trọng điểm dặn dò nhưng chính là ngươi, ngươi không cùng ta cùng một chỗ hợp tác qua, đối mặt thôn phệ thú, cũng đừng sơ ý một chút chết. Cái này đại hồ tử vũ giả, tự thân tu vi cũng liền thiên nhân tứ giai, thực lực so với Man Vương bọn người, không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu là Diệp Trần ra tay toàn lực mà nói, cái này đại hồ tử vũ giả căn bản không phải đối thủ. Bất quá đối mặt khác vạn thọ cảnh võ giả, cái này đại hồ tử vũ giả vẫn có ưu thế áp đảo. Bởi vậy, thật sự là hắn có tư cách của mắng khác vạn thọ cảnh võ giả. Diệp Trần cười điểm mang ngươi đầu đảo, hồ đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Cái này đại hồ tử vũ giả thần sắc mặc dù nghiêm khắc, nhưng mà trải qua mấy ngày ở chung, Diệp Trần cũng sớm đã phát hiện, trong chi đội ngũ này đám người, tính cách đều tính toán không tệ. Giống như là cái này đại hồ tử vũ giả, tên của hắn là Hồ Hưng Bình, mặc dù nhìn qua hắn đối với người rất nghiêm khắc, nhưng mà trên thực tế, hắn nhưng là tất cả không chết cảnh trong võ giả, tối chiếu cố Diệp Trần chờ vạn thọ cảnh võ giả người. Chính là bởi vì biết điểm ấy, cho nên đối mặt Hồ Hưng Bình lại nhiều lần cảnh cáo, những thứ này vạn thọ cảnh võ giả, chẳng những không có cảm thấy tức giận, ngược lại từng cái cười ha hà đáp lại Hồ Hưng Bình. Hồ Hưng Bình lắc lắc đầu đạo các ngươi biết phân tất liền tốt, ta cũng không muốn lại nhìn thấy người bên cạnh chết ở những cái kia thôn phệ thú trong miệng, chúng ta ngàn nhện đỉnh võ giả, chết đã đủ nhiều. Cái này một quần vũ giả, trừ Liễu Diệp Trần xem như thiên thuật phong bên ngoài, những người còn lại, đều là tới từ ngàn nhện phong. Cẩn thận, phía trước có thôn phệ thú xuất hiện, đột nhiên ở vào phía trước nhất tên kia không chết cảnh võ giả, vẻ mặt nghiêm túc đối với sau lưng chúng nhân nói. Diệp Trần bọn người, thần sắc lập tức ngưng trọng liễu khởi tới. Nhất là Diệp Trần, một mặt tò mò nhìn phía trước nhất cái kia danh vũ giả. Tên này tu vi đã đạt đến liễu thiên nhân ngũ giai võ giả, tên là Thân Đồ Sơn, là bọn hắn chi tiểu đội này bên trong nhân vật trọng yếu. Săn giết thôn phệ thú năng lực, cũng thuộc về hắn tối cường. Lần này bọn hắn một đường đuổi theo một đầu thôn phệ thú, hoàn toàn chính là dựa vào là Thân Đồ Sơn năng lực. Diệp Trần hết sức chăm chú nhìn xem Thân Đồ Sơn nhất cử nhất động, muốn từ động tác của hắn bên trong, học tập đến đối phương dò xét thôn phệ thú bản sự. Thân Đồ Sơn đứng ở phía trước, đôi mắt đóng chặt, tựa hồ đang không ngừng cảm ứng đến một dạng gì.
Theo thân đồ sơn thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, liền Diệp Trần bọn người cũng dần dần bắt đầu cảm ứng được, bốn phía bắt đầu xuất hiện một cỗ nhỏ nhẹ ba động. Cỗ ba động này rung động Diệp Trần đám người tâm thần, để bọn hắn không cách nào tỉnh táo lại. Không có việc gì, lần này xuất hiện là một đầu tam sừng thôn phệ thú. Đột nhiên, thân đồ sơn mở mắt ra, cười liễu khởi tới. Thân đồ sơn sau lưng mấy người cũng tất cả đều thần sắc nhẹ nhõm. Ra tay, theo thân đồ sơn trực tiếp tung người nhảy ra, bốn phía võ giả cũng nhao nhao xuất hiện. Một đám người thân ảnh trong nháy mắt lóe lên hơn 10 dặm không gian. Thân đồ sơn một ngựa đi đầu, ầm vang một quyền hướng về phía trước đập ra ngoài. Một cỗ gợn sóng vậy sức mạnh cuối cùng từ nắm đấm của hắn phía trên bung ra ngoài. Tại những này gợn sóng bên trong, một đầu bộ dáng dữ tợn thôn phệ thú thân ảnh chậm rãi hiện ra. Ở nơi này đầu thôn phệ thú đầu, phần lưng cùng với trên đuôi phân biệt mọc ra một cái xinh xắn sừng thịt. Diệp Trần đã từng mấy lần gặp qua những thứ này thôn phệ thú, thế nhưng là cũng không có quá để ý qua thôn phệ thú bộ dáng, tinh lực chủ yếu đều dùng ở phân biệt thôn phệ thú trên khí tức. Nhưng mà gia nhập chi tiểu đội này sau đó, mới biết một loại phân biệt thôn phệ thú thực lực đơn giản nhất phương pháp, đó chính là nhìn những thứ này thôn phệ thú trên người sừng có bao nhiêu. Thôn phệ thú thực lực, cùng bọn hắn thịt trên người sừng cùng một nhịp thở. Thực lực chỉ tương đương vu thiên nhân cấp một thôn phệ thú, trên thân liền chỉ có một chi sừng thịt. Dưới mắt đầu này thôn phệ thú, nắm giữ ba cây sừng thịt, thực lực liền đại khái tương đương vu thiên nhân cấp 3 thực lực. Hơn nữa, thôn phệ thú sừng thịt, địa phương sinh trưởng, cũng đồng dạng cùng thôn phệ thú thực lực có liên quan. Nếu như thôn phệ thú ba cây sừng thịt, toàn bộ lớn lên trên đầu, vậy dạng này thôn phệ thú, thực lực kinh khủng nhất. Lớn lên ở lưng bộ lời nói, thực lực hơi thứ hai. Ba cây sừng thịt tất cả đều lớn lên tại trên đuôi lời nói, loại này thôn phệ thú thực lực kém cỏi nhất. Mà bây giờ đầu này thôn phệ thú, sừng thịt phân biệt lớn lên tại trên đầu, trên lưng cùng với trên đuôi, thực lực xem như rất trung dung, không tính quá mạnh, cũng không tính toán quá yếu. Thân đồ sơn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đầu này thôn phệ thú, trong miệng lại nói, Diệp Trần, các ngươi có mấy người đi lên luyện tay một chút, loại này cùng các ngươi thực lực chênh lệch không nhiều thôn phệ thú, bình thường có thể rất ít đụng tới. Diệp Trần bên người mấy danh vạn thọ cảnh võ giả, nghe vậy thần sắc lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc. Những thứ này thôn phệ thú thực lực tăng trưởng cực nhanh, một khi đản sinh ra, rất nhanh liền có thể trở thành thực lực siêu việt vạn thọ cảnh võ giả, thậm chí vượt qua không chết cảnh tồn tại đáng sợ. Cho nên trong chi đội ngũ này, bình thường ra tay săn giết những thứ này thôn phệ thú nhân vật chính, kỳ thực là thân đồ sơn bọn hắn. Diệp Trần bên cạnh những thứ này vạn thọ cảnh võ giả, bình thường cơ hồ không tới phiên bọn hắn ra tay. Bây giờ loại cơ hội này, ngàn năm một thuở. Siêu. Diệp Trần bên người mấy danh vũ giả, cơ hồ tuần tự ra tay. Chỉ có Diệp Trần đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Đứng tại Diệp Trần bên người Hồ Hưng Bình, ngược lại có chút lo lắng, nói khẽ với Diệp Trần đạo, Diệp Trần, thất thần làm gì, chúng ta chi đội ngũ này, phân phối chiến lợi phẩm thời điểm, thế nhưng là cùng các ngươi xuất lực nhiều ít có quan, xuất lực càng nhiều, phân đến đồ vật thì càng nhiều, bây giờ thân đồ đội trưởng rõ ràng là muốn cho các ngươi một chút ngon ngọt, ngươi cũng đừng chậm trễ. Đa tạ Hồ lão ca nhắc nhở, Diệp Trần nhếch nhếch miệng, cũng đồng dạng tung người nhảy ra, cùng phía trước đầu này thôn phệ thú đấu tài liễu nhất khởi. Đầu này thôn phệ thú nhục thân tương đương cường hãn, hơn nữa vẻ này thôn phệ lực lượng, thực sự quá tải kinh người. Cho nên cùng những thứ này thôn phệ thú giao thủ, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí mới có thể. Diệp Trần xuất hiện ở đây mấy danh vạn thọ cảnh võ giả bên trong, cũng không có vận dụng thánh văn tự cùng sinh tử dung hợp lực lượng, chỉ là vận dụng phổ thông trung cực tâm linh lực lượng, đánh ra từng chiêu pháp thuật cấp võ học, công kích trước mặt thôn phệ thú. Thôn phệ thú bên cạnh có một tầng tràn ngập thôn phệ năng lực hộ thuẫn, chỉ cần đánh vỡ tầng này hộ thuẫn, đầu này thôn phệ thú liền chết chắc. Bên cạnh thân đồ sơn bọn người, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Trần bọn người ra tay. Nhất là thân đồ sơn bản thân, ánh mắt tại Diệp Trần trên thân nhìn rất lâu, mới hài lòng gật đầu đứng lên. Hồ Hưng Bình xích lại gần thân đồ sơn bên cạnh, thấp giọng nói, thân đồ đội trưởng, ngươi thấy được không có, chúng ta vị này đội viên mới Diệp Trần. Đối với võ học lĩnh ngộ cùng năng lực trưởng khống, có thể tuyệt đối khá kinh người, hắn chắc chắn cũng coi như không tệ, lần này chúng ta lôi kéo được một cái như vậy người mới, đối với chúng ta chi tiểu đội này thực lực tăng thêm, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Thân đồ sơn nhếch miệng cười cười nói, lão Hồ, ta biết ngươi cùng Diệp Trần quan hệ không tệ,
thậm chí hắn gia nhập vào chúng ta, cũng là ngươi chịu vì hắn làm bảo đảm, cho nên bây giờ ngươi như thế chịu vì hắn nói tốt, Diệp Trần năng lực xác thực rất không tệ. Nhưng mà cảnh giới của hắn vẫn là quá yếu, khi đạt tới không chết cảnh phía trước, Diệp Trần tại đội ngũ chúng ta bên trong năng lực chỉ sợ tương đối có hạn. Nói không chừng Diệp Trần chẳng mấy chốc sẽ bước vào không chết cảnh đâu. Hồ Hưng Bình lầm bầm một tiếng. Mà phía trước, Diệp Trần bọn người, vây công đầu này thôn phệ thú. Đầu này thôn phệ thú thực lực, hoàn toàn chính xác không tính quá mạnh, Diệp Trần mấy nhân liên tay, cơ hồ chỉ dùng không đến nửa nén hương thời gian, liền đem đầu này thôn phệ thú triệt để đánh giết. Oanh! Liền tại đây đầu thôn phệ thú ngã xuống thời điểm, một màn kinh người xuất hiện. Đầu này ngã xuống thôn phệ thú thể nội, có một cái hoàn toàn không gian độc lập thế giới, cho nên những thứ này đồn tư thú thôn phệ năng lực mới có thể kinh người như thế. Mà loại độc lập không gian thế giới cũng là thôn phệ thú cất giữ bảo vật chỗ. Bây giờ Diệp Trần bọn người đánh chết đầu này thôn phệ thú, trong cơ thể hắn không gian thế giới cơ hồ cũng lập tức nổ lên. Vô số vật phẩm giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng về bốn phía thổi ra ngoài. Thôn phệ thú từ đàn sinh một khắc này bắt đầu chỉ tại không ngừng thôn phệ đồ bên người, mà vài thứ thì toàn bộ trở thành thôn phệ thú nội bộ không gian một bộ phận. Chỉ cần giết thôn phệ thú, những vật này liền có thể từ trong cơ thể không gian lấy ra. Giống như là dưới mắt, đầu này thôn phệ thú bị giết, thể nội không gian trong nháy mắt nổ tung, cơ hồ lập tức xuất hiện vô số vật phẩm. Những vật này ở trong, đại bộ phận kỳ thực cũng là vô dụng đồ vật, tỉ như nói bùn đất núi đá các loại, thế nhưng là cũng có bộ phận chân quý linh dược, nguyên dịch các loại. Thôn phệ thú không giống với khác mãnh thú sinh mệnh ăn cái gì, bọn hắn nuốt xuống đồ vật, chỉ có thể ở vào trong cơ thể của bọn họ không gian, căn bản vô pháp bị tiêu hóa hết, liền xem như tiếp qua ngàn năm vạn năm, những vật này cũng vẫn sẽ tồn tại bọn hắn trong bụng. Cho nên săn giết thôn phệ thú, mới là nhận được bảo vật cùng tu hành tài nguyên phương pháp nhanh nhất. Đại gia mau chóng đem mấy thứ thu xếp, cẩn thận đừng dò đi cái gì vật quý giá. Thân Đồ Sơn quát to một tiếng. Săn giết thôn phệ thú lấy được đồ vật, là cần cả chi tiểu đội chia đều, hơn nữa xuất lực càng nhiều võ giả, cùng với thân là đội trưởng Thân Đồ Sơn phân phối càng nhiều. Loại này phân phối phương thức, cũng coi như là có chút hợp lý, cũng không ai phản đối cái gì. Diệp Trần bên người vạn thọ cảnh võ giả, từng cái hai mắt tỏa sáng, ở nơi này đầu thôn phệ thú thể nội không gian phun ra đại lượng trong vật phẩm tìm kiếm liễu khởi tới. Từ nơi này một số người trong sự phản ứng, Diệp Trần ngược lại là có thể phân biệt ra được, đối với vu sinh sống ở âm dương thành nội đại bộ phận phổ thông thiên nhân vũ giả tới nói, bọn hắn có tài nguyên, số lượng tựa hồ cũng không phải quá nhiều. Giống như là bốn phía những thứ này vạn thọ cảnh võ giả, trên người bọn họ thậm chí ngay cả mấy trăm phương nguyên dịch cũng không có. Cái này khiến đã thấy rất nhiều nguyên dịch hồ nước hòa nguyên dịch con sông Diệp Trần, trong lòng tương đương im lặng. Bọn hắn những thứ này ngoại lai võ giả, mới vừa đến trong tiên mộ, trở thành tại thông thiên phong thượng, hơn nữa bên cạnh tất cả đều là người thật mạnh tầng thứ võ giả. Những thứ này người thật mạnh có tài nguyên, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Giống như là thông thiên mỗ mỗ cùng kiếm cơ, mỗi người đều chứa đựng số lượng cao nguyên dịch, những thứ này nguyên dịch thậm chí tạo thành hồ nước cùng dòng sông. Diệp Trần bọn người, đã thấy rất nhiều loại tình huống này, vốn đang cho là trong tiên mộ võ giả, người người đều giàu có vô cùng. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần mới xem như hiểu được thực tế. Thân Đồ lão đại, ta tìm được một khối thần binh thạch. Đột nhiên, một xanh vạn thọ cảnh võ giả gieo hò liễu khởi tới. Trong tay hắn, nắm một khối chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, lập lòe yếu ớt sáng bóng thần kỳ tảng đá. Tảng đá kia, chính là thần binh thạch. Thần binh thạch chủ yếu tác dụng, chính là dùng để bồi dưỡng thiên thần binh, nó hiệu quả so với thần binh chi nhưỡng, cần phải mạnh quá nhiều. Thậm chí, liền xem như đã thành hình thiên thần binh, cũng đồng dạng có thể hấp thu những thứ này thần binh thạch, từ đó tăng cường thiên thần binh uy năng. Cho nên một khối thần binh thạch, cũng coi như là có chút quý giá, ít nhất có thể hối đoái mấy ngàn phương nguyên dịch. Khối này thần binh thạch cũng là cho tới bây giờ, từ nơi này đầu thôn phệ thú thể nội tuôn ra trong vật phẩm, quý trọng nhất đồ vật. Cẩn thận, Thân Đồ Sơn bọn người, cười nhìn về phía cái này danh vũ giả, lại đột nhiên thần sắc đại biến. Bởi vì tại nơi danh thủ cầm thần binh thạch võ giả sau lưng, một đạo hắc ảnh, đột ngột xuất hiện, hào quang lóe lên, cái này danh vạn thọ cảnh võ giả, thậm chí ngay cả mảy may năng lực phản kháng cũng không có, liền bị đạo tia sáng này trực tiếp xẹt qua cánh tay, nửa bên thân thể biến nát bấy, khối kia thần binh thạch,
cũng trực tiếp rơi vào bóng đen trong tay. Bắt lấy Liễu Thần Binh Thạch, bóng đen thân ảnh nhoáng một cái, liền trực tiếp hướng về nơi xa cuốn đi. Oanh! Nhưng vào lúc này, một đạo thế giới hư ảo, đột ngột buông xuống, đem đạo thân ảnh này chặn lại. Xuất thủ chính là Diệp Trần. Diệp Trần giá là vạn thọ cảnh võ giả, cho nên khoảng cách cái này đạo hắc ảnh gần nhất, tại hắn xuất hiện cướp đoạt thần binh thạch trong nháy mắt, liền đã ngang tàng ra tay, trực tiếp chặn lại ở trước mặt đối phương. Bằng không, nhường hắn bình yên đem khối này thần binh thạch cướp đi, Diệp Trần chỗ ở chi tiểu đội này, toi công bận rộn một hồi không nói, còn có một người bởi vậy thụ thương, vậy coi như thua thiệt lớn. Lăn đi, ngươi một cái vạn thọ cảnh võ giả, nếu không muốn chết, liền cút cho ta xa một chút. Rít lên một tiếng, từ nơi này danh hắc ảnh vũ giả trong miệng phát ra. Thân đồ sơn đám người đã giết tới đây, nếu là hắn bị ngăn cản phút chốc, còn muốn đào tẩu nhưng là khó rồi. Oanh! Giống như thủy triều sức mạnh cuối cùng, hướng về Diệp Trần dâng trào đi qua. Cái này danh hắc y vũ giả, thực lực bản thân cũng liền thiên nhân tứ cấp tiêu chuẩn, lĩnh ngộ cũng là trung cực tử vong chi lực, những thứ này trung cực tử vong chi lực, giống như là một đạo hắc màn, hướng về Diệp Trần nhào tới. Vậy vạn thọ cảnh võ giả, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị những thứ này trung cực tử vong chi lực chỗ rào sát. Nhưng mà đáng tiếc, giờ phút này danh vũ giả đối mặt là Diệp Trần. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, trong tay thánh văn tự hư ảnh lấp lóe, lăng không một trường, đánh vào những thứ này trung cực tử vong bên trên sức mạnh. Trong nháy mắt, những thứ này trung cực tử vong chi lực, thế mà bị đánh cuốn ngược trở về. Một màn này, nhưng cái này danh hắc ảnh vũ giả thần sắc đại biến. Dám cướp ta thân đồ tiểu đội đồ vật, ngươi đây là tự tìm cái chết. Sau lưng, thân đồ sơn đám người đã giết tới đây. Sắc mặt lạnh như băng thân đồ sơn, trong miệng quát chói tai một tiếng, trong tay càng là lấy ra một cái thiên thần binh chủy thủ, trên chủy thủ tản ra băng lãnh hàn ý, hướng về đen ảnh vũ giả đánh tới. Đen ảnh vũ giả thấy vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi, không lo được nói thêm cái gì, đem phía trước cướp đến tay thần binh thạch lấy ra, trực tiếp ném sang một bên. Tiếp đó cả người đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, tại chỗ biến mất. Thân đồ sơn trong tay thiên thần binh chủy thủ, tại bóng đen nơi biến mất xẹt qua, ở cái địa phương này, một vũng máu đột nhiên dâng trào lên. Là trồn đen tên kia, thân đồ sơn tựa hồ đã nhận ra đen ảnh vũ giả thân phận, cắn răng mắng một tiếng, liền không tiếp tục ra tay. Hồ Hưng Bình đi đến Diệp Trần bên cạnh, mặt tươi cười nói, Diệp Trần, tiểu tử ngươi làm rất tốt, thế mà chặn trồn đen ra hỏa này. Diệp Trần có chút hiếu kỳ đạo, trồn đen là ai? Hồ huynh chẳng lẽ biết hắn? Đương nhiên nhận biết, Hồ Hưng Bình nghiến răng nghiến lợi nói, tại Âm Dương Thành nội, có chúng ta những thứ này săn giết thôn phệ thú tiểu đội, đều là dựa vào tự thân phấn đấu đi thu hoạch tu hành tài nguyên, nhưng mà cũng có một số người, muốn không làm mà hưởng, chỉ có thể lén lén lút lút âm thầm theo dõi chúng ta những thứ này săn giết tiểu đội, đợi đến chúng ta săn giết thôn phệ thú, có chỗ phát hiện thời điểm, bọn hắn liền sẽ ngang tàng ra tay. Giết người đoạt bảo, loại người này, chúng ta đồng dạng để bọn hắn thợ săn trộm. Trồn đen chính là người nổi bật trong đó, chúng ta lần này không có chết người, không có bị cướp đi bảo vật, đã coi như là rất không tệ kết quả. Thì ra là thế, Diệp Trần gật đầu một cái. Loại tình huống này, hoàn toàn chính xác vẫn nổi nóng. Bất quá, muốn làm loại này thời khắc sống còn cướp đoạt bảo vật kẻ trộm, thực lực bản thân chắc chắn cũng không kém. Giống như là cái này trồn đen. Chỉ hữu thiên nhân tứ cấp tu vi, lại có thể tại thiên nhân ngũ giai thực lực thân đồ sơn trong tay đào thoát, chỉ là như thế thực lực, cũng đủ để chứng minh, trồn đen thực lực, tại thiên nhân tứ giai võ giả bên trong, cũng thuộc về tuyệt đối cường giả. Trồn đen bị ta đả thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện, đại gia kế tiếp cũng phải cẩn thận một điểm. Thân đồ sơn sắc mặt băng lãnh, quay đầu căn dặn đại gia. Liền tại Diệp Trần bọn người, cấp tốc đem đầu này thôn phệ thú tuôn ra đồ vật thu thập thỏa đáng, nhanh chóng rời đi ở đây sau đó, nguyên bản trồn đen nơi biến mất, thân ảnh của hắn lảo đảo từ không trung rơi xuống. Trồn đen trên thân, có một đạo vết thương ghê rợn, cơ hồ đem hắn trực tiếp chia làm hai nửa, trồn đen lấy ra một bình nguyên dịch, một ngụm nuốt vào, một bên khôi phục, trong miệng lại một bên nói thầm liễu khởi tới, thân đồ sơn ra hỏa này, ra tay cũng quá ngoan, cơ hồ kém một chút liền giết ta, còn có cái kia vạn thọ cảnh tiểu tử. Một cái vạn thọ cảnh võ giả, thế mà mạnh như vậy, đối kháng chính diện, nói không chừng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Đang lúc trồn đen kiệt lực khôi phục thời điểm, một đạo to lớn lưới ánh sáng, đột nhiên tại trồn đen đỉnh đầu xuất hiện, thẳng hạ xuống, sắp tối hồ trực tiếp túi ở trong đó.
Chồn đen thân là thợ săn trộm bên trong người nổi bật, đối với bốn phía khí tức, 10 phần mẫn cảm, nếu không, hắn cũng không khả năng tại vô số lần trộm săn quá trình bên trong sống sót. Giống như là vừa rồi, hắn nếu là trực tiếp chạy trốn lời nói, thần đồ sơn bọn người, dù là trả giá giá thật lớn, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà hắn đang đào tẩu phía trước, trực tiếp ném ra tới tay thần binh thạch, xem như chịu thua ý tứ, tự nhiên nhường thân đồ sơn bọn người, đối với hắn sát ý đại giảm. Đây chính là hắn một cái thâm niên thợ săn trộm kinh nghiệm. Nhưng là bây giờ, bốn phía xuất hiện đạo này lưới lớn, quá mức đột ngột, liền xem như chồn đen cũng không có phát hiện đạo này lưới lớn xuất hiện vết tích. Bây giờ chợt bị lưới lớn giữ được, chồn đen lập tức sắc mặt đại biến, không lo được thương thế trên người không có khôi phục, lập tức lấy ra một cây ngân châm hình dáng bảo vật, tại trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái, liền vạch ra tới liễu nhất đạo không gian vết nứt. Cái này ngân châm chính là một kiện không gian bảo vật, 10 phần quý giá, tại chồn đen hơn phiên thai nghén phía dưới, cơ hồ đã đến gần vô hạn thiên thần binh. Cũng chính là dựa vào cái này ngân châm bảo vật, chồn đen mới có thể tại vô số lần trộm săn trong hoạt động may mắn sống sót. Xong lần này, chồn đen vừa mới mở ra đầu này khoảng không gian thông đạo, dự định trực tiếp thoát đi, nơi xa lại có một cây mũi tên, đột ngột phóng tới, cơ hồ trong nháy mắt liền đem chồn đen tê liệt khoảng không gian thông đạo cho đánh thành liễu nhất cô hỗn loạn không gian loạn lưu. Là ai? Sắc mặt khó coi chồn đen, quay người nhìn bốn phía. Lúc này, bốn phía bắt đầu xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Hắc kỵ sĩ, nhìn xem bốn phía xuất hiện những võ giả này, chồn đen sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn chỉ là một cái thợ săn trộm, nhưng mà bốn phía những thứ này hắc kỵ sĩ, nhưng là âm dương thành phụ cận, chân chính sát tinh. Chồn đen là đánh cắp những người khác săn giết bảo vật, mà chút hắc kỵ sĩ nhưng là cướp đoạt. Nghe nói hắc kỵ sĩ thủ lĩnh, cũng là nhất tôn trí cường giả, thế nhưng là không có người biết được kỳ cụ thể nội tình. Âm dương thành nội, cũng từng có vài vị thực lực đạt đến người thật mạnh tầng thứ phong chủ tự mình ra tay, muốn tiêu diệt những thứ này hắc kỵ sĩ, kết quả cũng không khỏi nhân ý. Nhân tâm tham lam, cho dù là thiên nhân cấp võ giả cũng là dạng này. Nếu có cơ hội tìm được bảo vật, sợ rằng cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Những thứ này hắc kỵ sĩ, bình thường có thể chính là âm dương thành nội, một vị nào đó thực lực cường đại đại nhân vật, nhưng mà một khi rời đi âm dương thành, bọn hắn trong nháy mắt, liền có thể hóa thân trở thành hắc kỵ sĩ, săn giết những võ giả khác, thu hoạch tài nguyên. Cho nên, những thứ này hắc kỵ sĩ, chết đi một nhóm, cũng rất nhanh sẽ có mặt khác một nhóm xuất hiện, giết chết không dứt. Chồn đen ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhất là nhìn thấy những thứ này hắc kỵ sĩ bên trong, cái kia danh thiên nhân ngũ cấp hắc kỵ sĩ sau đó, thần sắc lập tức mang tới mấy phần cung kính thần sắc đạo, chư vị đại người, ta chỉ là một cái kẻ độc hành, nguyện đem trên thân bảo vật toàn bộ hiến tặng cho chư vị. Không hiến vật quý vật không được, bây giờ đối phương rõ ràng đã đem hắn đào thoát chi lộ toàn bộ phá hỏng. Loại tình huống này, cũng chỉ có chủ động chịu thua, mới có thể trốn qua một kiếp. Một danh hắc kỵ sĩ lạnh giọng nói, nguy điểm này bảo vật, chúng ta nhưng nhìn không vừa mắt, vừa rồi nơi này có xuất hiện qua săn giết thôn phệ thú tiểu đội, ngươi có bằng hữu qua sao? Chồn đen thần sắc khẽ giật mình, chợt điểm đầu đạo, ngươi nói là thân đồ sơn bọn họ tiểu đội A, ta vừa rồi cùng bọn hắn giao thủ qua. Thân đồ sơn tại ngàn nhện phong, cũng coi như là có chút nổi danh tồn tại, cho nên mới sẽ bị hãm hại hồ để mắt tới. Thân đồ sơn, hẳn là chúng ta trong tư liệu chính là cái kia người, mau chóng ra tay, bắt được ta nhóm mục tiêu. Mấy danh hắc kỵ sĩ tâm trung lãnh hừ một tiếng. Hiu, một vệt sáng, đột ngột xuất hiện, chém về phía chồn đen. Chồn đen sắc mặt đại biến, đối phương thế mà tại hắn chủ động chịu thua cầu xin tha thứ dưới tình huống, còn muốn hạ tử thủ, này rõ ràng chính là muốn triệt để chém giết hắn. Hơn nữa, đối phương bây giờ lấy ra đạo lưu quang này, bỗng nhiên chính là một mặt viên luận thiên thần binh. Thiên thần binh uy năng mạnh, viễn siêu chồn đen ngân châm trong tay. Làm, chồn đen dùng trong tay ngân châm, chỉ bất quá miễn cưỡng ngăn cản mặt này viên luận phút chốc, ngân châm trong tay liền bị viên luận chém thành hai khúc. Cuối cùng, tại chồn đen không cam lòng trong thần sắc, cái này thiên thần binh viên luận, vừa đi vừa về giao thoa, sắp tối hồ thân thể cùng với thiên nhân chi tâm, tất cả đều rảo sát. Làm xong đây hết thảy, những thứ này hắc kỵ sĩ phất tay đem bao phủ lại bốn phía đạo kia lưới lớn thu hồi, tung người hướng về Diệp Trần bọn người vừa rồi rời đi phương hướng đuổi tới. Diệp Trần bọn người, bây giờ đang tại trên mặt đất thật nhanh xuyên qua. Thân ảnh của bọn hắn, vô cùng linh xảo tại đủ loại địa hình ở giữa không ngừng nhảy vọt.
Sở dĩ không có bay thẳng đến trên không gấp rút lên đường, là vì tránh cho bị khác thôn phệ thú phát hiện. Ông, đang lúc một đám người cấp tốc hướng về phía trước người đi đường thời điểm, ở vào Diệp Trần phía trước Hồ Hưng Bình, đột nhiên thân thể run lên, trên mặt đã lộ ra một cỗ ửng hồng thần sắc, thân ảnh càng là chợt dừng lại. Bốn phía những người khác, cũng lập tức dừng thân ảnh, nhìn về phía Hồ Hưng Bình đạo, Hồ đại ca, thế nào? Hồ Hưng Bình sắc mặt khó coi, trong đôi mắt càng là lóe lên mấy phần lo lắng thần sắc, vội vàng lấy ra một khối lệnh phù. Cái này lệnh phù tại Hồ Hưng Bình trong tay, răng rắc một chút vỡ vụn trở thành mảnh vụn. Mệnh phù, tứ chu chúng nhân, nhìn xem Hồ Hưng Bình trong tay khối này lệnh phù, sắc mặt cũng phần lớn hơi hơi biến hóa. Mệnh phù là một loại hết sức kỳ lạ đồ vật, chỉ cần tu vi đạt đến liễu thiên nhân cảnh, liền có thể đem tự thân khí tức, dung nhập vào loại này mệnh phù bên trong, chế tạo ra một khối hợp cách mệnh phù. Mệnh phù tác dụng chỉ có một, đó chính là quan sát sinh tử. Tỷ như nói Diệp Trần hòa Diệp Giao hai người, song phương có thể riêng phần mình nắm giữ đối phương một khối mệnh phù, nếu là một phương trên người mệnh phù vỡ vụn, liền có thể lập tức biết được, đối phương đã xảy ra chuyện. Chỉ là, loại này mệnh phù nếu là rơi xuống đối địch võ giả trong tay, đối địch võ giả hoàn toàn có thể căn cứ vào mệnh trên bùa lưu lại khí tức, đối nó chủ nhân tiến hành nguyền rủa công kích. Bởi vậy, không phải tuyệt đối tín nhiệm, hay là tình huống đặc thù lời nói, đồng dạng thiên nhân vũ giả, căn bản sẽ không vì chính mình chế tạo mệnh phù loại vật này. Bây giờ Hồ Hưng Bình trong tay lại có như thế một khối mệnh phù, chịu đem mệnh phù giao cho Hồ Hưng Bình nhân, đối với Hồ Hưng Bình nhất định là có tuyệt đối tín nhiệm, cũng đồng dạng là Hồ Hưng Bình cực kỳ xem trọng người. Nhưng là bây giờ, khối này mệnh phù cũng đã vỡ vụn. Thân Đồ Sơn đi đến Hồ Hưng Bình bên cạnh dò hỏi, lão Hồ, trong tay ngươi khối này mệnh phù là ai mệnh phù? Như thế trong nháy mắt, Hồ Hưng Bình thần sắc tựa hồ cũng già mấy phần, cắn răng nói, đây là ta nhi tử lưu lại mệnh phù. Con của ngươi, Thân Đồ Sơn bọn người, trên mặt phần lớn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn căn bản vốn không biết, Hồ Hưng Bình lại còn có nhi tử. Hồ Hưng Bình sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nói ta nguyên bản kỳ thực không phải ngàn nhện đỉnh người, mà là thiên thuật phong võ giả, chỉ là về sau bởi vì đắc tội liễu thiên thuật phong một danh cường giả, cho nên mới không thể không tạm thời rời đi thiên thuật phong, nhưng mà người nhà của ta bằng hữu lại tất cả đều lưu lại liễu thiên thuật phong, những năm này, ta cũng liền lặng lẽ đến thiên thuật phong đi xem qua bọn hắn, không nghĩ tới, bây giờ thế mà xảy ra ngoài ý muốn. Hít sâu một hơi, Hồ Hưng Bình trên mặt đã lộ ra mấy phần kiên quyết thần sắc đạo, Thân Đồ lão đại, ta không có cách nào cùng các ngươi hành động chung, ta phải mau chóng chạy về thiên thuật phong, đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại là thiên thuật phong, Diệp Trần sắc mặt cổ quái, quét mắt Hồ Hưng Bình. Thân Đồ Sơn nhìn xem Hồ Hưng Bình, điểm đầu đạo hảo, ngươi hết thảy cẩn thận, thiên thuật phong thượng sự tình, chúng ta e rằng không giúp được ngươi cái gì. Hồ Hưng Bình cắn răng nói, không có việc gì, nếu là ta người nhà thật sự xảy ra chuyện, liền xem như tất cả mọi người chạy tới, đoán chừng cũng vô dụng. Diệp Trần nhìn xem sắc mặt ngưng trọng Hồ Hưng Bình, lắc lắc đầu đạo, Hồ đại ca, nếu là ngươi muốn đi thiên thuật phong tìm người mà nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi một cái, ta liền là xuất thân thiên thuật phong. Không cần, Hồ Hưng Bình trực tiếp khoát tay nói, Diệp Trần, ta biết ngươi là hảo ý, bất qua ngươi mới vạn thọ cảnh mà thôi, liền xem như đi theo ta trở lại thiên thuật phong, ngươi cũng không giúp được ta cái gì. Thân Đồ Sơn bọn người, cũng cùng một chỗ vây quanh, hướng về phía Diệp Trần đảo, Diệp Trần, lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn chính xác không giúp được lão Hồ cái gì, liền xem như ta, đến liễu thiên thuật phong, cũng không dám làm nhiều cái gì. Thân Đồ Sơn tu vi, là thiên nhân ngũ giai, tại thiên nhân chi bên trong, cũng coi như là có chút tồn tại cường hãn. Nhưng mà, âm dương thành nội, cường giả số lượng thực sự quá nhiều. Giống như là thiên thuật phong thượng, vĩnh sinh cảnh cường giả, số lượng ít nhất đều nắm chắc ngàn người nhiều, Thân Đồ Sơn chút thực lực ấy, phóng tại thiên thuật phong, không đáng kể chút nào. Cho nên, liền xem như Thân Đồ Sơn, cũng không dám tiến đến thiên thuật phong tùy ý mà làm. Bốn phía những võ giả khác, cũng liền âm thanh thở dài nói, Diệp Trần, chúng ta biết hảo ý của ngươi, nhưng mà loại sự tình này, chúng ta không có cách nào nhúng tay, Hồ đại ca hẳn là cũng có thể hiểu được. Hồ Hưng Bình cười ha ha một tiếng đạo, chư vị nói rất đúng, mặc kệ ta lần này tiến đến thiên thuật phong kết quả như thế nào, một khi có kết quả, lập tức sẽ thông báo cho mọi người, đến lúc đó, hy vọng chúng ta còn có thể cùng đi ra ngoài săn giết những thứ này thôn phệ thú. Nhìn xem miễn cưỡng vui cười Hồ Hưng Bình, Diệp Trần tâm trung có chút bất đắc dĩ. Lúc này,
hắn cũng không thuận tiện cho thấy chính mình thân là thiên thuật phong hình phạt trưởng khống giả thân phận. Tại Âm Dương Thành nội, những thứ này hình phạt trưởng khống giả, thế nhưng là đắc tội người việc phải làm, có thể nói, mỗi một tòa chủ phong hình phạt trưởng khống giả, tại riêng mình chủ phong bên trong, cũng là tối bị người căm hận nhân. Tuy Diệp Trần đi tới Âm Dương Thành thời gian không lâu, cũng không từng đắc tội người nào. Nhưng mà hắn nếu là tiết lộ chính mình thân là hình phạt trưởng khống giả thân phận sau đó, vạn nhất có đầu người có vấn đề, nhất định phải chém giết hắn, qua một cái giết chết hình phạt trưởng khống giả nghiện, Diệp Trần nhưng là ngược lại xui xẻo. Tại thiên thuật phong bên trong, mượn nhờ hình phạt thánh kiếm, Diệp Trần thực lực có thể xưng vô địch. Nhưng mà tại thiên thuật phong bên ngoài, Diệp Trần sức chiến đấu, nhiều lắm là cũng liền cùng trước mặt thân đồ sơn không sai biệt lắm, còn lâu mới có được đạt đến đỉnh phong cấp độ. Cho nên, Diệp Trần chỉ có thể hàm hồ suy đoán đạo ta tại thiên thuật phong, coi như có chút quan hệ, nếu là đến liễu thiên thuật phong, ta có thể ra thêm chút sức. Diệp Trần mà nói, ngược lại để thân đồ sơn bọn người, một chút có mấy phần hứng thú, nhìn hướng Diệp Trần đạo, Diệp Trần lão đệ, chẳng lẽ ngươi biết thiên thuật phong thượng một vị nào đó vĩnh sinh cảnh cường giả? Thiên thuật phong thượng, vĩnh sinh cảnh cường giả số lượng vượt qua ngàn người, nhân số mặc dù không thiếu, nhưng lại tuyệt đối là đứng tại tất cả võ giả đỉnh cao nhất tồn tại. Nếu là có thể nhận biết một tôn vĩnh sinh cảnh cường giả lời nói, hoàn toàn chính xác xem như khó được chỗ dựa. Không biết, Diệp Trần quả quyết dao động đầu đảo. Nói đùa, hắn đi tới thiên thuật phong mới bao lâu, hơn nữa đến liễu thiên thuật phong không có mấy ngày, liền lập tức rời đi liễu thiên thuật phong, làm sao có thể nhận biết thiên thuật phong thượng vĩnh sinh cảnh cường giả. Trầm ngâm một chút, Diệp Trần tiếp tục nói, bất quá ta nhận biết thiên thuật phong phong chủ, cùng thiên thuật phong hình phạt trưởng khống giả, cũng có chút giao tình, những quan hệ này, cũng có thể đến giúp hồ lão ca. Diệp Trần mà nói, nhưng chỉ là nhường tứ chu chúng nhân, nhếch miệng cười cười, ai cũng không có quả thật. Không có cách nào, Diệp Trần ngoài hạng giới võ giả, từ ngoại giới tiến vào trong tiên mộ sau đó, lập tức bái nhập người thật mạnh môn hạ, mỗi ngày cùng người thật mạnh tiếp xúc. Loại này điểm xuất phát, thực sự quá cao, cao đến Diệp Trần bọn người còn tưởng rằng, cùng những thứ này người thật mạnh có giao tình, chính là tư không kiến quán sự tình. Nhưng mà trên thực tế, dù cho là trong tiên mộ thiên nhân vũ giả, tuyệt đại bộ phận, cơ hồ không thấy được những thứ này người thật mạnh. Cho dù là một tôn vĩnh sinh cảnh cường giả, đối bọn hắn tới nói, cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Mà Diệp Trần chỉ có vạn thọ cảnh, có thể kết giao vài tên không chết cảnh cường giả, đã coi như là không tầm thường. Cùng người thật mạnh có giao tình chuyện cười này thật buồn cười. Trước đó cảm thấy Diệp Trần tính cách 10 phần trầm ổn, không nghĩ tới, hắn vẫn rất biết khoác lác. Bốn phía võ giả, không ít người trong lòng thầm nhủ liễu khởi tới. Hồ Hưng Bình càng là lắc đầu cười nói, Diệp Trần lão đệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nếu như về sau không có biện pháp, ta lại mời ngươi hỗ trợ. Bây giờ ta không có thời gian trì hoãn, lập tức phải chạy về Âm Dương Thành nội, các ngươi có thể tiếp tục ở nơi này đi săn thôn phệ thú. Nói xong, Hồ Hưng Bình liền muốn rời đi. Lại không nghĩ, bây giờ trên đỉnh đầu bọn họ phương, một đạo lưới lớn, chợt xuất hiện. Tại lưới lớn bốn phía, phía trước săn giết chồn đen những cái kia hắc kỵ sĩ, tuần tự xuất hiện tại tứ chu. Hồ Hưng Bình, ngươi không có cơ hội trở lại Âm Dương Thành. Hừ lạnh một tiếng, từ kỳ trung nhất danh hắc kỵ sĩ trong miệng phát ra. Thân đồ sơn bọn người, bây giờ đã sắc mặt đại biến, trong miệng càng là kêu lên sợ hãi, hắc kỵ sĩ. Những thứ này hắc kỵ sĩ làm sao biết ta, chẳng lẽ bọn họ là nhằm vào ta mà đến? Hồ Hưng Bình vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm ngờ tới. Thân đồ sơn trực tiếp tung người nhảy ra, âm thầm lại thấp giọng truyền âm nói, những thứ này hắc kỵ sĩ kẻ đến không thiện, đại gia cẩn thận một chút. Loại thời điểm này, không cần thân đồ sơn nhiều lời, Diệp Trần bọn người, cũng đã sớm nhìn ra những thứ này hắc kỵ sĩ trên người sát ý. Tất nhiên thân phận đã xác định, vậy thì không có gì có thể nói, lập tức động thủ, đem chi này săn giết tiểu đội diệt xác. Theo một danh hắc kỵ sĩ hô quát, bốn phía rất nhiều hắc kỵ sĩ, lập tức hướng về Diệp Trần bọn người giết tới đây. Những thứ này hắc kỵ sĩ đối với chi tiểu đội này võ giả số lượng hết sức quen thuộc, một danh thiên nhân ngũ cấp hắc kỵ sĩ, trực tiếp đón nhận thân đồ sơn. Mà còn dư lại Hồ Hưng Bình bọn người, cũng phân biệt bị thiên nhân tứ cấp hắc kỵ sĩ đối đầu. Cuối cùng, càng là có trọn vẹn ba vị thiên nhân tứ giai hắc kỵ sĩ, hướng về Diệp Trần bọn người vây quanh. Đứng tại Diệp Trần bên người cái này mấy danh vũ giả, cũng là như cùng hắn dạng này vạn thọ cảnh võ giả, một đám vạn thọ cảnh võ giả,
Đối mặt tam danh thiên nhân tứ giai võ giả, cơ hồ chỉ có bị nghiền ép cái này một cái hạ tràng. Mau trốn, chúng ta tách ra trốn, có lẽ còn có một con đường sống. Diệp Trần bên cạnh, vài tên sắc mặt trắng hiếu vạn thọ cảnh võ giả, hướng thẳng đến bốn phía bỏ chạy. Cái kia tam danh thiên nhân tứ giai võ giả, thấy cảnh này, lập tức nhếch miệng cười liễu khởi tới, lại muốn tại trước mặt chúng ta đào tẩu, chúng ta xem ai săn giết võ giả nhiều nhất. Tam danh vũ giả, thân ảnh nhoáng một cái, liền muốn hướng về bốn phía những thứ này chạy trốn võ giả truy sát tới. Nhưng mà, lúc này bọn hắn mới ngạc nhiên phát hiện, trước mặt bọn hắn, còn có một danh vạn thọ cảnh võ giả cũng không lựa chọn đào tẩu, mà là ngay mặt hướng bọn hắn giết tới đây. Cái này danh vạn thọ cảnh võ giả, chính là Diệp Trần. Gia hỏa này, là muốn tự tìm cái chết sao? Tam danh thiên nhân tứ giai võ giả, một mặt cười lạnh nhìn xem hướng về phía chính mình ba người giết tới Diệp Trần. Diệp Trần sắc mặt băng lãnh, hướng về phía cái này ba danh hắc kỵ sĩ. Hắc kỵ sĩ danh hào, phía trước Hồ Hưng Bình bọn người vì hắn giảng giải thợ săn trộm thời điểm, đã thuận tiện đề cập qua một câu. Có thể nói, nếu nói những cái kia thợ săn trộm, chỉ là một chút kẻ trộm, làm cho người ta chán ghét mà nói, vậy những này hắc kỵ sĩ, chính là u ác tính, là âm dương thành phụ cận, cùng những cái kia thôn phệ thú một dạng tà ác u ác tính. Đối diện với mấy cái này u ác tính, tự nhiên không cần khách khí cái gì. Ông, Diệp Trần trên thân, sinh tử tan hợp chi lực chợt bộc phát. Đồng thời xuất hiện, còn có Diệp Trần trên bàn tay lóe lên thánh văn tử. Oanh, Diệp Trần thân ảnh, giống như một đạo lưu tinh, xông vào trước mặt cái này tam danh thiên nhân tứ giai võ giả bên trong. Không tốt, làm sao lại? Vẹn vẹn chỉ là vừa tiếp xúc, cái này tam danh thiên nhân tứ giai võ giả, đã cảm thấy không thích hợp. Diệp Trần bộc phát ra thực lực, thế mà so với bọn hắn ba người mạnh hơn rất nhiều, bọn hắn ba nhân liên tay tại cùng một chỗ, hòa Diệp Trần cùng một chỗ giao thủ, kết quả thế mà bị Diệp Trần chế trụ. Bốn phía chạy trốn những cái kia vạn thọ cảnh võ giả, nhao nhao dừng lại, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía bên này. Đang cùng cái kia danh thiên nhân ngũ giai hắc kỵ sĩ giao thủ thân đồ sơn, càng là nhếch miệng cười to liễu khởi tới đạo, Diệp Trần, làm được tốt. Diệp Trần tiểu tử này, quả thực là giả heo ăn thịt hổ a, những ngày này chúng ta cũng không ít quở mắng hắn, nhưng mà thực lực của hắn, thế mà so với chúng ta mạnh hơn. Một bên, Hồ Hưng Bình chờ thiên nhân tứ giai võ giả, từng cái mở to hai mắt nhìn. Bây giờ, Diệp Trần thế nhưng là đơn thương độc mã một người ngạnh sinh sinh chế trụ tam danh thiên nhân tứ giai võ giả. Cái này tam danh thiên nhân tứ giai hắc kỵ sĩ, luận thực lực, thế nhưng là không giống như Hồ Hưng Bình bọn người kém bao nhiêu. Loại này chênh lệch, tự nhiên lập tức nhường Hồ Hưng Bình bọn người minh bạch, Diệp Trần chân chính thực lực, đến cùng kinh khủng bực nào. Vạn thọ cảnh võ giả, thực lực lại so với thiên nhân tứ giai võ giả còn muốn càng mạnh hơn. Diệp Trần tiểu tử này thực lực, chỉ sợ so chúng ta ngàn nhện trên đỉnh, vạn thọ cảnh trong võ giả đệ nhất thiên tài còn muốn càng mạnh hơn. Bốn phía, Hồ Hưng Bình bọn người trong lòng âm thầm cô. Đáng tiếc, bọn hắn bình thường đối với thiên thuật phong chú ý quá ít, bằng không, chắc chắn đã đoán được liễu Diệp Trần thân phận. Quá tốt rồi, Diệp Trần có thể ngăn trở cái này tam danh thiên nhân tứ giai võ giả, cái kia trước mắt những thứ này hắc kỵ sĩ, tối đa chỉ có thể cùng chúng ta đánh hòa nhau. Thân đồ sơn trong đôi mắt, lộ ra phấn chấn thần sắc. Một đội này hắc kỵ sĩ thực lực, kỳ thực là mạnh hơn so với bọn hắn chi này đi săn tiểu đội. Hơn nữa đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, thiên nhân ngũ cấp thân đồ sơn, bị đối phương thiên nhân ngũ giai võ giả ngăn trở. Thiên nhân tứ cấp võ giả, cũng riêng phần mình bị đối phương thiên nhân tứ giai võ giả dây dưa kéo lại, nhiều hơn cái này tam danh thiên nhân tứ giai hắc kỵ sĩ, vốn là trận chiến này quyết thắng mấu chốt. Chỉ cần cái này tam danh thiên nhân tứ giai hắc kỵ sĩ, có thể tương Diệp Trần bọn người vạn thọ cảnh võ giả toàn bộ chém giết, tiếp đó bọn hắn liền có thể đi qua hỗ trợ những người khác, chém giết còn dư lại thiên nhân tứ giai võ giả. Cuối cùng, một đám người vây công thân đồ sơn cái này danh thiên nhân ngũ giai cường giả, liền có thể hoàn toàn thắng lợi. Nhưng là bây giờ, cái này tam danh thiên nhân tứ giai hắc kỵ sĩ bị Diệp Trần ngăn trở, những thứ này hắc kỵ sĩ muốn chiến thắng, cơ hồ đã không có bao nhiêu có thể. Không sử dụng lá bài tẩy lời nói, xem ra là không có cách nào thắng nổi bọn gia hỏa này. Đang cùng thân đồ sơn giao thủ cái kia danh thiên nhân ngũ giai hắc kỵ sĩ, sắc mặt đột nhiên biến âm trầm mấy phần. Trong tay hào quang lóe lên, một đạo viên luận bảo vật, từ trong tay hắn bay ra, hướng về thân đồ sơn tập kích tới. Thiên thần binh, thân đồ sơn lập tức sắc mặt đại biến.
Vừa rồi giao thủ, Thần Đồ Sơn đã phát hiện, cái này danh thiên nhân ngũ giai hắc kỵ sĩ, luận thực lực tuyệt đối không yếu hơn hắn bao nhiêu. Thế nhưng là bây giờ trong tay đối phương thế mà nhiều hơn một cái thiên thần binh, thực lực lập tức liền đủ để đem hắn triệt để áp chế lại, thậm chí đem hắn đánh giết. Một kiện thiên thần binh, dù là cùng đối phương thuộc tính không thất phối thiên thần binh, đối với đối phương thực lực tăng thêm, cũng tương đương kinh khủng. Ông, ở chỗ này viên luận thiên thần binh xuất hiện sau đó, Thần Đồ Sơn cơ hồ lập tức rơi vào hạ phong. Thậm chí, hắn cơ hồ lập tức liên tiếp gặp nạn, nếu không phải Thần Đồ Sơn liên tiếp sử dụng liều mạng chiêu số, ép đối phương có chỗ cố kỵ lời nói, chỉ sợ bây giờ hắn đã bị đối phương triệt để đánh giết. Lão Hồ, Thiết Trùy, Diệp Trần đều đừng khiêng, chuẩn bị trốn a, ta sắp không kiên trì nổi. Sắc mặt khó coi Thần Đồ Sơn, âm thầm bắt đầu hướng về phía bốn phía võ giả truyền âm. Không có cách nào, thiên nhân ngũ cấp hắn, thế nhưng là chi đội ngũ này chân chính hạch tâm. Một khi hắn gánh không được đối phương cái này danh thiên nhân ngũ giai cao thủ, đối phương có thể dễ dàng đem trong chi đội ngũ này tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn. Các ngươi rốt cuộc là ai? Phía trước có thể nói ra tên của ta, hẳn là hướng về phía ta tới a, ta cam nguyện thúc thủ chịu trói, các ngươi để cho ta những người bạn này rời đi. Sắc mặt khó coi Hồ Hưng Bình, bây giờ đột nhiên cùng đối thủ tách ra, trong miệng quát chói tai một tiếng. Hòa Hồ Hưng Bình giao thủ cái kia danh thiên nhân tứ giai hắc kỵ sĩ, lập tức dây dưa tới, trong miệng hắc hắc cười lạnh nói, Hồ Hưng Bình, chúng ta thực sự là vì ngươi mà đến, bất quá đến tận sau lúc đó, các ngươi còn muốn mạng sống, có phần nghĩ cũng quá tốt, hôm nay, các ngươi tất cả đều muốn chết. Oanh! Cái này danh thiên nhân tứ giai võ giả lời còn chưa dứt, Thần Đồ Sơn thân ảnh, đã từ bên trên trực tiếp rơi rụng xuống. Trên người hắn, bị đạo kia thiên thần binh viên luận, trực tiếp cắt đứt liễu nhất đạo vết thương ghê rợn, cả người cơ hồ bị xé rách. Không kiên trì nổi, đối phương lại đến một chiêu, ta liền phải chết. Thần Đồ Sơn sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng là tuyệt vọng. Đối phương cầm trong tay thiên thần binh, hôm nay bọn hắn chi tiểu đội này, có thể chạy thoát nhân tuyệt đối không nhiều. Thậm chí, liền xem như hắn cái này vì thiên nhân ngũ giai cường giả, hôm nay chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Hưu, cái kia danh thiên nhân ngũ giai hắc kỵ sĩ, thần sắc băng lãnh, trong tay thiên thần binh viên luận, lần nữa xoay một vòng, mang theo một cơn gió lớn, hướng về Thần Đồ Sơn đánh tới. Đối mặt một kích này, liền xem như Thần Đồ Sơn cái này vì thiên nhân ngũ giai cường giả, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thế nhưng là, đang lúc đạo này viên luận sắp tập kích đến Thần Đồ Sơn trước mặt, đem Thần Đồ Sơn thân thể tê liệt thời điểm, Diệp Trần tay trưởng, đột nhiên hoành sắp tới. Trên tay của hắn, ra hiện liễu nhất tầng giống như trong suốt thủ sáo. Cái này thủ sáo, chính là Diệp Trần phía trước lấy được mây mù thủ sáo. Mượn nhờ mây mù thủ sáo chi lực, Diệp Trần tay trưởng, rất dễ dàng đem đạo này viên luận thiên thần binh bốn phía bổ sung thêm sức mạnh cuối cùng đều xé rách. Két! Cuối cùng, Diệp Trần tay trưởng, đem đạo này viên luận thiên thần binh, trực tiếp nắm ở trong tay. Cái bao tay này cũng là một kiện thiên thần binh, bốn phía chư đa vũ giả, ánh mắt lập tức để mắt tới liễu Diệp Trần trên tay xuất hiện thủ sáo. Liền xem như Thần Đồ Sơn cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Không có cách nào, đối với bọn hắn những võ giả này tới nói, một kiện thiên thần binh sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Thần Đồ đội trưởng, những tên kia liền giao cho ngươi, cái này danh hắc kỵ sĩ giao cho ta. Diệp Trần sắc mặt băng lãnh, hướng về phía Thần Đồ Sơn nói một câu. Chợt, Diệp Trần thân ảnh vọt lên, hướng về phía trước cái kia danh thiên nhân ngũ cấp hắc kỵ sĩ đánh tới. Đến nỗi Diệp Trần trong tay viên luận thiên thần binh, đã sớm trực tiếp tiêu thất, xuất hiện lần nữa tại đối diện cái này danh hắc kỵ sĩ trong tay. Thần Đồ Sơn nhìn xem Diệp Trần thân ảnh, sắc mặt ngưng trọng đạo, Diệp Trần, ngươi cẩn thận, đây chính là một danh thiên nhân ngũ cấp cường giả. Diệp Trần thực lực có thể hòa thiên nhân tứ giai võ giả so sánh, đã đầy đủ làm người ta giật mình. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần nhưng phải cùng một cái cầm trong tay thiên thần binh thiên nhân ngũ giai cường giả đối địch, này liền để cho người ta có chút không cách nào tin. Dù sao, vạn thọ cảnh võ giả hòa không chết cảnh võ giả ở giữa, chênh lệch thực sự quá lớn. Mà thiên nhân tam giai võ giả hòa thiên nhân ngũ giai võ giả ở giữa, càng là chênh lệch cực lớn. Đến nỗi Diệp Trần trên tay thiên thần binh, cái này tất nhiên đối với Diệp Trần thực lực có bổ trợ, nhưng mà trong tay đối phương, nhưng cũng đồng dạng có một kiện thiên thần binh. Căn dặn liễu Diệp Trần một tiếng, Thần Đồ Sơn ánh mắt, lập tức chuyển tới một bên cái kia tam danh thiên nhân tứ giai võ giả trên thân. Hắn mặc dù mới vừa bị thương,
nhưng mà còn sót lại thực lực, vẫn đủ để cho hắn chấn áp cái này tam danh thiên nhân tứ giai võ giả. Trong miệng quát chói tai một tiếng, thần đồ sơn hướng thẳng đến cái này tam danh thiên nhân tứ giai võ giả đánh tới. Oanh! Kịch liệt rung động, nhường bốn phía tất cả võ giả tất cả đều có chút kinh hãi, không ít người càng là nhìn không được tạm thời dừng tay, hướng về rung động xuất hiện chỗ nhìn lại. Cỗ này rung động, chính là từ Diệp Trần Hòa tên kia cầm trong tay viên luận thiên thần binh thiên nhân ngũ giai cường giả ở giữa phát ra. Cái này danh thiên nhân ngũ giai võ giả, trong tay viên luận thiên thần binh, hóa thành liễu nhất đạo đạo vòng tròn hình dáng lưỡi dao, hướng về Diệp Trần chém giết tới. Diệp Trần thần sắc băng lãnh, nhưng mà trên thân sinh tử tan hợp chi lực hoàn toàn bộc phát, trong tay mây mù thủ sáo, cơ hồ biến thành liễu nhất đoàn chân chính mây mù, đem các loại vòng tròn hình dáng lưỡi dao, tất cả đều ngăn trở. Cỗ này mãnh liệt rung động, chính là từ hai người giao phong trong dư âm bộc phát ra. Diệp Trần chân chính thực lực, trước đó, chưa bao giờ hoàn toàn bùng nổ qua. Bây giờ, chung quy là có thể không kiêng nể gì cả, đem tất cả át chủ bài, tất cả đều thi triển. Sinh tử tan hợp chi lực, thánh văn tự chi lực, thiên thần binh chi lực, tự sáng tạo cao đẳng pháp thuật cấp võ học, cùng với tùy tâm sở dục cấp cao đẳng pháp thuật cấp võ học vận dụng kỹ xảo. Những thứ này át chủ bài, cơ hồ mỗi một dạng, đều đủ để nhượng Diệp Trần vượt cấp mà chiến. Cho nên bây giờ, Diệp Trần toàn lực bạo phát xuống, không những đủ để hòa thiên nhân tứ cấp cường giả một trận chiến, thậm chí ngay cả thiên nhân ngũ cấp cường giả, cũng không phải không có sức đánh một trận. Mây mù thủ sáo cùng viên luận thiên thần binh va chạm đến cùng một chỗ, giống như hai ngọn núi lớn va chạm đến liễu nhất khởi một dạng, phát ra tiếng nổ thật to âm. Chợt, hai người này ầm vang phá giải. Diệp Trần thân ảnh cùng phía trước thiên nhân ngũ giai hắc kỵ sĩ thân ảnh, đồng thời lui nhanh. Không có khả năng, cái này danh thiên nhân ngũ giai hắc kỵ sĩ sắc mặt khó coi, căn bản vốn không nguyện ý tin tưởng, chính mình lại bị một danh thiên nhân cấp 3 võ giả ngăn trở. Trong miệng quát chói tai một tiếng, trên người người này viên luận thiên thần binh, đột nhiên biến giống như thương khung đồng dạng khổng lồ, hướng về Diệp Trần chậm rãi áp bách mà đến. Diệp Trần sắc mặt băng lãnh, trong tay mây mù thủ sáo, trực tiếp khôi phục thành liễu nhất tầng băng tinh tựa như thủ sáo, bám vào tại Diệp Trần tay trưởng mặt ngoài. Hướng về phía trước viên luận, Diệp Trần hai tay dùng sức xé ra. Một màn kinh người xuất hiện. Diệp Trần trước mặt không gian, thế mà bị Diệp Trần cái này xé ra, trực tiếp xé rách ra một cái dữ tợn vết nứt. Cái này đạo hắc chăm chú, tràn ngập sức mạnh hủy diệt không gian vết nứt, lấy Diệp Trần làm đầu nguồn, không ngừng lan tràn biến lớn, toàn bộ thế giới, đều tựa hồ trực tiếp bị Diệp Trần xé rách trở thành hai nửa. Két! Phía trước áp bách mà đến viên luận thiên thần binh, ngạnh sinh sinh bị Diệp Trần xé rách ra cự đại không gian vết nứt ngăn trở. Diệp Trần thân ảnh nhoáng một cái, thân ảnh xuất hiện ở na danh hắc kỵ sĩ phía trên, một ngón tay hướng về phía đối phương nhấn tới. Cái này ngón tay, ở giữa không trung, cấp tốc biến lớn. Không đợi rơi xuống hắc kỵ sĩ đỉnh đầu, đã biến to lớn giống vậy vô cùng, thật giống như một cây trụ trời áp bách xuống. So sánh cái này ngón tay, cái này danh hắc kỵ sĩ giống như là một con kiến nhỏ, muốn bị cái này ngón tay trực tiếp nghiền ép chết. Đối với Vu Thiên Nhân tới nói, khống chế thân thể lớn nhỏ, kỳ thực căn bản chính là trò trẻ con thủ đoạn. Nhưng mà mượn nhờ thiên thần binh, Diệp Trần một ngón tay, lại đủ để cho đối phương mang đến một loại hủy diệt tâm lý áp bách. Cái này danh hắc kỵ sĩ sắc mặt đột biến, vung tay lên, đem viên luận thiên thần binh triệu hồi đến rồi trong tay mình. Viên luận xoay tròn, biến thành một mặt tấm chắn, ngăn trở liễu Diệp Trần một kích này. Rút lui, cái này danh hắc kỵ sĩ sắc mặt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, từ trong hàm răng nặn ra một câu nói. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, chính mình lại bị một tôn vạn thọ cảnh võ giả đánh lui. Nhưng mà hòa Diệp Trần tuần tự giao thủ mấy chiêu, hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, Diệp Trần thực lực, không kém hơn hắn bao nhiêu, thậm chí có uy hiếp được hắn có thể. Những thứ này hắc kỵ sĩ, mặc dù ưa thích săn giết những võ giả khác, cướp đoạt bọn họ bảo vật. Nhưng cũng vô cùng giàu hoạt, một khi đụng tới chân chính kẻ khó chơi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ham chiến. Bốn phía những cái kia không chết cảnh thiên người, nghe thế danh thiên nhân ngũ giai mệnh lệnh, ngược lại là không chần chờ chút nào, lập tức kiệt lực cùng tranh đấu đối thủ thoát ly, hướng về nơi xa lấp lóe rời đi. Cũng chỉ có bị thân đồ sơn dây dưa kéo lại ba danh hắc kỵ sĩ, căn bản không biện pháp thoát khỏi thân đồ sơn cái này vị thiên nhân ngũ giai cường giả. Siêu! Cái kia danh thiên nhân ngũ giai hắc kỵ sĩ, trong tay viên luận tải hư không xẹt qua,
đem thân đồ sơn trực tiếp bước lui một bước, cứu ra cái này ba danh hắc kỵ sĩ. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Trần cũng đã một quyền đánh vào trên người hắn. Mây mù cái bao tay sức mạnh bộc phát, đem cái này danh thiên nhân ngũ cấp hắc kỵ sĩ, trực tiếp đánh bể nửa bên thân thể. Cái này danh thiên nhân ngũ giai hắc kỵ sĩ trong miệng rít lên một tiếng, trong tay viên luận thiên thần binh chợt biến lớn, bảo vệ hắn cấp tốc hướng về nơi xa bỏ trốn mà đi. Diệp Trần cũng không tiếp tục đuổi đối phương, bởi vì hắn biết, lấy đối phương thực lực, coi như mình đuổi theo, muốn chém giết đối phương, cũng gần như không có khả năng. Đợi đến những thứ này hắc kỵ sĩ rút đi, thần đồ sơn bọn người, lập tức hướng về Diệp Trần vây quanh, từng cái thần sắc quỷ dị nhìn xem Diệp Trần. Không có cách nào, thiên nhân tam giai võ giả, đối cứng thiên nhân ngũ cấp hắc kỵ sĩ, hơn nữa cuối cùng còn đem đối phương bước lui, loại này chiến tích, bọn hắn phía trước căn bản không nghe nói qua. Chúng ta đi mau, Diệp Trần khoát tay áo nói. Thần đồ sơn bọn người, lúc này mới sắc mặt đột biến đạo, đối với, đi nhanh lên, đừng hấp dẫn khác hắc kỵ sĩ cùng thôn phệ thú tới. Tại Âm Dương Thành bên ngoài, loại này giao thủ dư ba, là rất dễ dàng dẫn tới khác hắc kỵ sĩ cùng với thôn phệ thú. Diệp Trần bọn người mới vừa rời đi, một đầu thân hình khổng lồ thôn phệ nói, liền từ nơi xa xông lại, miệng há mở, miệng lớn cắn nuốt Diệp Trần bọn người giao thủ còn sót lại sức mạnh cuối cùng. Âm Dương Thành, Thiên Thuật Phong. Diệp Trần nhất người đi đường thân ảnh, xuất hiện ở đây. Hồ Hưng Bình mặt mũi tràn đầy áy náy, nhìn về phía theo sau lưng thân đồ sơn bọn người đạo, thân đồ đội trưởng, lần này là ta liên lụy các ngươi bây giờ không có tất yếu đi theo ta cùng tới Thiên Thuật Phong. Thân đồ sơn sắc mặt lạnh như băng nói, lão hồ, đến lúc này, loại lời này ngươi cũng không cần nhiều lời, ngươi cũng thấy đấy, chuyện này, coi như chúng ta không muốn nhúng tay đều không được, chúng ta đoạn đường này, đã tuần tự tao ngộ ba lần chặn giết, mỗi lần xuất thủ người, đều là muốn đem chúng ta toàn bộ diệt sát. Thân đồ sơn mà nói, nhường bốn phía những người khác, sắc mặt cũng lập tức khó coi mấy phần. Hoàn toàn chính xác. Ngay từ đầu, trong chi đội ngũ này phần lớn người, kỳ thực cũng là không muốn cùng lấy Hồ Hưng Bình cùng tới Thiên Thuật Phong. Dù sao, nâng hòa Hồ Hưng Bình sự tình, phong hiểm thực sự quá lớn. Liền xem như thân đồ sơn cái này vị thiên nhân ngũ giai cường giả, đối với cái này cũng có chút do dự. Nhưng mà sau đó, bọn hắn lại phát hiện, cho dù là bọn hắn hòa Hồ Hưng Bình tách ra, cũng vẫn sẽ phải gánh chịu đối phương chặn giết, loại tình huống này, chẳng bằng trực tiếp theo Hồ Hưng Bình, đến đây Thiên Thuật Phong đi một chuyến, làm rõ ràng rốt cuộc là ai trong bóng tối nhắm vào mình bọn người. Diệp Trần, bây giờ chúng ta lập tức liền muốn tiến vào Thiên Thuật Phong sự tình, chỉ sợ còn muốn ngươi nhiều hỗ trợ. Bên cạnh mấy danh vũ giả nhìn hướng Diệp Trần đạo. Con đường đi tới này, thực lực so thân đồ sơn còn muốn càng mạnh hơn một bậc Diệp Trần, đã sớm trở thành chi đội ngũ này người lãnh đạo. Diệp Trần điểm một chút đầu đạo, yên tâm, tiến vào Thiên Thuật Phong bên trong, các ngươi sẽ không có chuyện. Chỉ mong a, Hồ Hưng Bình có chút niềm tin chưa đủ thở dài một cái. Chợt, một đám người trực tiếp xé mở Thiên Thuật Phong giới màng, tiến vào Liễu Thiên Thuật Phong bên trong. Tiến vào Thiên Thuật Phong trong nháy mắt, Diệp Trần liền lập tức cùng ở vào hình phạt bên trong thánh điện hình phạt thánh kiếm có cảm ứng. Mượn nhờ hình phạt thánh kiếm, Thiên Thuật Phong bên trong phát sinh rất nhiều sự tình, lập tức bị Diệp Trần toàn bộ cảm ứng được. Bất quá, hắn căn bản vốn không biết Hồ Hưng Bình nhi tử là ai, cho nên cũng chỉ có thể giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, đi theo Hồ Hưng Bình sau lưng, hướng về Thiên Thuật Phong một chỗ chạy tới. Thiên Thuật Phong thượng, tuyệt đại bộ phận cấp thấp võ giả, đều ở tại Thiên Thuật Phong chân núi vị trí. Chỉ có một ít thực lực cường đại, hoặc bối cảnh đủ mạnh võ giả, mới có tư cách ở đến Thiên Thuật Phong chủ phong bên trên. Hồ Hưng Bình người nhà, rõ ràng cũng chỉ là tình cảnh khá là bình thường võ giả. Cho nên bây giờ, Hồ Hưng Bình mang theo Diệp Trần bọn người, lặng lẽ hướng về Thiên Thuật Phong chân núi một chỗ chạy tới. Nhưng mà, không đợi Hồ Hưng Bình đuổi tới địa phương hắn muốn đi, phía trước liền đột nhiên ra hiện Liễu Nhất Quần vũ giả, chặn bọn hắn đường đi, dừng lại, phía trước là cấm địa, cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Bị những võ giả này ngăn trở đường đi, Hồ Hưng Bình sắc mặt lập tức biến khó coi vô cùng. Bởi vì phía trước, chính là hắn nguyên bản chỗ cư trú, thê tử của hắn cùng nhi tử, trở thành tại phía trước khối khu vực này. Lão Hồ, chúng ta thay cái phương hướng đi vào. Thân đồ sơn đi tới, vỗ vỗ Hồ Hưng Bình bả vai nói. Hồ Hưng Bình gật đầu một cái, một đoàn người lập tức quay người. Đi ra không xa, Diệp Trần chủ động nói, ở đây ta tương đối quen thuộc, các ngươi đi theo ta.
Hắn trưởng khống lấy hình phạt thánh kiếm, mượn nhờ hình phạt thánh kiếm, nơi này nhất cử nhất động, cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Cho nên bây giờ, coi như không có tiến vào khối khu vực này, hắn cũng có thể tinh tường cảm ứng được khối khu vực này bên trong phát sinh hết thảy. Tình huống bên trong, đã sớm nhượng Diệp Trần sắc mặt khó coi. Bởi vì, này khối khu vực bên trong, thình lình đã biến thành liễu nhất phiến tu la tràng, vô số võ giả, thậm chí ngay cả thiên nhân vũ giả, đều ở đây trong đó đau khổ dãy rùa kêu rên. Trong khu vực này bộ, bị người vì bố trí một kiện quỷ dị thiên thần binh. Cái này thiên thần binh, giống như là một kiện cối xay khổng lồ, đang không ngừng xoay tròn, tất cả ở vào mài bàn chi bên trong người, lúc nào cũng có thể bị ma bản trực tiếp nghiền nát. Những ngày kia nhân cấp võ giả, cũng phần lớn bị phong ấn tu vi, cùng phổ thông nhân nhất dạng, bị ném ở chỗ này mài bàn chi bên trên, dãy rùa cầu sinh. Nếu không phải Diệp Trần đã thấy rất nhiều sinh tử, chỉ sợ sớm đã tải cảm ứng được một màn này thời điểm, thất thanh sợ hãi kêu liễu khởi tới. Hiện tại hắn mang theo Hồ Hưng Bình tiến vào ở đây, cũng là muốn nhường Hồ Hưng Bình chính mình tìm xem còn có thể không tìm được thân nhân của hắn. Phiến khu vực này, mặc dù đã bị tận lực phong tỏa, nhưng mà Diệp Trần xem như thiên thuật phong hình phạt trưởng khống giả, vẫn là dễ dàng ở nơi này đạo tuyến phong tỏa bên trên, sẽ mở một cái vết nứt, mang theo Hồ Hưng Bình bọn người, tiến nhập trong đó. Hồ Hưng Bình bọn người, đối với đây hết thảy, căn bản mộng nhiên vô tri. Còn tưởng rằng, Diệp Trần hoàn toàn chính xác đối với khối khu vực này, hết sức quen thuộc. Vừa tiến vào khối khu vực này, Hồ Hưng Bình bọn người, cũng lập tức tất cả đều sửng sốt. Phía trước khối khu vực này, diện tích chừng hơn 10.000 cây số, nhưng mà cái này hơn 10.000 cây số trong phạm vi, cơ hồ khắp nơi đều là mùi máu tươi, bên trong càng là có vô số võ giả, vừa đi vừa về chạy trốn, tránh né bầu trời lúc nào cũng có thể nghiền ép xuống cực lớn ép luận. Đây là cái gì đồ chơi? Hồ Hưng Bình bọn người, lập tức mở to hai mắt nhìn. Âm Dương Thành thành lập đã nhiều năm, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Âm Dương Thành nội, thế mà cũng sẽ xuất hiện như thế kinh khủng tràng cảnh. Âm Dương Thành trước đây bị xây cất, chính là vì ngăn cản thôn phệ thú công kích. Cho nên, so sánh ngoại giới, Âm Dương Thành nội muốn an toàn rất nhiều. Thế nhưng là bây giờ, ở đây thế mà phát sinh quy mô lớn như vậy đồ sát. Người nào thế mà dám can đảm tự tiện xông vào Tử Vong Hải? Đang lúc Hồ Hưng Bình bọn người, nhìn mắt kinh ngây mồm thời điểm, ước chừng mấy chục đạo thân ảnh, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trực tiếp tương Diệp Trần bọn người, toàn bộ vây quanh. Một tôn tu vi đạt đến thiên nhân lục cấp cường giả, quét mắt một mắt Diệp Trần bọn người, sắc mặt lạnh như băng nói, tất nhiên đưa tới cửa, đem bọn hắn cũng toàn bộ đưa vào Tử Vong Ma Bàn bên trên, luyện chế thần thọ đan. Bên trên những võ giả khác, sắc mặt băng lãnh, hướng thẳng đến Diệp Trần bọn người giết tới đây. Một màn này, nhượng Diệp Trần bên người Hồ Hưng Bình bọn người, cơ hồ người người sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, người nơi này, thậm chí ngay cả lời nói cũng không chịu nói nhiều một câu, liền trực tiếp động thủ giết người. Hơn nữa, bốn phía xuất thủ thiên nhân, cơ hồ cũng là không chết cảnh cường giả, trong đó không ít người, thực lực so thân đồ sơn còn muốn càng mạnh hơn. Trác Thông, ta là Hồ Hưng Bình, ngươi có lá gan đi ra gặp ta. Hồ Hưng Bình đột nhiên tung người nhảy ra, trong miệng quát to một tiếng. Thanh âm của hắn, trùng trùng điệp điệp truyền hướng nơi xa. Ở vào phiến khu vực này mặt khác một nơi một danh thiên nhân lục giai võ giả, trong đôi mắt thoáng qua mấy phần kinh dị, nhếch miệng cười cười, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp đi tới Liễu Diệp Trần bọn người trước mặt. Ánh mắt quét mắt một mắt phía dưới Hồ Hưng Bình, cái tên này gọi Trác Thông võ giả, trong đôi mắt lóe lên mấy phần hưng phấn thần sắc đạo, Hồ Hưng Bình, không nghĩ tới lại là ngươi, ta hao phí giá thật lớn, để cho người ta săn giết ngươi, ngươi không có bị giết, vận khí xem như không tệ. Không hảo hảo chân quý chính mình cái mạng này, lại còn chủ động tới chịu chết. Thân đồ sơn sắc mặt khó coi, thấp giọng hỏi thăm Hồ Hưng Bình đạo, lão Hồ, đây chính là ngươi nói cửu nhân sao? Hồ Hưng Bình gật đầu một cái, thấp giọng nói, trước kia ta chỉ có vạn thọ cảnh tu vi, trong lúc vô tình đắc tội Trác Thông, bị bất đắc dĩ thoát đi thiên thuật phong, về sau tại ngàn nhện phong, mới may mắn đột phá không chết cảnh, nhưng mà Trác Thông tu vi, so với ta mạnh hơn quá nhiều, cho nên ta một mực trốn ở ngàn nhện phong, chưa từng trở về. Trác Thông nhìn chằm chằm Hồ Hưng Bình, hướng về phía bốn chu na ít ngày nhân vũ giả đạo, những người khác đều giao cho các ngươi, người này gọi cho ta xử lý. Siêu. Trác Thông trước hết nhất hướng về Hồ Hưng Bình giết tới đây. Tu vi của hắn, đã đạt đến liễu thiên nhân lục giai,
cho dù là thân đồ sơn đụng tới hắn, chỉ sợ cũng ngăn không được hắn mấy chiêu. Bây giờ Hồ Hưng Bình đối mặt hắn, càng là liền mảy may sức hoàn thủ cũng không có. Trác Thông chưa giết đến Hồ Hưng Bình trước mặt, chỉ là trên thân bùng nổ cỗ khí tức kia, liền đã nhường Hồ Hưng Bình cơ hồ thân thể sụi lơ. Hiu! Nhưng mà, đang lúc Hồ Hưng Bình sắc mặt lúc tuyệt vọng, một thân ảnh, đột nhiên chắn trước mặt hắn. Diệp Trần, thân đồ sơn bọn người, sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ ngăn tại Hồ Hưng Bình người trước mặt, chính là Diệp Trần. Tuy Diệp Trần tại ngoại giới, đã từng đã đánh bại thiên nhân ngũ cấp hắc kỵ sĩ. Nhưng là bây giờ xuất thủ, chính là tu vi đạt đến liễu thiên nhân lục giai Trác Thông, như thế cường giả, thực lực thế nhưng là viễn siêu trước đây na vị thiên nhân ngũ giai hắc kỵ sĩ. Liền Trác Thông chính mình, cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, căn bản không có đem Diệp Trần để vào mắt. Bây giờ Diệp Trần thế nhưng là tận lực ẩn giấu đi khí tức của mình cùng dung mạo, bằng không, Trác Thông chắc chắn có thể phân biệt ra được Diệp Trần thân phận. Oanh! Trác Thông trên người sức mạnh cuối cùng, oanh kích đến liễu Diệp Trần trên thân. Bốn phía khác thiên nhân vũ giả công kích, cũng như thủy triều, đem thân đổ sơn bọn người bao phủ. Nhưng mà, nhường chỗ hữu nhân đô chố mắt nghẹn họng một màn xuất hiện, Diệp Trần chờ nhân tứ chu, phảng phất ra hiện liễu nhất tầng trong suốt cái lồng. Ngạnh sinh sinh đem bốn phía tất cả công kích, tất cả đều ngăn trở. Hơn nữa, bốn phía đây giống như thủy triều vọt tới sức mạnh cuối cùng, đụng chạm tới tầng này trong suốt cái lồng sau đó, lập tức bị bắn ngược trở về. Trác Thông đám người thân ảnh, càng là tuần tự lảo đảo lui về sau vài dặm xa, lúc này mới một lần nữa đứng vững. Ngươi không phải phổ thông vạn thọ cảnh võ giả. Trác Thông sắc mặt chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hồ Hưng Bình bọn người cũng đồng dạng sắc mặt chấn kinh. Bọn hắn tại được chứng kiến Diệp Trần thực lực sau đó, mặc dù đã đoán được, Diệp Trần xuất thân không tầm thường, thế nhưng là cũng chỉ là cho là, Diệp Trần là một vị nào đó vĩnh sinh cảnh cường giả kinh tâm bồi dưỡng ra tới thiên tài trẻ tuổi hậu bối mà thôi. Nhưng mà hiện tại Diệp Trần biểu hiện, để bọn hắn đột nhiên phản ứng lại, Diệp Trần thân phận, e rằng hoàn toàn chính xác không đơn giản. Diệp Trần thân ảnh đứng lơ lửng trên không, không để ý đến trước mặt Trác Thông, mà là hướng về hình phạt thánh điện phương hướng phất phất tay. Lập tức, một vệt sáng hình phạt kèm theo phạt bên trong thánh điện xông ra, trong nháy mắt liền đi đến liễu Diệp Trần trước mặt. Đạo lưu quang này, vọt thẳng vào liễu Diệp Trần thể nội, chợt, Diệp Trần trong miệng mới khẽ quát một tiếng, không gian phong tỏa. Ầm ầm, toàn bộ thiên thuật phong tại lúc này cũng hoàn toàn rung động liễu khởi tới. Từng đạo trùng sáng, từ thiên thuật phong các nơi bắn ra đi ra, trước mặt khối khu vực này, cơ hồ lập tức bị trùm sáng triệt để phong tỏa ngăn cản, trở thành một chỗ hoàn toàn không gian độc lập. Mảnh không gian này, là thiên thuật phong sức mạnh ngưng kết mà thành, cho dù là không chết cảnh thiên nhân, cũng rất khó đem phá vỡ. Hình phạt trường khống giả, Diệp Trần hắn lại là thiên thuật phong hình phạt trường khống giả. Lúc này, thân đồ sơn bọn người, chung quy là xác định liễu Diệp Trần thân phận, từng cái càng là mở to hai mắt nhìn. Âm Dương Thành nội, ngoại trừ thân là người thật mạnh các đại phong chủ bên ngoài, thân phận đặc thù nhất chính là những thứ này hình phạt trường khống giả. Tất cả đỉnh núi hình phạt trường khống giả, cầm trong tay hình phạt thánh kiếm mà nói, thực lực cơ hồ là người thật mạnh dưới đệ nhất nhân. Lại thêm hình phạt thánh kiếm đặc thù công hiệu, làm cho những này hình phạt trường khống giả, cơ hồ là Âm Dương Thành nội, địa vị đặc thù nhất một đám người. Nếu như tại hình phạt trường khống giả chỗ chấp trường chủ phong bên trên, cho dù là vĩnh sinh cảnh cường giả, cũng muốn đối với mấy cái này hình phạt trường khống giả khách khí. Thế nhưng là nếu như rời đi Âm Dương Thành, những thứ này hình phạt trường khống giả, cũng chỉ là rất võ giả bình thường mà thôi. Nếu là hình phạt trường khống giả thực lực bản thân, đã đầy đủ cường hãn lời nói, đây cũng là thôi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác có bộ phận hình phạt trường khống giả, giống như Diệp Trần dạng này, chỉ có vạn thọ cảnh tu vi, vậy coi như lúng túng. Trừ phi bọn hắn cả một đời không chịu rời đi Âm Dương Thành, nếu không, bọn hắn căn bản không dám nhiều nhúng tay tất cả chủ phong sự tình, càng thêm không dám đắc tội những cái kia vĩnh sinh cảnh cường giả. Đương nhiên, dù là hình phạt trường khống giả lại điều thấp, cũng tuyệt đối thân đồ sơn bọn người có thể đắc tội. Đối với thân đồ sơn bọn người mà nói, một tôn hình phạt trường khống giả, cũng là cao cao tại thượng tồn tại, bình thường căn bản không cơ hội kết giao. Mà bây giờ, bọn hắn lại quen biết một tôn hình phạt trường khống giả. Diệp Trần hắn chỉ có vạn thọ cảnh tu vi, lại có thể trở thành hình phạt trưởng khống giả. Thân đồ sơn bọn người, mở to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút khó tin.
Hiện tại bọn hắn đột nhiên nghĩ tới trước đây Diệp Trần nói qua một câu nói. Ta tại Thiên Thuật Phong coi như có chút quan hệ, Hòa Thiên Thuật Phong người thật mạnh, cũng có chút quan hệ. Phía trước, bọn hắn đều đem Diệp Trần nói câu nói này xem như chê cười. Hiện tại bọn hắn mới đột nhiên hiểu được, Diệp Trần nói mới là tình hình thực tế. Nói đùa. Diệp Trần thân là Thiên Thuật Phong hình phạt trưởng khống giả, bản thân cái này chính là cứng rắn nhất quan hệ. Hơn nữa Âm Dương Thành nội mỗi một vị hình phạt trưởng khống giả, cũng là mỗi một đỉnh phong chủ tự mình bổ nhiệm, có thể trở thành hình phạt trưởng khống giả võ giả, mỗi một cái đều xem như phong chủ dòng chính. Cho nên nếu là Diệp Trần đi cầu phong chủ giúp làm một chuyện lời nói, vì phong chủ này thật đúng là không nhất định sẽ cự tuyệt. Thân Đồ Sơn bọn người sửng sốt, một bên Trác Thông bọn người, cũng tất cả đều đã mắt trợn tròn. Tại Thiên Thuật Phong hình phạt trưởng khống giả trước mặt, bọn hắn cũng không dám phách lối nữa cái gì. Nhanh lên, đi đem Tô Khang kêu đến. Sửng sốt một chút sau đó, Trác Thông trong miệng quát chói tai một tiếng. Nghe được Tô Khang cái tên này, Diệp Trần lông mày lập tức nhăn lại. Cái kia mập mạp Tô Khang, thế nhưng là hắn đi tới Thiên Thuật Phong sau đó, đối với hắn nhất là cung kính võ giả. Không nghĩ tới, liền Tô Khang thế mà cũng trộn lẫn đến nơi này sự kiện bên trong. Tô Khang thân ảnh, rất nhanh xuất hiện ở nơi xa. Thân ảnh lóe lên, Tô Khang liền đã đến Liễu Diệp Trần trước mặt, nhìn xem Diệp Trần, Tô Khang mập mạp trên mặt, lần nữa lộ ra mấy phần nịnh nọt nụ cười nói, đại nhân, ngươi đã trở về, như thế nào cũng không sớm cho ta biết. Nếu là thông chi ngươi, nơi này hết thảy, cũng đã sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ đi. Diệp Trần ngữ khí lạnh nhạt nói. Tô Khang thần sắc không thay đổi, cười nói, đây đều là ngoài ý muốn mà thôi, đại nhân muốn biết nội tình lời nói, ta có thể cùng đại nhân giải thích rõ ràng. Diệp Trần đạo, vậy ta ngược lại là phải nghe một chút, ngươi muốn giải thích thế nào? Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần đã cánh tay vung lên, một cỗ lực lượng đáng sợ, từ trên trời giáng xuống, đem nơi này hết thảy, toàn bộ phong tỏa. Liền ở vào phía trước món kia ma bàn hình dáng thiên thần binh, tại lúc này cũng đình chỉ vận chuyển. Được cứu, ở vào cái này thiên thần binh lên vô số võ giả, sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem dừng lại hai cái ma bàn hình dáng thiên thần binh. Tô Khang bọn người, quay đầu nhìn xem dừng lại hai cái ma bàn, sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi. Nhất là mới vừa xuất thủ Trác Thông, nhìn không được nói, Diệp Trần, ngươi là Thiên Thuật Phong hình phạt trưởng khống giả không giả, nhưng mà tốt nhất đừng nhúng tay chúng ta sự tình, bằng không, liền xem như phong chủ cũng bảo hộ không được ngươi. Ngươi nói cái gì? Diệp Trần sắc mặt băng lãnh, động đều không động, trên thân liền chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng, đem Trác Thông đánh bay đến rồi nơi xa. Ở vào Thiên Thuật Phong thượng, Diệp Trần có thể mượn nhờ toàn bộ Thiên Thuật Phong sức mạnh, thực lực có thể xưng người thật mạnh dưới đệ nhất nhân. Trác Thông chỉ là một cái không chết cảnh võ giả mà thôi, đương nhiên ngăn không được Diệp Trần. Tô Khang mắt thấy Diệp Trần ra tay, thần sắc khẽ biến phía dưới, nhanh chóng lại gần đảo, đại nhân đừng nóng giận, chuyện này nói đến, chúng ta cũng chỉ là một chút chân chạy mà thôi, chân chính chủ trì chuyện này người, kỳ thực là phía trên những đại nhân kia. Phía trên những đại nhân kia, Diệp Trần mày nhăn lại. Tô Khang thực lực, thế nhưng là đã đạt đến không chết cảnh, mặc dù không bằng Trác Thông, nhưng cũng hữu thiên nhân tứ cấp tu vi. Có thể được Tô Khang coi trọng như vậy nhân, ít nhất chắc cũng là vĩnh sinh cảnh cường giả mới đúng. Thiên Thuật Phong thượng vĩnh sinh cảnh cường giả, Diệp Trần đến nay đều chưa từng gặp qua một cái. Những thứ này vĩnh sinh cảnh cường giả, tự kiềm chế thân phận, dù là Diệp Trần thân là Thiên Thuật Phong hình phạt trưởng khống giả, bọn hắn cũng căn bản không để vào mắt. Dù sao, mượn nhờ Thiên Thuật Phong sức mạnh, cùng thực lực bản thân vẫn có khác nhau rất lớn. Tô Khang điểm một chút đầu đảo, phụ trách chủ trì cái này Âm Dương Ma Bàn đại nhân, tổng cộng có ba vị, theo thứ tự là Lôi Kiệt Thiên Nhân, Gao Thiên Nhân cùng với Ừm Á Thiên Nhân, cái này ba vị đại người, tất cả đều là vĩnh sinh cảnh cường giả, nhất là Lôi Kiệt Thiên Nhân. Một thân thực lực, đã đạt đến Liễu Thiên Nhân cửu giai, khoảng cách trở thành người thật mạnh, cũng bất quá cách xa một bước mà thôi. Diệp Trần thần sắc, càng ngày càng khó coi. Nơi này sát lục, thế mà dính tới ba vị vĩnh sinh cảnh cường giả, hơn nữa trong đó, lại còn có nhất tôn thiên nhân cửu giai cường giả. Nhìn chằm chằm Tô Khang, Diệp Trần đạo căn cứ vào Âm Dương Thành nội lệnh cấm, tựa hồ cấm tại Âm Dương Thành nội, lớn như vậy quy mô sát lục mới đúng, các ngươi làm như vậy. Chẳng lẽ sẽ không sợ phong chủ đại nhân trực tiếp trừng phạt đám các ngươi sao? Tô Khang cười nói, trưởng khống giả đại nhân, Âm Dương Thành nội hoàn toàn chính xác cấm sát lục không giả, nhưng mà chúng ta cũng chỉ là quy mô nhỏ sát lục, cũng không có đối với toàn bộ Thiên Thuật Phong tạo thành ảnh hưởng quá lớn,
cho nên chuyện này, còn xin trưởng khống giả mở một mặt lưới, chờ chuyện này trôi qua về sau, Lôi Kiệt đại nhân bọn hắn, sẽ đích thân đi bái phỏng đại nhân, cấp đủ đại nhân mặt mũi. Đến nỗi phong chủ đại nhân, chúng ta đương nhiên cũng sợ, bất quá bây giờ phong chủ đại nhân cũng không tại ở đây, tại phong chủ đại nhân trở về trước, chúng ta sẽ đem nơi này hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Các ngươi ngược lại là chuẩn bị đầy đủ, Diệp Trần bĩu môi nói. Đây chính là ít nhất mấy chục vạn danh vũ giả sinh mệnh, hơn nữa Tô Khang bọn người thời khắc này hành vi, rõ ràng chính là muốn tránh Diệp Trần vì này hình phạt trưởng khống giả. Nếu không phải Diệp Trần tại Âm Dương Thành bên ngoài, đụng phải Hồ Hưng Bình. Mà Hồ Hưng Bình lại vừa lúc Hòa Thiên Thuật Phong nhân có quan hệ, chỉ sợ Diệp Trần căn bản sẽ không biết, Tô Khang bọn người tại Thiên Thuật Phong bên trên làm cái gì. Diệp Trần bây giờ trong lòng kỳ thực đã có chút do dự. Hắn đang do dự, mình là không muốn can thiệp chuyện này. Hắn mặc dù thân là Thiên Thuật Phong hình phạt trưởng khống giả, nhưng mà cái này trưởng khống giả, nội tâm của hắn cũng không tình nguyện, cho nên căn bản vốn không gánh chịu thân là hình phạt trưởng khống giả trách nhiệm. Chỉ là chuyện này dính tới hơn trăm vạn võ giả tính mệnh, nếu là Diệp Trần bất kể lời nói, vậy cái này hơn trăm vạn võ giả, tuyệt đối không có mảy may đường sống. Nhưng nếu là Diệp Trần quản chuyện này lời nói, thì bằng với là một chút đắc tội ba vị vĩnh sinh cảnh cường giả. Ba vị này vĩnh sinh cảnh cường giả nếu là bởi vậy bắt đầu nhằm vào Diệp Trần về sau cũng đừng mơ tưởng lại rời đi Thiên Thuật Phong. Nhìn chằm chằm trước mặt Tô Khang bọn người, Diệp Trần sắc mặt âm tình bất định. Mà một bên Tô Khang, nhìn thấy Diệp Trần cái biểu tình này, tâm trung lãnh cười một tiếng, lần nữa xích lại gần liễu Diệp Trần. Trưởng khống giả đại nhân, kỳ thực chúng ta dạng này sát lục, vì cái gì thế nhưng là một vị chân chính đại nhân vật. Tô Khang xích lại gần Diệp Trần, lần nữa tuôn ra một cái mãnh liệt liệu. Diệp Trần lông mày nhíu lại đạo, đại nhân vật gì? Chẳng lẽ so Lôi Kiệt Thiên Nhân còn muốn càng mạnh hơn? Tô Khang cười nói, đương nhiên, Lôi Kiệt Thiên Nhân mặc dù đã là vĩnh sinh cảnh cực hạn cường giả, nhưng là cùng cái kia vị đại người so sánh, vẫn kém xa tít tắp, cái kia vị đại người, mới là tòa tiên mộ này bên trong, cao cấp nhất tồn tại. Trong tiên mộ người thật mạnh số lượng tiếp cận ngàn người, nhưng mà những thứ này người thật mạnh ở trong, công nhận người mạnh nhất, cũng chỉ có hai vị, chính là Thông Thiên Tông hai vị tông chủ. Diệp Trần nhìn về phía Tô Khang đạo, ngươi nói vị này đỉnh tiêm tồn tại, chẳng lẽ so Thông Thiên Tông hai vị tông chủ mạnh hơn? Tô Khang cơ hồ không có mảy may do dự, trực tiếp điểm đầu đạo, đúng vậy, điểm ấy là chỗ hữu nhân đô công nhận, chúng ta chỗ cung phụng cái kia vị đại người, mới là trong tiên mộ chân chính người mạnh nhất. Tô Khang mà nói, ngược lại là nhượng Diệp Trần có chút hiếu kỳ liễu khởi tới. Nhìn không được nói, làm sao có thể, theo ta được biết, tòa tiên mộ này bên trong người mạnh nhất, tựa hồ chính là Thông Thiên Tông hai vị tông chủ. Tô Khang cười hắc hắc nói, trên mặt nổi xác thực như thế, hơn nữa cái kia vị đại người, đã ít nhất vạn năm không có hiện thân qua, cho nên bây giờ thế hệ trẻ tuổi, cũng đều cho là Thông Thiên Tông hai vị tông chủ mới là trong tiên mộ người mạnh nhất. Trên thực tế, trước kia cái kia vị đại người dựa vào sức một mình, thế nhưng là ngạnh sinh sinh chế trụ cái này hai vị tông chủ. Diệp Trần lắc lắc đầu đạo, nếu là ngươi nói tới cái kia vị tiền cùng thế hệ thật sự lợi hại như thế, vì cái gì bây giờ Thông Thiên Tông mới là trong tiên mộ tối cường tồn tại, mà cái kia vị tiền cùng thế hệ lại yên lặng vô danh, liền biết được hắn người cũng không nhiều. Tô Khang đạo, cái này nói đến liền lời nói lớn, cái kia vị đại người tư lịch, trong tiên mộ không ai bằng, liền Thông Thiên Tông hai vị tông chủ cũng kém xa tít tắp, nghe nói cái này hai vị tông chủ tại mới vừa rồi bắt đầu tu hành thời điểm, cái kia vị đại người cũng đã là người thật mạnh, cho dù là tại năm đó thiên nhân đại lục, cái này vị đại người cũng là tư lịch cực già tồn tại, cho nên nói, cái này vị đại tuổi thọ của con người, đã quá mức dài dằng dặc, thậm chí đến liễu thiên nhân ngũ suy tình cảnh. Thiên nhân ngũ suy, Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Võ giả tuổi thọ, trên lý luận giảng, chỉ cần đạt đến thần đạo cảnh giới phía trên, cơ hồ chính là vô hạn, chớ nói chi là thực lực so thần đạo cảnh giới mạnh hơn cự đầu cấp cùng với thiên nhân cấp tồn tại. Cho nên tuổi thọ vấn đề, cơ hồ không có người sẽ làm chuyện. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, chỗ hữu nhân đô tinh tường biết, võ giả tuổi thọ, kỳ thực là có cực hạn. Chỉ là cái cực hạn, thực sự quá tải dài dằng dặc, tuyệt đại bộ phận võ giả, thậm chí căn bản sẽ không đợi đến tuổi thọ cực hạn thời điểm, liền sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân bị giết chết. Tỷ như nói trước kia chủ thế giới vô số sinh mệnh, trong đó thậm chí có rất nhiều người thật mạnh, cũng ở đó một hồi đại sụp đổ bên trong tử vong. Nghe nói, võ giả tuổi thọ đạt đến cực hạn sau đó, sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy hiện tượng.
Tại thiên nhân ngũ suy giai đoạn, võ giả tất cả mọi thứ đều sẽ dần dần suy yếu, mãi đến triệt để tử vong, cũng không tiếp tục lưu lại một tia vết tích, giống như là một người bình thường chết ra tình huống một dạng. Thiên nhân ngũ suy tình huống cũng một mực tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không người nhìn thấy qua. Nhưng là bây giờ, Tô Khang lại còn nói trong tiên mộ có một danh cường giả đang ở tại thiên nhân ngũ suy giai đoạn. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy cái này vị cường giả tuổi thọ tuyệt đối có thể xưng kinh người. Tô Khang nhìn chằm chằm Diệp Trần, tiếp tục nói: trưởng khống giả đại nhân, hiện tại biết cái này vị đại người là kinh khủng bực nào đi. Năm đó ở chủ thế giới, hắn chính là một tồn tại vô địch, chớ nói chi là đến rồi trong tiên mộ. Cũng chính bởi vì chính mình tuổi thọ sắp đạt đến cực hạn, cho nên cái này vị đại nhân tài không thể không ẩn nấp đi, dựa vào phương pháp đặc thù kéo dài tuổi thọ của mình. Chúng ta bây giờ sát lục những võ giả này chính là vì lấy đi tinh khí của bọn họ thần, vì cái kia vị đại người chế tạo thọ nguyên đan. Nếu là chậm trễ vì cái kia vị đại người chế tạo thọ nguyên đan, cái kia vị đại người nổi giận đứng lên, cho dù là người thật mạnh cũng không cách nào tiếp nhận loại này lửa giận. Diệp Trần sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Tô Khang đạo: ngươi nói người này tên là cái gì? Tô Khang lắc lắc đầu đạo: cái kia vị đại tên của người e rằng không có mấy người biết, nhưng mà cái kia vị đại người xương hào lại có không ít người biết, hắn xương hào là Tiên Vương. Tiên Vương. Diệp Trần đem cái này tên ghi ở trong lòng, dự định về sau tìm người thật tốt hỏi thăm một phen. Dù sao, dạng này một tôn kinh khủng tồn tại, nếu là có thể không trêu chọc mà nói, đương nhiên không trêu chọc tốt nhất. Tô Khang hướng về phía Diệp Trần nói nhiều như vậy, bây giờ cười nói: trưởng khống giả đại nhân, không biết hiện tại ngươi có thể không xem ở Lôi Kiệt đại nhân, hay là Tiên Vương đại nhân trên mặt mũi, đối với chúng ta mở một mặt lưới. Tô Khang bây giờ nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn nói cho Diệp Trần, sau lưng hắn chỗ dựa rất đáng sợ, không phải Diệp Trần có thể trêu chọc nổi. Diệp Trần nhìn chằm chằm Tô Khang, mặt không biểu tình. Nếu nói vừa rồi hắn còn đang do dự mà nói, vậy bây giờ hắn cũng đã dần dần làm ra quyết định. Bất kể nói thế nào, đây đều là hơn trăm vạn danh vũ giả, trong đó càng là có không ít giống như là Hồ Hưng Bình dạng này, thân nhân bằng hữu ở vào nơi khác, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những thân nhân này chết đi. Vô luận như thế nào, Diệp Trần đều không làm được trơ mắt nhìn xem hơn trăm vạn võ giả bị giết. Cái kia vị Tiên Vương đại nhân nếu là thật đáng sợ như vậy lời nói, vẹn vẹn chỉ là hơn trăm vạn võ giả tinh khí thần, tựa hồ không cách nào vì hắn sáng lập một khỏa thọ nguyên đan a. Diệp Trần đột nhiên mở miệng nói. Tô Khang điểm một chút đầu đảo, đó là tự nhiên, muốn tạo ra một khỏa thọ nguyên đan, cần võ giả tinh nguyên đơn giản cực lớn đến trình độ kinh khủng, chỉ là mấy trăm vạn danh vũ giả tinh nguyên, đương nhiên còn thiếu rất nhiều, bất quá cái kia vị Tiên Vương đại nhân, chẳng những lệnh chúng ta vì hắn ngưng kết võ giả tinh nguyên, ta nghe nói, cái kia vị đại người thậm chí có biện pháp, để cho người ta rời đi tiên mộ, đến ngoại giới vì hắn ngưng kết võ giả tinh nguyên. Cái gì? Tô Khang thuyết pháp, nhượng Diệp Trần thần sắc đột biến. Trước đây Tử Ma Kha bọn người khai sáng Thiên Đạo Minh, tại Lửa Viêm vũ trụ thế giới, ngưng tụ vô số võ giả, đem bọn hắn tiến hành hiến tế. Bực này hành vi, vốn là để cho người ta có chút hồ nghi. Bây giờ Tô Khang kiểu nói này, Diệp Trần mới xem như minh bạch, sáng tạo Thiên Đạo Minh Tử Ma Kha bọn người, vô cùng có khả năng, chính là chỗ này vì Tiên Vương sai phái ra đi cường giả. Bọn hắn tại Lửa Viêm vũ trụ thế giới đại quy mô chế tạo sát lục, tiến hành hiến tế, chỉ sợ cũng vì cho cái này vì Tiên Vương đại nhân ngưng kết thọ nguyên đan. Vì mình có thể sống, liền điên cuồng săn giết vô số sinh linh. Chỉ là cử động lần này, liền nhượng Diệp Trần đối với cái này vì Tiên Vương không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tô Khang, địa phương khác ta mặc kệ, nhưng mà thiên thuật phong thượng, cấm sát lục, xem ở Lôi Kiệt thiên nhân cùng cái này vì Tiên Vương mặt trên, ta lần này bỏ qua cho các ngươi, nhưng mà tuyệt đối không thể có lần sau. Diệp Trần sắc mặt băng lãnh, trực tiếp hạ lệnh. Chợt, Diệp Trần cánh tay vung lên, từng đạo mệnh lệnh lôi đình, từ không trung bên trên hạ xuống tới, liên tiếp đánh tới phía trước món kia ma bản hình dáng thiên thần binh phía trên. Cái này thiên thần binh, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Rất nhanh, cái này thiên thần binh liền rơi vào liễu Diệp Trần trong tay, mà nguyên bản bị ma bản xét chỗ, bây giờ thì đã khôi phục những ngày qua bộ dáng. Diệp Trần, ngươi đây là đang tự tìm cái chết, nơi xa. Bị Diệp Trần đả thương Trác Thông, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong miệng quát chói tai một tiếng. Đứng tại Diệp Trần trước mặt Tô Khang, cũng đồng dạng sắc mặt khó coi. Hắn nói nhiều như vậy, vốn đang cho là, đã thuyết phục liễu Diệp Trần. Ai biết,
Diệp Trần thế mà trực tiếp trở mặt, hơn nữa đem Tử Vong Ma Bàn đều cho lấy đi. Tử Vong Ma Bàn bị lấy đi, ý vị này Tô Khang bọn người trước đây tất cả cố gắng, tất cả đều hóa thành hư không. Tô Khang sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Trần đạo trưởng khống giả đại nhân, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta trở mặt, triệt để đắc tội Lôi Kiệt đại nhân cùng với Tiên Vương đại nhân. Diệp Trần sắc mặt lạnh như băng nói, ta không có ý định đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng mà các ngươi lớn như vậy quy mô giết hại hành vi, ta cũng đồng dạng sẽ không ủng hộ, huống chi, ta nếu là nơi này hình phạt trưởng khống giả, cũng cần phải ngăn cản bực này sát lục hành vi phát sinh. Tô Khang nhìn chằm chằm Diệp Trần, trên mặt khen tặng thần sắc dần dần thối lui, ngược lại biến âm trầm mấy phần đạo, đã như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, liền để những đại nhân kia tự mình đứng ra, tới cùng ngươi thương lượng a. Nói, Tô Khang đã lui về phía sau mấy bước, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Mà Thiên Thuật Phong thượng một chỗ, một thân ảnh ở trên không xẹt qua, cuối cùng rơi vào Liễu Diệp Trần bọn người trước mặt. Đạo thân ảnh này, là một người mặc ngây ngô trường bào, trong tay nắm lấy một chi tiêu ngọc, nhìn qua có chút phong độ nhanh nhẹn nam tử. Ừm á đại nhân, Tô Khang bọn người, hướng về phía cái này danh nam tử cùng một chỗ hành lễ. Diệp Trần nhìn về phía người tới, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Bởi vì, này vị Ừm á thiên nhân, thế nhưng là một tôn vĩnh sinh cảnh cường giả. Diệp Trần tiểu hữu, ngươi tới đến Thiên Thuật Phong sau đó, chúng ta e rằng chưa đã gặp mặt, đối với cái này ta muốn nói một tiếng xin lỗi. Ừm á thiên nhân nhìn hướng Diệp Trần, thái độ lộ ra rất là khách khí. Dù sao, ở nơi này Thiên Thuật Phong trong phạm vi, Diệp Trần thực lực, so với Ừm á thiên nhân mạnh hơn rất nhiều. Diệp Trần nhìn chằm chằm Ừm á thiên nhân, chậm rãi dao động đầu đạo, Ừm á thiên nhân không cần phải khách khí cái gì, ngươi là vĩnh sinh chi cảnh cường giả, so sánh dưới, ngược lại là ta hẳn là đi bái phòng ngươi mới đúng. Ừm á thiên nhân cười lắc lắc đầu đạo, ngươi là trưởng khống giả, làm sao có thể cùng bình thường vạn thọ cảnh thiên nhân so sánh. Thuận miệng nói một câu, Ừm á thiên nhân thần sắc, dần dần biến nghiêm túc mấy phần đạo, Diệp Trần, vừa rồi Tô Khang cũng đã nói qua, có liên quan cái này Tử Vong Ma Bàn tính nghiêm trọng, bây giờ ta tự mình đứng ra, hy vọng ngươi có thể đủ mở một mặt lưới, không biết ngươi có chịu cho hay không ta đây cái mặt mũi. Đây chính là một tôn thứ thiệt vĩnh sinh cảnh thiên người. Cho dù là Diệp Trần, trong lòng cũng sinh ra một chút do dự. Nhưng mà lập tức, hắn liền vẻ mặt nghiêm túc, dao động đầu đạo, Ừm á thiên nhân, xin lỗi, chuyện này, tha thứ ta không cách nào đáp ứng, ta lập lại một lần nữa, chỉ cần không phải ở trước mặt ta phát sinh sát lục, ta có thể sẽ không quản, nhưng mà chỉ cần tại trước mắt ta, ta liền không có khả năng không nhúng tay vào. Nhìn xem thái độ kiên định Diệp Trần, Noe thần sắc cũng trở nên âm trầm mấy phần. Dựa theo bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch, thế nhưng là dự định tại Thiên Thuật Phong bên trên, tuần tự chế tạo mấy trận sát lục, thậm chí muốn đem toàn bộ Thiên Thuật Phong thượng võ giả, săn giết hơn phân nửa. Mà bây giờ, kế hoạch lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, Diệp Trần thế mà đột nhiên trở về, còn ở lại chỗ này sự kiện bên trên chặn ngang một cước. Ừm á thiên nhân nhìn chằm chằm Diệp Trần, hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, Diệp Trần, Tiên Vương đại nhân đã không có kiên nhẫn đợi thêm quá lâu, cho nên trong khoảng thời gian gần đây, chúng ta nhất định phải nhanh chóng vì hắn chế tạo ra một khỏa thọ nguyên đan, nếu như không có cách nào chế tạo ra một khỏa thọ nguyên đan mà nói, đến lúc đó chúng ta chỗ hữu nhân đô phải xui xẻo, ngươi mặc dù là Thiên Thuật Phong hình phạt trưởng khống giả, mượn nhờ Thiên Thuật Phong sức mạnh, thực lực gần với người thật mạnh. Nhưng mà tại nơi vị đại mặt người phía trước, ngươi không thể so với sâu kiến mạnh bao nhiêu. Ừm á thiên nhân, Diệp Trần trực tiếp cắt rứt Ừm á thiên nhân mà nói đạo, ngươi nói những thứ này, ta đương nhiên tin tưởng, bất quá ta ý nghĩ sẽ không cải biến, ngươi nếu là không có những lời khác có thể nói lời nói, vậy thì xin rời đi a. Mặt khác, ta lập lại một lần nữa, lần này ta có thể coi như không nhìn thấy, nếu là lần sau lại có xảy ra chuyện như vậy, ta thì sẽ không khách khí. Ừm á thiên nhân sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn phút chốc, liền Tử Vong Ma Bàn cũng không có yêu cầu. Sắc mặt băng lãnh khua tay nói, đi, chúng ta đi Lôi Kiệt thiên nhân động phủ. Một bên Tô Khang bọn người, tất cả đều bay lên, đi theo Ừm á thiên nhân sau lưng, hướng về Thiên Thuật Phong một chỗ chạy tới. Mắt thấy bọn hắn rời đi, Diệp Trần mới quay đầu nhìn về phía sau lưng Thân Đồ Sơn bọn người, dao động đầu đạo, Hồ đại ca, ngươi vẫn là nhanh lên đi tìm một chút, thân nhân của ngươi bây giờ có hay không xảy ra chuyện. Hồ Hưng Bình vốn là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghe vậy mới xem như đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt vội vàng phóng tới một bên. Thân Đồ Sơn bọn người, tất cả cái thần sắc cổ quái, nhìn xem Diệp Trần.
Bọn hắn bây giờ có chút không biết nên như thế nào cùng Diệp Trần ở chung. Diệp Trần nhìn về phía Thân Đồ Sơn Đạo, Thân Đồ đội trưởng, các ngươi cũng vẫn là tốc tốc về Ngàn Nhện Phong đi thôi, thiên thuật phong thượng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có biến nguyên nhân phát sinh, các ngươi lưu tại nơi này, chắc chắn sẽ bị liên lụy. Đối với, chúng ta nghe ngươi. Thân Đồ Sơn bọn người, gật đầu một cái, không lo được Hòa Diệp Trần nói thêm cái gì, liền vội vội vàng rời đi. Bọn hắn vừa rồi nhưng khi nhìn rõ ràng, Diệp Trần vì cứu nơi này đám người, liền những thứ này vĩnh sinh cảnh thiên người đều không cho mặt mũi. Nếu là những thứ này vĩnh sinh cảnh thiên người bởi vậy không phục, đến đây trả thù Diệp Trần mà nói, thiên thuật phong hoàn toàn chính xác sẽ phát sinh đại biến. Nhìn xem Thân Đồ Sơn bọn người rời đi, Diệp Trần tự mình cũng không ở đây tiếp tục chờ Hồ Hưng Bình, mà là thân ảnh nhoáng một cái, về tới hình phạt thánh điện chi nội. Hiện tại hắn đắc tội lôi kiệt bọn người, vì lý do an toàn, trong thời gian ngắn, cũng không thể rời đi thiên thuật phong. Liền tại Diệp Trần trở lại hình phạt bên trong thánh điện thời điểm, thiên thuật phong thượng, một tòa kiến trúc cao lớn bên trong, nuôi bọn người, đã đứng ở một cái sắc mặt uy nghiêm trước mặt nam tử. Tên này sắc mặt uy nghiêm nam tử, đầu thượng nhất đầu bộ lông màu vàng óng, cả người nhìn qua liền như là một đầu cuồng sư một dạng. Người này chính là Tô Khang phía trước nói tới thiên nhân cửu giai cường giả Lôi Kiệt. Lôi Kiệt sắc mặt băng lãnh, nghe nuôi bọn người lên án lấy Diệp Trần phá hư bọn hắn siêu tập tinh nguyên sự tình, Lôi Kiệt thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Đám người nói xong, hắn mới lạnh lùng nói, các ngươi chờ, ta đi trước cùng vị kia tân nhiệm trưởng khống giả thương lượng một phen lại nói. Lôi Kiệt thân là thiên nhân cửu giai cường giả, tại thiên thuật phong bên trên, cũng coi như là tuyệt đối đại nhân vật. Cho nên hắn vẫn rất hữu tự tin, Diệp Trần sẽ cho hắn một điểm mặt mũi. Nhưng mà ai biết, chỉ một lát sau đó, Lôi Kiệt liền sắc mặt lạnh như băng mở mắt ra, vẻ tức giận tại hắn trong đôi mắt thoáng hiện. Thấy vậy, Á thiên nhân hừ lạnh một tiếng đạo, Lôi Kiệt thiên nhân chẳng lẽ cũng đụng phải đinh mềm, chúng ta vị này tân nhiệm trưởng khống giả, có thể căn bản vốn không giống như là phía trước lời đồn đãi như thế nhu nhược, người này căn bản chính là một cái cuồng vọng chi đồ, ngay cả chúng ta những thứ này vĩnh sinh cảnh cường giả, hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt. Lôi Kiệt lắc lắc đầu đạo, đối phương thế nhưng là trưởng khống giả, mượn nhờ thiên thuật phong sức mạnh, liền xem như ta, cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn đương nhiên là có sức mạnh trêu chọc chúng ta, hơn nữa ta xem bộ dáng của hắn, đoán chừng trong khoảng thời gian gần đây, hắn đều sẽ lại không chọn rời đi thiên thuật phong. Tô Khang bọn người nghe vậy, lập tức thần sắc đại biến đạo, Lôi Kiệt đại nhân, nếu là hắn không chịu rời đi, chỉ sợ chúng ta tiếp xuống hành động, đều sẽ kết thúc. Lôi Kiệt khoát tay áo nói, cái này không cần, ta sẽ trước tiên cùng Tiên Vương đại nhân liên hệ một chút, tốt nhất mời được Tiên Vương đại nhân tự mình ra tay, tương Diệp Trần trấn áp, đến lúc đó, tự nhiên là không có người có thể ngăn cản các ngươi. Cái gì, cùng Tiên Vương đại nhân liên hệ, đây chính là không thể coi thường, Tiên Vương đại nhân bây giờ hẳn là đang ngủ say à. Tôm Á thiên nhân sắc mặt kinh ngạc đảo. Tiên Vương bây giờ đã đụng tới Liễu thiên nhân ngũ suy, vì để tránh cho thiên nhân ngũ suy xuất hiện, cho nên hắn cơ hồ số đông thời điểm, đều ở đây trong giấc ngủ say. Lôi Kiệt lắc lắc đầu đạo, các ngươi không biết, bị Tiên Vương đại nhân điều động đến ngoại giới nhân, tựa hồ xảy ra vấn đề, căn bản không có thể luyện chế ra thọ nguyên đan, bởi vậy, Tiên Vương đại nhân chỉ có thể trông cậy vào chúng ta ở đây, mau chóng đem một cái thọ nguyên đan luyện chế được, Tiên Vương đại nhân mới có thể mượn nhờ thọ nguyên đan, vượt qua một lần này thiên nhân ngũ suy, cho nên, Tiên Vương đại nhân đối với chúng ta ở đây, vô cùng coi trọng. Dù là đang say giấc nồng, cũng sẽ chú ý chuyện này. Hơi giảng giải, Lôi Kiệt hướng về phía tứ chu chúng nhân dao động đầu đảo, các ngươi tới trước một bên đi, nhìn ta liên lạc Tiên Vương đại nhân. Trong tay lấy ra một cây thật nhỏ tin hương, Lôi Kiệt cánh tay nhoáng một cái, liền đem chi nhóm lửa. Một cỗ lượn lờ mùi thơm, từ tin hương phía trên truyền ra, thoái vị tại bốn phía đám người, tất cả đều tinh thần đại chấn. Mà cỗ mùi thơm, tựa hồ cấp tốc tràn ngập đến rồi toàn bộ Âm Dương Thành, thậm chí Âm Dương Thành bên ngoài. Chỉ bất quá, cổ mùi thơm này mười phần yếu ớt đến cơ hồ không có người có thể phát hiện tình cảnh. Ở cách Âm Dương Thành cực kỳ xa xôi một chỗ, một tòa ngăm đen sơn mạch, hoành dắt trên mặt đất. Cổ mùi thơm này truyền tới thời điểm, tòa dạng núi này đột nhiên run rẩy một cái. Ngay sau đó, tòa dạng núi này ở giữa, thế mà xuất hiện người ngũ quan, mang theo mê hoặc thần sắc. Toàn bộ sơn mạch thế mà một chút đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuối cùng biến thành liễu nhất tôn cự đại thạch nhân. Thạch nhân nhìn xem Âm Dương Thành phương hướng, hơi trầm ngâm, chợt từng bước một hướng về Âm Dương Thành phương hướng đi đến.
Hắn thể tích khổng lồ, mỗi một bước đều đủ để đi ra vài dặm xa, nhưng mà hắn thực tế tốc độ, so với cái này còn muốn càng thêm mau lẹ. Hơn nữa, mỗi tiến lên trước một bước, thân ảnh của hắn liền sẽ thu nhỏ mấy phần. Chờ hắn đi tới Âm Dương Thành bên ngoài thời điểm, cái này cực lớn thạch nhân, đã biến thành liễu nhất thân hình còng xuống, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, nhìn qua giống như là lúc nào cũng có thể trực tiếp bị mất mạng lão già bộ dáng. Càng thêm kinh người, là trên người lão già tản mát ra vẻ này suy yếu khí tức, liền tới gần hắn đồ vật, đều tựa hồ sẽ phải chịu cỗ này suy yếu hơi thở ảnh hưởng, từ đó triệt để sụp đổ đồng dạng. Lão già đứng tại Âm Dương Thành bên ngoài, nhìn chăm chú phía trước Âm Dương Thành. Âm Dương Thành có khổng lồ trận pháp che chở, nếu như không nhất định phải mà nói, cái này danh lão già, rõ ràng cũng không muốn tiến vào Âm Dương Thành nổi. Nhìn chằm chằm Âm Dương Thành nhìn phút chốc, lão già lại đột nhiên cánh tay vung lên, nhất ba trưởng trực tiếp đập ở Âm Dương Thành bên ngoài giới màng phía trên. Lập tức, toàn bộ Âm Dương Thành một hồi lay động. Mấy chục đạo thân ảnh, từ Âm Dương Thành nội, vọt thẳng ra. Người nào, thế mà dám can đảm công kích ta Âm Dương Thành? Bây giờ xuất hiện, chính là Âm Dương Thành nội, tất cả đỉnh núi phong chủ. Trong đó, Thiên Thuật Phong mới nhâm phong chủ Quách Tùng Dương, cũng đồng dạng ở vào trong đó. Đếm thập danh trí cường giả liên thủ xuất động, khí tức đơn giản cực lớn đến cực điểm. Nhưng mà đối mặt cái danh này hơi thở suy nhược lão giả, cái này đếm thập danh trí cường người thân ảnh, lại đột nhiên im bặt mà dừng. Tiên Vương Đại Nhân, không thiếu người thật mạnh, nhìn thấy cái này danh lão giả thân ảnh, lập tức dừng lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía trước. Tiên Vương tại trong tiên mộ, chính là một cái truyền thuyết. Mặc dù không thiếu niên nhẹ thiên nhân, liền Tiên Vương danh hào cũng không có nghe nói qua. Nhưng mà, những thứ này người thật mạnh, lại lớn cũng biết Tiên Vương tồn tại. Chỉ bất quá, Tiên Vương thời gian ngủ say quá dài, dài đến chỗ hữu nhân đô cho là, Tiên Vương đã vẫn lạc. Ai biết, bây giờ Tiên Vương thế mà lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Các ngươi cái này tuổi trẻ tiểu tử, thế mà cũng tất cả đều trở thành người thật mạnh, quả thật không tệ. Tiên Vương trong miệng, phát ra một cái thanh âm khàn khàn. Ở vào Tiên Vương phía trước một quần trí cường giả bên trong, đi ra một người, cười khổ nói, Tiên Vương tiền bối, người hôm nay đại giá quang lâm, không biết có cỡ nào chỉ giáo. Tiên Vương mặc dù danh khí đủ lớn, nhưng mà vấn đề là, trước kia Tiên Vương cùng Thông Thiên Tông, liền có chút không đối phó. Mà hôm nay Âm Dương Thành, nhưng là Thông Thiên Tông làm chủ đạo. Cho nên những thứ này người thật mạnh thực sự có chút bận tâm, cái này vì Tiên Vương đại nhân bây giờ xuất hiện ở đây, sẽ đối với toàn bộ Âm Dương Thành bất lợi. Không có gì có thể chỉ giáo, chỉ là tới lấy đi một chút thứ mà ta cần mà thôi. Tiên Vương sắc mặt bình tĩnh nói. Cùng lúc đó, Thiên Thuật Phong bên trong, Lôi Kiệt bọn người trước mặt, Tiên Vương thân ảnh, chợt hiện ra. Tiên Vương đại nhân, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tiên Vương thân ảnh xuất hiện, Lôi Kiệt bọn người, lập tức thần sắc đại hỉ. Bất quá đối với vừa rồi toàn bộ Âm Dương Thành đều ở đây đung đưa sự tình, bọn hắn vẫn trong lòng còn có hồ nghi. Tiên Vương khoát tay áo nói, mới vừa rồi là ta công kích Âm Dương Thành, đem Âm Dương Thành nổi tất cả người thật mạnh, toàn bộ hấp dẫn ra ngoài, không có những thứ này người thật mạnh giám sát, các người đại khái có thể buông tay thu lấy võ giả tinh khí, mau chóng vì ta góp đủ ngưng luyện thọ nguyên đan cần có võ giả tinh khí. Tiên Vương đại nhân thế mà tự mình chạy đến, Lôi Kiệt bọn người, thần sắc đại hỉ. Nhưng mà lập tức, liền lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ nói, đại nhân, phong chủ không ở ngược lại là một cái cơ hội thật tốt. Nhưng mà chúng ta Thiên Thuật Phong, bây giờ còn có một vị hình phạt trưởng khống giả, chỉ sợ hắn sẽ nhúng tay chuyện này, chúng ta phía trước bố trí tử vong ma bàn, chính là bị vị này hình phạt trưởng khống giả cho lấy đi. Tiên Vương hóa thân đạo, một cái nho nhỏ hình phạt trưởng khống giả, thế mà cũng dám nhúng tay ta sự tình, các ngươi đi trước giải quyết vị này hình phạt trưởng khống giả, sau đó lại hấp thu tinh khí, nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ tự mình ra tay. Có cái này vì Tiên Vương đại nhân cam đoan, Lôi Kiệt bọn người, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, trực tiếp tung người xông ra. Thân ảnh nhoáng một cái, Lôi Kiệt bọn người, cơ hồ liền lập tức đi tới hình phạt thần điện chỗ. Nhìn xem trước mặt tòa này hình phạt thần điện, Lôi Kiệt sắc mặt lạnh như băng nói, chư vị, đồng loạt ra tay, mau chóng đánh giết Diệp Trần tiểu tử này. Siêu! Bọn hắn một quần vũ giả liên thủ xuất kích, trong đó càng là có ba danh vĩnh sinh cảnh cường giả. Loại công kích này, cơ hồ muốn đem trước mặt hết thảy, tất cả đều xé nát. Nhưng mà, để bọn hắn có chút bất đắc dĩ là,
Một vệt sáng, chợt từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt bọn hắn. Quan Thúc Chi bên trong, tựa hồ ẩn chứa một cỗ không ai có thể ngăn cản lực lượng đáng sợ, thế mà đem bọn hắn công kích, tất cả đều cản lại. Là trường khống giả sức mạnh, Lôi Kiệt miệng chung lãnh hừ một tiếng. Đây chính là hình phạt trường khống giả đáng sợ, dù là không cần tự mình lộ diện, cũng có thể điều động thiên thuật phong sức mạnh, đối với thiên thuật phong bên trong bất luận kẻ nào tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Lôi Kiệt thực lực, mặc dù đã đạt đến vĩnh sinh cảnh cực hạn, thế nhưng là cũng căn bản vô pháp phá vỡ hình phạt trường khống giả sức mạnh. Tiên vương thân ảnh, tại Lôi Kiệt bọn người sau lưng chợt hiện ra. Miệng há mở, một đạo thô to lôi đình, từ tiên vương trong miệng phun ra ngoài, cơ hồ trong nháy mắt, cái này đạo lôi đình liền từ trên không hoành dắt mà qua, trực tiếp trùng kích đến rồi phía trước hình phạt thần điện chi bên trên. Bị trường khống giả sức mạnh che chở hình phạt thần điện, thế mà giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, bị cỗ lực lượng này trực tiếp đánh tan. Âm Dương Thành bên ngoài, đang cùng tiên vương rằng có Quách Tùng Dương, sắc mặt đột biến, trong miệng càng là thất thanh sợ hãi kêu, không tốt, tiên vương tại công kích ta thiên thuật phong. Chẳng những Quách Tùng Dương như thế, bốn phía còn có ước chừng mười mấy danh chí cường giả, cũng tại bây giờ thần sắc đại biến. Ta Thạch Thánh Phong cũng tại bị công kích. Ngàn Nhện Phong cũng là như thế. Trong chớp nhoáng này, tiên vương thế mà sai phái ra ước chừng hơn 10 đạo hóa thân, đồng thời ra tay, tiến đánh Âm Dương Thành nội chủ phong. Quách Tùng Dương bọn người, sắc mặt đột biến phía dưới, lập tức liền muốn phải trở về Âm Dương Thành nội, chấn áp tất cả đỉnh núi dị thường. Nhưng vào lúc này, ở vào bên cạnh bọn họ mười mấy vị trí cường giả, lại đột ngột ra tay, bắt đầu công kích bọn hắn. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi là, tiên vương mang theo một cỗ suy vong khí tức, trực tiếp bao phủ lại bọn hắn. Nếu như dựa theo phổ thông thiên nhân tiêu chuẩn, tiên vương hòa cái kia hai vị thông thiên tông tông chủ, cũng vẫn dừng lại ở người thật mạnh cấp độ. Nhưng mà đối với Quách Tùng Dương chờ người thật mạnh tới nói, tiên vương hòa hai vị tông chủ, kỳ thực đã vượt qua người thật mạnh, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Điều này sẽ đưa đến, tiên vương hòa hai vị tông chủ thực lực, so với bọn hắn những thứ này phổ thông người thật mạnh, còn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, tiên vương mặc dù đã bước vào liễu thiên nhân ngũ suy trong trạng thái, nhưng mà loại này suy vong khí tức, lại ngược lại thành tiên vương vũ khí. Liền xem như người thật mạnh, cũng không nguyện ý đụng chạm loại này thiên nhân ngũ suy khí tức. Bằng không, cho dù là bị cỗ khí tức này nhiễm đến một tia, đều sẽ lập tức để cho bọn họ khí tức suy yếu rất nhiều. Tiên vương tự mình ra tay, lại thêm bốn phía đột nhiên bạo khởi mười mấy danh chí cường giả, Quách Tùng Dương bọn người, thế mà tất cả đều bị dây dưa ở nơi này. Thời khắc này Âm Dương Thành nội, cũng đã hỗn loạn tưng bừng. Ước chừng vài chục tòa chủ phong, bây giờ đã lâm vào trong hỗn loạn. Diệp Trần, thiên thuật phong, hình phạt thần điện chi nội, Quách Tùng Dương một đạo hóa thân, tại Diệp Trần trước mặt chợt hiện ra. Diệp Trần vẫn ngồi ngay ngắn ở hình phạt thần điện chi nội, mà ngôi thần điện, vừa rồi gặp tiên vương công kích, đã sụp đổ hơn phân nửa. Phong chủ đại nhân, nhìn thấy Quách Tùng Dương thân ảnh, Diệp Trần lập tức đứng dậy. Quách Tùng Dương vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí nặng hơn đạo, Diệp Trần, nhanh lên nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, đến không có phát sinh chiến loạn chủ phong đi, bằng không, ta cũng không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Ngoại giới là chuyện gì xảy ra, tiền bối đang cùng người nào giao thủ, Diệp Trần mặc dù trong lòng đã có ngờ tới, nhưng lại vẫn là nhanh chóng dò hỏi. Hắn thân là thiên thuật phong hình phạt trường khống giả, mượn nhờ thiên thuật phong sức mạnh, có thể tinh tường cảm ứng được ngoại giới đang tại giao thủ tình huống. Dù sao, một quần trí cường giả lẫn nhau giao phong tràng cảnh, cho dù là một cái bình thường võ giả, cũng đều có thể tinh tường cảm ứng được. Quách Tùng Dương sắc mặt nặng nề đạo, là tiên vương, một tôn tồn tại cực kỳ đáng sợ, không nghĩ tới, hắn thế mà tại Âm Dương Thành nội, có nhiều như vậy tâm phúc, Diệp Trần, ta để cho ngươi đảm nhiệm thiên thuật phong hình phạt trưởng khống giả, vốn là muốn mượn ngươi thân phận, đem giết chết thiên thuật phong thượng nhâm phong chủ hung thủ hấp dẫn ra tới, không nghĩ tới, thế mà lại là tiên vương. Tuy Âm Dương Thành nội hình phạt trường khống giả, cũng không có thực lực yêu cầu. Chỉ cần đạt đến thiên nhân cảnh giới, liền có thể mượn nhờ hình phạt thánh kiếm, trở thành hình phạt trường khống giả, trường khống cái này nhất phong hình phạt chi lực. Nhưng mà, trên thực tế tất cả đỉnh núi hình phạt trường khống giả, cũng là vĩnh sinh cảnh trở lên cường giả. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này loại hình phạt chi lực, dù sao cũng là lực lượng ngoại lai, không phải sức mạnh của bản thân. Mà chút hình phạt trường khống giả,
cũng không khả năng vĩnh viễn không ly khai âm dương thành. Cho nên, trực tiếp nhường thực lực và hình phạt trưởng khống giả tương đối vĩnh sinh cảnh cường giả tới đảm nhiệm hình phạt trưởng khống giả, liền có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Mà Diệp Trần một cái như vậy vạn thọ cảnh võ giả, trực tiếp đảm nhiệm hình phạt trưởng khống giả, tại âm dương thành nội, tuyệt không thấy nhiều. Quách Tùng Dương sở dĩ sẽ làm như vậy, một cái là bởi vì, bên cạnh hắn cũng đích xác không người có thể dùng, cho nên không thể không vận dụng Diệp Trần bọn người. Ít nhất, hắn biết đạo Diệp Trần bọn người, tất cả đều là từ ngoại giới tiến vào võ giả, tại âm dương thành nội, cùng bất luận kẻ nào cũng không có giao tình. Thứ hai, nhưng là muốn mượn Diệp Trần bọn người, đem lúc trước săn giết thiên thuật phong phong chủ nhân câu đi ra. Chuyện này không giải quyết, Quách Tùng Dương cái này vì thiên thuật phong mới nhâm phong chủ, chỉ sợ cũng làm không an ổn. Hơn nữa Diệp Trần bọn người, ở vào nơi này chỉ là nhất tôn hóa thân, cũng không phải là bản thể, căn bản không cần lo lắng sẽ chết, tự nhiên là làm mồi nhử nhân tuyển tốt nhất. Thế nhưng là Quách Tùng Dương lại không nghĩ rằng, hiện tại xuất hiện, thế mà lại là tiên vương. Mặc dù hắn vẫn không có cách nào xác định, tiên vương chính là chém giết thiên thuật phong thượng nhâm phong chủ nhân. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, tiên vương đích thật là người hiểm nghi lớn nhất. Hơn nữa, tiên vương cũng đích xác có thực lực, đem lên nhâm phong chủ bọn người, trực tiếp đoàn diệt. Nếu như là những người khác, thậm chí là một chút cường đại thôn phệ thú mà nói, Quách Tùng Dương còn có thể nghĩ biện pháp là hơn nhâm phong chủ báo thù, thậm chí trực tiếp điều động thông thiên tông sức mạnh. Nhưng mà đối mặt tiên vương, hắn lại có loại cảm giác thúc thủ vô sách. Không có cách nào, bây giờ tiên mộ nổi chúng nhân, bao quát thông thiên tông hai vị tông chủ, kỳ thực đều xem như tiên vương hậu bối. Đối mặt tiên vương như thế một tồn tại chủ thế giới thời đại liền đã quật khởi tuyệt đại cường giả, cho dù ai chỉ sợ đều sẽ có loại cảm giác thúc thủ vô sách. Thở dài một cái, Quách Tùng Dương hóa thân lập tức lần nữa thúc giục Diệp Trần đạo, Diệp Trần, nhanh rời đi, ta bây giờ căn bản không có cách nào đuổi trở về, tiên vương mục tiêu lần này, chính là các ngươi những thứ này hình phạt trưởng khống giả, ta đã nhận được tin tức, âm dương thành nội, tiên vương đã chém giết 6 vị hình phạt trưởng khống giả, ngươi nên là của hắn cái thứ 7 mục tiêu. Trốn không thoát, bọn hắn đã tới. Diệp Trần cau mày, nhìn về phía ngoại giới. Bây giờ hắn chỗ ở hình phạt thần điện, đã sụp đổ hơn phân nửa, cho nên tình huống ngoại giới, nhìn qua có thể biết ngay. Tiên vương mang theo lôi kiệt bọn người, đã xuất hiện ở phía trên, tương Diệp Trần tất cả đường đi, toàn bộ phá hỏng. Mặc dù bị vây quanh ở đây, Diệp Trần cũng tịnh không hoảng loạn cái gì. Dù sao, tại trong tiên mộ, hắn căn bản không cần lo lắng cho mình sẽ chết. Tiên vương, mục đích của ngươi, hẳn là tại thiên thuật phong bên trong, thu lấy võ giả tinh khí, ngưng luyện thọ nguyên đan, chỉ cần ngươi phóng Diệp Trần rời đi, ta có thể đối với ngươi những thủ hạ này, mở một mặt lưới. Quách Tùng Dương hóa thân, ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới tiên vương, cất cao giọng nói. Hắn muốn cùng tiên vương đàm phán, nhờ vào đó bảo trụ Diệp Trần cái này tôn hóa thân. Tuy chỉ là nhất tôn hóa thân, nhưng cũng là thông thiên tông hao phí giá thật lớn, từ ngoại giới giới tiếp dẫn tiến vào thiên tài. Hơn nữa Diệp Trần bọn người, việc quan hệ thông thiên tông bản nguyên đánh cắp kế hoạch, nếu là Diệp Trần cứ như vậy bị giết, thực sự có chút khách khí. Tiên vương hóa thân nhìn chằm chằm phía trước Quách Tùng Dương, lạnh nhạt nói, ta nghe nói thủ hạ ngươi vị này hình phạt trưởng khống giả, mặc dù chỉ có vạn thọ cảnh tu vi, lại có thể ngang hàng không chết cảnh cường giả, loại này tuyệt thế thiên tài nhân vật, linh hồn của bọn hắn, đối với ta đối kháng thiên nhân ngũ suy, có rất lớn công hiệu, có thể nói, một mình hắn, liền có thể bù đắp được trên trăm tên khác thiên nhân vũ giả tinh khí, cho nên hôm nay, thủ hạ ngươi tên này hình phạt trưởng khống giả tinh khí. Ta nhất định phải đạt được. Không đợi Quách Tùng Dương nói thêm cái gì, tiên vương trên thân, một cỗ suy vong khí tức, chợt bạo phát ra, trong nháy mắt liền đem Quách Tùng Dương hóa thân đánh nát. Mặc dù cũng là hóa thân, nhưng mà tiên vương hóa thân, so với Quách Tùng Dương hóa thân, còn đáng sợ hơn quá nhiều. Không có Quách Tùng Dương hóa thân ở đây, liền xem như lôi kiệt bọn người, cũng từng cái thần sắc buông lỏng xuống. Tại hình phạt thần điện sụp đổ trong phế tích, Diệp Trần từ kỳ trung nhất từng bước đi ra. Hắc hắc, tiểu tử này phía trước còn kiêu ngạo như vậy, chờ sau đó ta tự tay chém giết hắn. Noe bọn người, từng cái cười lạnh liễu khởi tới. Có tiên vương ở tại bọn hắn sau lưng chỗ dựa, liền xem như đối mặt Quách Tùng Dương dạng này người thật mạnh, bọn hắn cũng sẽ không khiếp đảm cái gì. Nhưng mà, theo Diệp Trần nhất từng bước đi ra, ở vào bọn hắn phía trên tiên vương, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đây là, sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía trước từng bước một đi ra thân ảnh,
Tiên Vương thân thể thậm chí nhịn không được run liễu khởi tới. Trước mặt đạo thân ảnh này, cùng hắn ký ức chỗ sâu cất giấu đạo thân ảnh kia, dần dần dung hợp đến liễu nhất khởi. Không sai, là hắn đã trở về. Nguyên bản cường đại vô địch, gần như không thể một đời tiên vương, bây giờ lại đột nhiên giống như một đầu tiểu lão chuột đồng dạng, toàn thân run rẩy liễu khởi tới. Hết tập 205.